Hạ Tưởng và Cổ Ngọc đứng giữa cánh đồng, hướng mắt nhìn ra xa, hai người đứng sóng vai. Cổ Ngọc thấp hơn Hạ Tưởng nửa cái đầu, toàn thân ăn mặc mát mẻ, duyên dáng yêu kiều, đứng giữa đồng ruộng, giống như một đóa hoa tươi nổi bật, kiều diễm hơn người, xinh đẹp đáng yêu. Cổ Ngọc mặc chiếc váy hoa li ti, tươi đẹp như đóa hoa sen mới nở, trên mặt không có bất cứ son phấn gì, đứng bên cạnh Hạ Tưởng gương mặt mộc nhẹ nhàng khoan khoái nhìn trời, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn Hạ Tưởng với vẻ mặt tha thiết, đang chờ đợi câu trả lời của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vẫn còn không biết là nên trả lời Cổ Ngọc như thế nào. Cổ Ngọc đẫy đà hơn so với trước kia một ít, biểu hiện là cái mông đã cong hơn chút rồi, bộ ngực càng đẫy đà hơn trước, đồng thời, tuy rằng khuôn mặt thanh tao như thiếu nữ mới lớn, nhưng đã ẩn hiện một chút gì quyến rũ trong đó. Phụ nữ, một khi đã dâng cao đến mức độ quyến rũ, chính là biểu lộ của thành thục và đầy sức hấp dẫn, Hạ Tưởng nhẹ nhàng kéo Cổ Ngọc vào lòng. Nói thật, Cổ Ngọc quả thật làm cho người ta yêu mến, như đóa hoa tỏa hương, như viên ngọc tỏa ra sự ấm áp. Làm cho người khác chỉ đơn giản là chìm đắm trong hương sắc của cô ấy. Cổ Ngọc lần này đến thành phố Lang, thứ nhất là đến thăm Hạ Tưởng, hai nữa là chuyển ám thị từ lão Cổ đến. Lý do của sự thăm hỏi đương nhiên là không cần phải nói nhiều rồi, bởi vì cô ta quả thật là có một quãng thời gian không gặp Hạ Tưởng rồi, nhớ nhung cũng là bình thường. Những lời mà cô ta thay mặt lão Cổ chuyển tới, lại làm cho người ta không thể nào hiểu được. Hạ Tưởng, trên trung ương có người khen anh không dứt miệng, có người lại một mực phản đối anh, sự tranh luận về anh bây giờ là rất lớn, quan điểm của tôi là thế này, tiếp tục lên giọng như thế đi, đừng sợ gây chuyện, chỉ sợ không có chuyện gì. Lời nói của lão Cổ làm cho Hạ Tưởng do dự, nếu trên trung ương đã có người vô cùng bất mãn với hắn, lão Cổ lại còn bảo hắn tiếp tục lên mặt, thế chẳng phải là đâm đầu vào nòng súng sao. Lão Cổ bình thường làm việc cũng không khoa trương, đều là phong cách khiêm tốn. Tại sao lại bảo mình lại tiếp tục cờ rong chống mở, là có ý đồ gì? Hỏi Cổ Ngọc mới không biết. Đừng hỏi em lười quan tâm đến việc của ông nội lắm, cái gì mà quân sự, chính trị, em nghĩ cũng không buồn nghĩ. Em chỉ nghĩ đến anh thôi, đến thăm anh. Hạ Tưởng không có gì để nói, mấy người con gái xuất thân từ gia đình chính trị mà hắn ta quen, Liên Nhược Hạm hoàn toàn thờ ơ với chính trị, Mai Hiểu Lâm tuy hiện tại đã ham thích hơn trước kia rất nhiều. Nhưng trước đây cũng là thái độ không có gì làm hứng thú, Cổ Ngọc thì càng không phải nói rồi, hoàn toàn giống như người ngoài cuộc, phỏng chừng đầu óc chính trị của cô ấy thậm chí còn không bằng đứa con gái của một cán bộ cấp thấp nhất nữa. Cổ Ngọc bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, lại nói thêm một câu. Đúng rồi, dạo này có rất nhiều cấp dưới của ông nội đến thăm ông, gần như là ngày nào cũng có người đến, bọn họ ngồi lại một chỗ, điệu bộ rất thần bí, giống như là đang thương lượng việc gì lớn. Hạ Tưởng bỗng chốc bừng tỉnh, lẽ nào nói, bộ đội cấp cao phải thiết lập lại tổ chức rồi sao? Chương 867, nhún nhường, chuẩn bị tiếp chiêu. Nghĩ kỹ lại một lần nữa, gần như thực sự là như vậy. Lại liên tưởng đến lời dặn dò của lão Cổ, e rằng lần này quân đội sẽ tái cơ cấu lại cả bộ máy, thế lực trong tay ông ta có thể sẽ tăng lên. Vì thế lão Cổ mới có thể đầy chắc chắn ủng hộ hắn tiếp tục dốc sức triển khai công việc ở thành phố Lang như vậy. Sợ rằng cũng là có ý muốn mượn việc này để tỏ rõ uy lực với một vài nhân vật. Những việc thuộc về chính trị lúc nào cũng chỉ một tác động nhỏ mà ảnh hưởng đến toàn bộ. Hạ Tưởng cười, hiện giờ hắn có muốn nhún nhường cũng không được, nếu như việc của Lãnh Chất Phương thực sự vỡ lở ra, còn liên quan đến Cổ Hướng Quốc, nhất định là một cơn động đất lớn chốn quan trường thành phố Lang. Chẳng những có thể khiến cả tỉnh ủy đau đầu mà còn có thể kinh động đến lãnh đạo cấp cao ở Trung ương. Thậm chí còn có thể dẫn đến tranh chấp giữa lãnh đạo cấp cao ở Trung ương. Lão Cổ đã chắc chắn mà bảo hắn tiếp tục mạnh dạn làm, có thể thấy, lão Cổ vẫn còn rất tự tin về khả năng khống chế cục diện của mình. Trong lòng Hạ Tưởng vô cùng vui mừng. Những người bên cạnh hắn cứ đến rồi đi, những mối quan hệ có thể nhờ cậy cũng liên tục thay đổi, Diệp Thạch Sinh trước kia giờ cũng rất ít khi liên lạc, Phạm Duệ Hằng từng hợp tác giờ càng lúc càng xa. Sự trợ giúp trên trường chính trị, hậu phương vững chắc nhất của hắn, đồng thời cũng là mạng lưới quan hệ hắn nghĩ rằng có thể duy trì lâu dài chỉ có Tống Chiêu Độ và Trần Phong. Tào Vĩnh Quốc là bố vợ của hắn, tuy rằng cũng có thể nhờ cậy nhưng theo những điều hắn biết về ông ta, đoán chừng sẽ có thể làm chủ tịch tỉnh một nhiệm kỳ, có lẽ là không có khả năng đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy. Nhưng tiền đồ của Tống Chiêu Độ và Trần Phong thì vô cùng rộng mở, không gì có thể ngăn cản. Bọn họ sẽ là ngọn đèn sáng nhất chỉ đường cho hắn trên từng lối đi trong quan trường.
mà lực lượng bên quân đội, chỉ có lão cổ là chỗ dựa vững chắc nhất của hắn, vì thế, việc lão cổ có quyền có thế khiến hắn cảm thấy vô cùng vững tâm. Có lý do để tin như vậy, cùng với những bước tiến ngày một xa của hắn, còn có thêm sự hình thành quan niệm chính trị của hắn, chắc chắn có một ngày sẽ không thể tránh khỏi việc phát sinh mâu thuẫn với các thế lực gia tộc. Chỉ nói hiện nay mối liên hệ giữa hắn và Mai Thái Bình, Khâu Tự Phong ngày một mong manh, tiếng nói chung cũng càng ngày càng ít. Càng không cần nói đến sau này khi có liên quan đến mối bất hòa khi sắp xếp hàng ngũ và hình thái nhận thức cao hơn nữa, Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong vào đúng thời khắc quan trọng sẽ phân định ranh giới với hắn là việc hoàn toàn có thể đoán trước được. Thậm chí đến cả nhà họ Ngô cũng có thể sẽ trở mặt với hắn. Vì thế, hắn phải đảm bảo có đủ thế lực có thể dựa dẫm để làm chỗ dựa vững chắc cuối cùng của mình, ví dụ như Trần Chiêu Độ, Trần Phong hay là Lão Cổ. Vào thời khắc then chốt nếu như không có người ủng hộ, không có người bảo vệ thì chỉ duy nhất có con đường chết. Cổ Ngọc chỉ ở lại thành phố Lang một ngày đã đi ngay. Cô tuy rằng không để ý đến chính trị nhưng dù sao cũng làm việc ở tổ lãnh đạo, chắc chắn phải tuân thủ những nguyên tắc liên quan. Có điều Cổ Ngọc nói cho cùng cũng không phải kiểu người có thể chịu đựng được sự ràng buộc. Cô nói với Hạ Tưởng rằng cô muốn ra nước ngoài, muốn tìm một đất nước mình thích ở châu Âu để định cư, một mình sống cuộc sống yên bình và nhàn hạ. Hạ Tưởng không nói gì, giữa hắn và Cổ Ngọc cũng có tình cảm nhưng không phải loại tình yêu sâu nặng khắc cốt ghi tâm. Điều này cả hai người đều biết và cảm nhận được. Cổ Ngọc đơn giản mà đáng yêu, trong lòng cô không chứa đựng được quá nhiều nỗi ưu phiền. Đơn giản là ưu điểm và cũng là khuyết điểm của cô. Nhưng Hạ Tưởng càng không thể ích kỷ mà cho rằng, Cổ Ngọc càng quyến luyến hắn càng tốt, hơn nữa Cổ Ngọc cũng từng nói, nếu như có một ngày cô hết hứng thú sẽ tự mình bỏ đi. Cổ Ngọc cũng không phải không còn hứng thú với hắn, có thể chẳng phải mất hứng gì cả, chỉ là cô muốn lẳng lặng sống một mình. Hạ Tưởng cũng không thể tìm lý do để giữ cô lại, sẽ để cho cô có tự do để làm điều mình muốn và có không gian riêng. Sau khi Cổ Ngọc đi, tin tức về Vệ Tân từ Mỹ liền lập tức truyền về. Đó không phải là một tin tốt, bệnh tình Vệ Tân vẫn chưa có kết quả chẩn đoán chính xác, nhưng bác sĩ nói đó là một loại bệnh cực kỳ hiếm gặp. Hình như là một cơ chế hoạt động nào đó của đại não không còn hoạt động, có khả năng sẽ dần dần tiêu biến, cũng có thể sẽ không xảy ra chuyện gì. Bởi vì chưa từng có tiền lệ nên bác sĩ cũng không dám khẳng định. Kết quả tồi tệ nhất chính là, trong một giấc ngủ nào đó Vệ Tân có thể sẽ chìm vào cõi mơ mà không bao giờ tỉnh lại, bởi vì đại não không thể phân biệt đó là cõi mộng hay là hiện thực. Nhưng cũng có một khả năng khác, chính là khả năng tự mình khống chế của Vệ Tân rất mạnh, căn bệnh từ đầu đến cuối sẽ không phát tác, sẽ bình an vô sự mà sống đến cuối đời. Lời của bác sĩ đưa ra hai khả năng trái ngược nhau khiến trong lòng Hạ Tưởng lúc nào cũng như đang có một quả bom. Đầu óc hắn lúc nào cũng căng như dây đàn. Vệ Tân là nơi mềm yếu nhất trong hắn, hễ động đến là đau đớn. Đây là lần đầu tiên Hạ Tưởng khó mà xóa đi sự lo lắng, khó có thể giải quyết nỗi phiền muộn trong lòng. Hắn và Vệ Tân nói chuyện qua điện thoại rất lâu. Vệ Tân không khóc, cũng không suy sụp, bình tĩnh đến bất ngờ. Cô chỉ nói với Hạ Tưởng, dù cho chỉ được sống một ngày, chỉ cần được ở bên hắn là cô đã mãn nguyện. Trong đêm tối tĩnh mịch, trong tay là cuộc điện thoại từ nơi xa cách Trùng Dương. Nước mắt Hạ Tưởng lặng lẽ rơi xuống. Trước khi nhà máy sơn vẫn chưa triển khai công tác khởi công, lại xuất hiện nhiều tranh chấp chính ở địa điểm đã chọn. Đầu tiên là người vốn đồng ý cung cấp mặt bằng đột nhiên nuốt lời, nói là đã chuyển nhượng mảnh đất đó cho người khác. Ông ta thà rằng nộp thêm một khoản tiền đền bù vi phạm hợp đồng đáng kể, cũng không muốn tiếp tục cung cấp mặt bằng để xây dựng nhà máy. Cùng lúc đó, công trình dự án làng đại học nhiều lần xảy ra mâu thuẫn giữa công nhân và dân làng ở đó, thậm chí còn xảy ra xô xát. Dự án làng đại học cũng rơi vào tình trạng đình trệ. Đòn phản kích của đối phương tuy rằng giản đơn và soàng xĩnh nhưng quả thực đã đánh đúng chỗ yếu của hai dự án. Từ trước đến nay nguồn đầu tư từ nơi khác đến địa phương, xảy ra xung đột với dân địa phương là điều khó tránh. Mà người dân địa phương là dễ bị người khác xúi dục đi gây rối nhất, khiến người ta khó lòng phòng bị. Lại khó có thể tìm ra kẻ đứng đằng sau. Tuy nhiên với những chuyện tương tự thế này, Hạ Tưởng đã có kinh nghiệm dày dặn. Hắn sớm đã tính xong cách đối phó. Khi chuẩn bị sai Thiêu Ngũ bắt tay vào thực thi thì không ngờ, Ngô Nhược Thiên lại đột nhiên đích thân tới thành phố Lang. Ngô Nhược Thiên là tới thành phố Lang, sau khi đến một khách sạn mới điện thoại thông báo cho Hạ Tưởng, nói ông ta muốn gặp mặt hắn. Hạ Tưởng hơi có phần kinh ngạc,
không hiểu rốt cuộc vì lý do gì mà nhà họ Ngô lại coi trọng một nhà máy sơn không thể tạo ra bao nhiêu giá trị kinh tế đến mức đó. Nhà máy sơn tuy rằng có nguồn đầu tư 200 triệu, nhưng đối với nhà họ Ngô mà nói, vẫn không đến mức huy động nhân lực nhiều đến như vậy. Ngô Nhược Thiên tuy rằng cấp bậc không cao nhưng dù sao y cũng là người đàn ông đời thứ ba duy nhất của nhà họ Ngô. Việc y đích thân đến thành phố Lang, có ý nghĩa không phải là bản thân y, cũng không phải là Ngô Tài Hà, mà là sự tán thành của Ngô Tài Dương. Ngô Nhược Thiên không thay đổi gì nhiều, gương mặt trắng trẻo, trông rất trẻ trung, nhẹ nhõm. Hễ nhìn là biết đó là một người không bao giờ phải ủ mưu tính kế, thế mới có thể giữ được nét thanh xuân như vậy. Những người hay âm thầm tính toán trong lòng, đa phần là sắc mặt khó đoán, rất dễ già trước tuổi. Con đường quan lộ của Ngô Nhược Thiên gặp trắc trở cũng chưa hẳn là điều bất lợi. Trong phòng riêng, Ngô Nhược Thiên hơi mỉm cười, đứng thẳng người, dáng vẻ vô cùng thân thiện, chỉ đợi Hạ Tưởng chủ động đưa tay ra. Hạ Tưởng giơ tay bắt tay Ngô Nhược Thiên, trong lòng thầm nghĩ, chắc hẳn có việc cần nhờ vả. Căn cứ thân phận của Ngô Nhược Thiên, tuy rằng không hẳn là thái độ kiêu căng ngạo mạn, nhưng cũng không hẳn là thái độ nhún nhường hết mực, y đã hạ mình như vậy, nếu không phải có người đặc biệt dặn dò thì chính y tự có chừng mực, có việc cần nhờ vả. Nói chuyện được một lúc, hai người ngồi xuống, Ngô Nhược Thiên liền vô cùng bình thản cười. Phó thị trưởng Hạ, chuyện nhà máy sơn, vẫn nên cảm ơn anh. Tôi lần này đến đây, chính là muốn trực tiếp bày tỏ lòng cảm ơn với anh. Hạ Tưởng khoát tay. Vụ trưởng Ngô quá khách sáo rồi. Những việc có lợi cho việc xây dựng kinh tế thành phố Lang tôi đương nhiên là phải ủng hộ hết sức mình. Ngô Nhược Thiên thầm nghĩ, những đầu tư có lợi cho việc xây dựng kinh tế có không ít, nhưng rất nhiều trong số đó đều vì nguyên nhân chính trị mà không thể thực hiện được. Y tuy rằng không có kinh nghiệm trong việc nắm quyền nhưng cũng hiểu rõ những thủ đoạn ở địa phương. Tuy rằng hiện nay tất cả đều lấy việc xây dựng kinh tế làm trung tâm nhưng trên thực tế, vẫn có rất nhiều công trình và dự án, dưới sự tác động của những nhân tố chính trị. Có nhiều đầu tư và xây dựng trùng lặp không hợp lý. Huống chi, dự án nhà máy sơn chính bản thân nó cũng có ý nghĩa chính trị cực kỳ quan trọng. Trước tiên Ngô Nhược Thiên chuyển lời hỏi thăm của ông cụ Ngô gia và Ngô Tài Hà tới Hạ Tưởng, vừa chuyển đề tài, lại nói. Dự án nhà máy sơn tuy rằng không kiếm được nhiều tiền, nhưng tôi cũng hy vọng có thể thu được lợi nhuận, đừng nên để lỗ vốn, nếu không chẳng có cách nào giải thích. Nhưng trong lĩnh vực kinh doanh, tôi cũng không hiểu cho lắm. Mong Phó Thị trưởng Hạ giúp đỡ, tìm một người phù hợp để quản lý nhà máy sơn. Hạ Tưởng không trả lời mà chỉ im lặng. Hạ Tưởng hiểu ý của Ngô Nhược Thiên. Ngô Nhược Thiên là muốn mượn việc này để thể hiện khả năng của y, chứng minh với dòng họ là y có tài kinh doanh, hoặc là cũng có ý định khác không chừng. Nhưng tất cả những điều trên đều không phải mấu chốt để Hạ Tưởng suy xét vấn đề. Xuất phát điểm của Hạ Tưởng chính là... Nếu như sau khi hắn đã thay mặt nhà họ Ngô đứng ra thực hiện dự án nhà máy sơn, lại giúp nhà họ Ngô sắp xếp người quản lý, nhất cử nhất động của hắn đến tai kẻ có dụng ý chắc chắn sẽ thành minh chứng cho mối quan hệ mật thiết giữa hắn và nhà họ Ngô. Thậm chí sẽ khiến một vài nhân vật quan trọng nảy sinh hiểu lầm, cho rằng hắn và nhà họ Ngô đang nhanh chóng thân thiết, nói không chừng còn nghi ngờ lập trường chính trị của hắn có thay đổi. Thành phố Lang cách Bắc Kinh quá gần. Đặc biệt là hiện nay nhất cử nhất động của hắn chắc chắn đều đang có người quan sát tỉ mỉ. Hắn chắc chắn phải cẩn thận hơn nữa, huống hồ ông cổ cũng từng nói, trong các lãnh đạo cấp cao trung ương có người vô cùng không vừa lòng với hắn. Hiện giờ hắn đã trở thành nhân vật gây tranh cãi, nếu như còn tiến gần thêm với nhà họ Ngô, tranh luận sẽ càng gay gắt. Ngô Nhược Thiên thấy được sự do dự của Hạ Tưởng, y liền cười với dáng vẻ đảm bảo chắc chắn. Có chút tranh luận trong lãnh đạo cấp cao cũng là chuyện thường tình, tranh luận lúc nào chẳng có. Ông tôi nói, anh cũng không cần phải lo lắng quá mức vì sự bất mãn của một vài người với mình. Có người không vừa lòng với anh là chuyện tốt, chứng minh rằng anh có khả năng động chạm đến lợi ích của họ, bọn họ mới có thể coi trọng anh, mới có thể quở trách anh. Ông còn nói, anh không việc gì phải sợ, có nhà họ Ngô làm hậu thuẫn, ít nhất cũng có thể đảm bảo anh sẽ tiến đến được cấp tỉnh bộ. Nếu như nói hành động của Ngô Nhược Thiên là xuất phát từ tình cảm thì Hạ Tưởng có lẽ còn có thể động lòng. Nhưng Ngô Nhược Thiên mở miệng là nói đến lợi lộc, liền khiến trong lòng hắn có phần không vui. Hắn không phải loại người hám lợi, nếu không cũng không thể kiên trì giữ vững nguyên tắc mà không hề dao động. Chẳng trách tiền đồ trên đường quan lộ của Ngô Nhược Thiên không được rộng mở, cũng không thể trách người khác, tất cả đều là do y ăn nói làm việc đều không có chừng mực. Tuy rằng Ngô Nhược Thiên cũng không có vẻ ngạo mạn,
ngang ngược của con cháu các dòng họ lớn, nhưng khi y nói chuyện vẫn vô tình lộ ra dáng vẻ cao hơn người khác một bậc. Về mặt hạn chế bản thân y còn kém xa Khâu Tự Phong và Mai Thái Bình. Hạ Tường ngồi thẳng người, nhẹ nhàng khoát tay. Vấn đề sắp xếp người quản lý nhà máy sơn tôi không tiện ra mặt, nếu không sẽ thể hiện rằng tôi can thiệp quá sâu. Hơn nữa đối với những vấn đề như nên kinh doanh thế nào thì tôi cũng không có kinh nghiệm gì, nên cũng không dám góp ý gì nhiều. Về lời của ông cụ, thay tôi cảm ơn lời dạy bảo của cụ. Gương mặt Ngô Nhược Thiên chợt biến sắc. Lời của Hạ Tường đã trực tiếp thể hiện, chẳng những từ chối mọi ý tốt của y, còn không chút coi trọng thiện ý của nhà họ Ngô, cũng có nghĩa là không nể mặt y một chút nào. Trên mặt Ngô Nhược Thiên liền có chút không kìm được giận, liền ném chiếc đũa trong tay xuống. Phó thị trưởng Hạ, trước tiên không nói đến mối quan hệ vô cùng chặt chẽ giữa anh và nhà họ Ngô, chỉ nói đến việc nhà họ Ngô chiếu cố với anh đến thế nào, anh không biết báo đáp thì thôi, còn từ chối ý tốt của nhà họ Ngô, có phải là có phần kiêu ngạo quá rồi không? Hạ Tường mỉm cười. Vụ trưởng Ngô, tôi xúc tiến việc khởi công nhà máy sơn ở thành phố Lang không phải vì nhà máy sơn là quan hệ của nhà họ Ngô, cũng không phải vì nhà máy sơn là dự án do anh chỉ đạo. Mà là vì nhà máy sơn có lợi cho sự phát triển tích cực nền kinh tế thành phố Lang. Xuất phát điểm của tôi hoàn toàn là từ góc độ của thành phố Lang, không hề có suy nghĩ gì khác, xin anh hiểu rõ điểm này. Ngô Nhược Thiên sững sờ hồi lâu mới đành bất lực mà thở dài. Xem ra hôm nay chúng ta nói chuyện không có hiệu quả rồi. Hạ Tưởng không tiếp lời y, chỉ cười nhẹ, trong lòng lại tiếc thay cho nhà họ Ngô. Ông cụ Ngô cả đời tháo vát hơn người, có tầm nhìn xa trông rộng, hơn nữa cả đời tính toán không chút sơ hở. Ngô Tài Dương mặc dù có phần bảo thủ cố chấp nhưng cũng còn có thủ đoạn chính trị, nếu không cũng không thể vượt bao sóng gió trên con đường quan lộ, dựa vào sức mình đạt tới chức phụ cấp tỉnh bộ. Trong đời thứ hai nhà họ Ngô, Ngô Tài Hà tuy rằng bất tài nhưng vẫn còn có một Ngô Tài Giang cũng là quan to ở tỉnh. Chỉ có điều đến đời thứ ba lại không có lấy một người tài. Đáng tiếc, Ngô Nhược Thiên quá vô dụng. Không ai giàu ba họ, nhà họ Ngô chỉ truyền đến đời thứ ba rồi kế sau liền không còn tài năng nữa. Nghĩ kỹ lại, trong ba đời nhà họ Mai, cũng chỉ có một Mai Hiểu Lâm. Trong ba đời nhà họ Khâu vẫn may có một Khâu Tự Phong, còn nhà họ Phó, Phó Tiên Phong tuy rằng con người không ra gì nhưng ít nhất cũng có thủ đoạn chính trị. Mặt dày mày dạn, đầu óc nham hiểm, nói không chừng về sau vẫn có thể có chút thành tích. Trái lại nhà họ Ngô là dòng họ quyền lực nhất trong bốn dòng họ, sau ba đời lại không có người nối nghiệp. Phải nói đó là một vấn đề nghiêm trọng vô cùng khó nói nhưng lại phải nghiêm túc đối diện. Hạ Tưởng khi đã nghĩ thông suốt, chợt bừng tỉnh, nhớ tới sự chiếu cố và những lời căn dặn tha thiết của ông cụ Ngô với hắn, còn cả việc lần này ra tay đến mức không ai ngờ ở thành phố Lang. Ông cụ nhất định muốn đầu tư một nhà máy sơn ở thành phố Lang, còn muốn dùng nhà máy sơn để xây dựng lại mối quan hệ khi gần khi xa của hắn và nhà họ Ngô. Hơn nữa còn sai Ngô Dương Thiên đích thân tới đây thuyết phục hắn, tất cả dấu hiệu đều cho thấy, dụng ý của nhà họ Ngô thực sự khiến người ta phải suy ngẫm. Trong ba đời nhà họ Ngô cũng chỉ có một Liên Nhược Hạm còn có thành công đáng kể trong lĩnh vực kinh doanh, mà hắn lại là người Liên Nhược Hạm yêu thương nhất, thực tế cũng ngang với chàng con rể không thể công khai của nhà họ Ngô. Phải chăng nhà họ Ngô đã lẳng lặng nhất trí, có ý đào tạo hắn trở thành người nối nghiệp? Lại nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Ngô Nhược Thiên, còn muốn hỏi y một câu cho rõ ràng, Hạ Tưởng liền lắc đầu. Ngô Nhược Thiên đã lăn lộn trong quan trường lâu như vậy mà vẫn không học được cách kiềm chế và che giấu cảm xúc, con đường quan lộ sau này về cơ bản có thể nói là chắc chắn sẽ không thể đi được xa. Hắn khoát tay. Cảm ơn vụ trưởng Ngô đã mời tôi ăn cơm, lần sau tôi chắc chắn sẽ đáp lễ. Ngô Nhược Thiên đã hiểu ra điều gì đó, còn muốn nói thêm chút gì, nghĩ lại, cuối cùng vẫn không nói ra. Khiến Hạ Tưởng không thể ngờ tới chính là, ba ngày sau, khi hắn đến dự án làng đại học giải quyết tranh chấp ở công trường, không biết từ đâu lan ra tin đồn, nói rằng hắn có thể sẽ được điều đến Bộ và Ủy ban Trung ương ở Bắc Kinh đảm nhiệm chức vụ trưởng. Tương đương với việc leo thêm một nấc trên thang quyền lực. Không lặng lẽ truyền đi như lần trước, tin đồn lần này tới rất đột ngột, hơn nữa thanh thế to lớn, còn đồn đại như thật. Đồn là sau khi Hạ Tưởng đến thành phố Lang, làm việc vô cùng xuất sắc, được lãnh đạo cấp trên đánh giá cao. Đúng lúc một bộ ủy ban ở Bắc Kinh còn chống một ghế vụ trưởng, ở Bắc Kinh liền có người trọng dụng tài năng của Hạ Tưởng, muốn điều hắn đến đó. Tin đồn còn tiết lộ Bộ và Ủy ban Trung ương mà Hạ Tưởng sẽ chuyển tới lại là một nơi không phải là một bộ phận chủ chốt.
Hơn nữa còn đồn đại chức vụ trưởng cũng chỉ là vụ trưởng của một bộ ngành vô cùng nhàn hạ, gần như bị đẩy ra bên lề, chính là nói, tưởng là thăng chức nhưng thật ra là hạ bậc. Dù là tin đồn bắt nguồn từ đâu, là ai cố ý rêu rao nó, có một điểm Hạ Tưởng hiểu rất rõ, chính là muốn mang đến ảnh hưởng xấu cho hắn, tạo nên cho hắn ảo giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta điều đi. Nói cho cùng vẫn là Mã Tiêu nắm quyền trong ban tổ chức cán bộ, khác với trước kia, Mai Thái Bình chỉ một cuộc điện thoại liền có thể dẹp tan mọi tin đồn. Bây giờ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy không nói câu nào, đã không đứng ra phản bác, lại không làm sáng tỏ sự thật. Kết quả là khiến những người không biết rõ chân tướng lại càng thêm ngờ vực, lẽ nào việc Hạ Tưởng bị điều đi là sự thực. Hạ Tưởng ở công trường, vừa sai người phụ trách giải quyết tranh chấp, vừa trực tiếp gọi điện cho Tống Chiêu Độ. Người hiểu chuyện không thể tin lời đồn vớ vẩn đó đâu. Hiện nay tình hình Tống Chiêu Độ ở tỉnh ủy tuy rằng cũng đã tốt hơn so với dự đoán, nhưng về mặt nhân sự vẫn cứ cảm thấy bị gò bó, ràng buộc, cho nên chỉ có thể khuyên giải an ủi Hạ Tưởng. Ở tỉnh không có bất kỳ một đề nghị nào điều động cậu, hơn nữa dù cho có người muốn động đến cậu, trước tiên phải qua được mặt tôi đã. Cậu cứ yên tâm làm việc, trong tỉnh có người muốn nhân cơ hội đánh động cậu để thăm dò tôi, có cơ hội tôi sẽ cho chúng biết thế nào là bất ngờ. Nghe có thể đoán được, Tống Chiêu Độ trong lòng ngầm có chút giận dữ. Cơn giận của Tống Chiêu Độ bắt nguồn từ hai nguyên nhân, một là ở trong tỉnh y quả thực cảm thấy rõ ràng áp lực do Phạm Duệ Hằng và Mã Tiêu liên kết lại tạo ra, dường như rất khó can thiệp vào lĩnh vực nhân sự. Bề ngoài thì Mai Thái Bình tỏ ra giữ thái độ trung lập nhưng trên thực tế lại vẫn nghiêng về phía Phạm Duệ Hằng, khiến y rất đau đầu. Nguyên nhân thứ hai chính là thực sự có người đã hai lần cố ý tung ra tin đồn điều động Hạ Tưởng. Hạ Tưởng là vây cánh của y, có ai lại không biết. Động đến Hạ Tưởng liền ngang với việc giáng cho y một cái bạt tai, một lần là đủ rồi, lại còn có lần nữa. Y liền hiểu rõ, có người không muốn để yên, phỏng chừng thực sự muốn đá Hạ Tưởng ra khỏi thành phố Lang, đồng thời, cũng là vì mục đích tiến thêm một bước đả kích danh tiếng của y. Tống Chiêu Độ quyết định áp dụng phương pháp phản chế. Hạ Tưởng cũng quyết định bắt đầu phản kích. Những việc trên phương diện chính trị, vốn dĩ chính là xung đột về lợi ích giữa các bên. Đặc biệt là giai đoạn hiện nay, nhìn bề ngoài hắn và Cổ Hướng Quốc dường như tạm thời đạt đến một mức cân bằng, nhưng trên thực tế, mâu thuẫn chỉ là tạm thời lắng xuống đợi thời điểm thích hợp để bùng nổ. Dù sao giữa hắn, Cổ Hướng Quốc và Lộ Hồng Chiêm, oán hận sâu đậm chồng chất. Hơn nữa giữa họ có quá nhiều xung đột về lợi ích, bất luận là xét từ góc độ nào, vẫn là bất đồng trong quan niệm chính trị, vân vân. Cơ bản là không có khả năng hòa giải. Lịch Phi đang âm thầm điều tra vụ án của Lãnh Chất Phương, Cổ Hướng Quốc không thể không biết rõ, Lộ Hồng Chiêm cũng biết tường tận điều đó. Hiện nay nhìn bề ngoài hai người không có bất kỳ đòn phản kích gì, thực chất cũng đã âm thầm chuẩn bị cho cuộc đấu, đang từng bước chiếm lại mặt trận, đương nhiên, còn có cả Nga Ni Trần và Sato cũng đang đợi cơ hội để ra tay. Nói ra, ở thành phố Lang, tuy rằng Hạ Tưởng có đồng minh nhưng cũng gần như gây thù chuốc oán khắp nơi. Chắc chắn phải đi đúng bước đầu tiên mới không bị những đối thủ giờ giờ khắc khắc nhằm vào hắn tìm được sơ hở. Tranh chấp ở dự án làng đại học không khó giải quyết, Hạ Tưởng rất nhanh liền giúp hai bên đều vừa ý, sau đó đúng lúc hết giờ làm, hắn cũng không quay về thành ủy mà về thẳng nhà, không ngờ lại thấy một người. Dương Bối. Chương 868, Thời cơ, tương kế tựu kế. Lúc này trời đã về chiều, Dương Bối đứng trong những vệt nắng cuối cùng của buổi chiều tà. Ánh sáng chiếu vào gương mặt cô, khiến cô có một vẻ đẹp tang thương rung động lòng người. Nếu như không phải vì vết thương trên mặt và vết sẹo giấu sau đôi kính râm to bản, Dương Bối khi đó cũng có thể gọi là một người con gái đẹp, ít nhất có thể khiến người ta dừng lại ngắm nhìn. Thực ra bây giờ đã vào tháng đầu hè, năm nay mùa hè đến sớm, trời nóng đến mức có thể mặc áo cộc tay, đặc biệt là những phụ nữ thích trưng diện, sớm đã mặc những chiếc váy hoặc ngắn hoặc dài để khoe vẻ đẹp hình thể Dương Bối thì không. Cô vẫn mặc áo dài quần dài, như là bao kín cơ thể mình trong đó, sợ lộ ra dù chỉ một tấc da thịt. Hạ Tưởng biết rõ, không phải vì cô sợ lạnh mà là vì cô đang muốn che giấu. Dù nói là hắn sớm đã không còn tình cảm với Dương Bối nhưng hễ nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cô thì liền đoán ra điều gì đó, trong lòng vẫn cứ khó tránh khỏi giận dữ. Do Trần Đại Đầu đánh đúng không? Vâng. Dương Bối cúi đầu, tiếng nhỏ như tiếng muỗi. Em cũng quen rồi. Đành cam phận thôi, ai bảo em không có bản lĩnh, không có mắt nhìn người, con người lại nông cạn. Âu cũng là số mệnh,
không thể trách người khác được. Hạ Tưởng hít sâu một hơi. Nếu như em không muốn ly hôn, có thể đề nghị Hội Liên Hiệp Phụ Nữ can thiệp. Anh sẽ tác động để đồng chí bên Hội Liên Hiệp Phụ Nữ làm việc với Trần Đại Đầu, nếu như y còn dám đánh em sẽ đưa y làm một điển hình phản diện trước toàn thành phố. Dương Bối vội vàng lắc đầu. Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của anh. Em đến tìm anh là vì việc khác, không muốn nhắc đến y nữa. Hạ Tưởng mời Dương Bối lên gác, hắn đi đằng sau cô, nhìn dáng điệu uyển chuyển của cô, nhớ lại những chuyện cũ và tình cảm trong sáng xưa kia, trong lòng lại yên lặng như mặt nước, không còn một chút rung động nào. Hắn không muốn đoán mục đích của Dương Bối tới đây lần này, chỉ là đang nghĩ, dù chỉ là dựa trên mối quan hệ với bạn học bình thường cũng nên giúp cô ấy một chút, để cô sớm thoát khỏi bể khổ. Anh em họ Trần, một người thì đơn thuần là bạo lực, một người thì tâm địa thâm độc. Sống dưới bóng của hai người đó, với một người không kiên cường như Dương Bối, không suy sụp đã là tốt lắm rồi. Vừa vào phòng, Dương Bối liền sửng sốt, ánh mắt liền lộ ra vẻ cô đơn. Cách sắp xếp căn phòng vẫn mang đậm dấu ấn của Vệ Tân, sau khi cô đi, Hạ Tưởng vẫn không thay đổi. Ai cũng chỉ liếc mắt là nhận thấy, trong căn phòng có bàn tay ấm áp của một người phụ nữ. Từ sâu trong đáy lòng Dương Bối thầm thở dài. Cô đón lấy chén trà Hạ Tưởng rót cho mình. Khe khẽ uống một ngụm, lại chạm đến vết thương ở khóe miệng, không khỏi suýt xoa khẽ rên lên một tiếng. Hạ Tưởng nhíu mày, muốn nói điều gì đó, lại thấy cô đang quay mặt đi chỗ khác, rõ ràng là không muốn hắn quan tâm. Hạ Tưởng đành phải giữ lại lời nói trong lòng. Có điều gì cần anh giúp đỡ, em cứ nói. Chúng ta từng là bạn học, có thể giúp em được điều gì chắc chắn anh sẽ làm. Hạ Tưởng cũng lấy lại giọng điệu thản nhiên. Dương Bối đứng dậy. Đặt chiếc túi sách trong tay lên bàn, đối diện cô và Hạ Tưởng. Sau đó cô bắt đầu cởi áo. Hạ Tưởng, em nợ anh, hôm nay sẽ trả lại anh tất cả. Dù là tình yêu và sự chở che anh dành cho em thời đại học, hay là sự nhường nhịn của anh khi ở huyện bá, đều khiến em mãi mãi không thể nào quên. Tuy rằng sau khi xa anh, em cũng đã yêu một người, lại lấy một người khác, nhưng em muốn nói với anh rằng, em vẫn còn trong trắng. Bây giờ... Em xin dâng tấm thân còn nguyên vẹn này cho anh, để em trở thành một người phụ nữ đúng nghĩa, dù có chết, em cũng không còn gì hối tiếc. Hạ Tưởng bước lên một bước, giơ tay ngăn Dương Bối. Dương Bối, em đừng như thế, giữa chúng ta dù cho không còn tình cảm gì nữa, thì còn có tình bạn, dù sao em cũng là bạn học của anh. Em cũng biết tính anh rồi, anh không phải là loại đàn ông hễ có cơ hội là lợi dụng. Em có điều gì khó xử cứ nói ra. Nếu như muốn dùng thân mình để đổi điều gì, xin lỗi em tính sai cách rồi, ngược lại còn khiến anh coi thường em. Dương Bối liền sửng sốt, ngây người một lúc lâu, bỗng nhiên, oa, lên một tiếng rồi khóc òa lên. Trước kia mỗi lần Dương Bối khóc, Hạ Tưởng đều ôm cô trong vòng tay, che chở cho cô, hơn nữa còn dịu dàng an ủi cô. Nhưng bây giờ hắn chỉ đưa cho cô khăn giấy, đến một câu an ủi cũng không có. Trực giác mách bảo hắn. Việc Dương Bối hiến thân chắc chắn không phải là ý định xuất phát từ đáy lòng cô. Hắn hiểu Dương Bối quá rõ, biết rằng Dương Bối không phải là kiểu phụ nữ điều gì cũng dám làm. Tính cách cô ấy có quá nhiều điều không kiên định, rất dễ bị người khác chi phối. Lần này Dương Bối đến đây chắc chắn là nhằm mục đích khác. Hạ Tưởng khoác thêm quần áo cho Dương Bối, sau đó đến trước cửa sổ, mở cửa ra. Những cơn gió mát từ ngoài thổi vào, khiến người ta thấy khoan khoái. Cảm thấy như đang ở giữa hè, tâm trí hắn rối loạn, suy nghĩ rất nhiều chuyện ngổn ngang. Cũng không biết Dương Bối đã khóc bao lâu, cuối cùng cũng ngưng tiếng khóc. Đầu tiên cô mở túi, rút ra một chiếc máy quay phim từ bên trong, giơ lên và nói. Hạ Tưởng, em đến là để hủy hoại sự trong sạch của anh. Hạ Tưởng xoay người, quay đầu lại, vẻ mặt bình tĩnh. Anh có thể đoán ra được. Hắn đã từng trải qua sự mê hoặc của Tùng Phong Nhi. Biết đằng sau những lợi lộc tự chạy đến tận cửa chắc chắn sẽ ẩn chứa một cạm bẫy cực kỳ nguy hiểm. Trên đời này thực sự không có chuyện tốt như bánh từ trên trời rơi xuống, ngay cả có đi chăng nữa thì chiếc bánh tuy rằng ngon miệng nhưng chắc chắn có độc ở bên trong. Dương Bối tắt máy quay phim đi, rút cuộn băng trong đó ra, dẫm nát. Em xin lỗi, Hạ Tưởng, em còn làm hại đến anh nữa thì thực sự không phải là người. Hạ Tưởng hiểu được chuyện đã xảy ra. Là Trần Đại Đầu lấy căn bệnh của mẹ ra để uy hiếp em, đúng không? Còn cả việc sau khi ly hôn có thể được chia 1/3 tài sản. Dương Bối cúi gằm đầu xuống nói.
Một phần ba số tài sản của Trần Đại Đầu là một khoản tiền cực kỳ lớn, nói không động lòng thì hẳn là nói dối. Nhưng em lại nghĩ thông suốt rồi, một người không thể suốt đời ỷ lại vào người khác mà sống, em phải xây dựng được sự nghiệp của mình, tự mình nuôi sống bản thân. Trong đầu Hạ Tưởng bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng, phát hiện ra một điều mấu chốt vô cùng hay. Nếu em và Hồng Thanh đồng ý thì có thể đến nhà máy sơn Toàn Mỹ làm việc. Nhà máy sơn của Ngô Nhược Thiên được đặt tên là Toàn Mỹ. Những công việc giai đoạn tiền kỳ đã được chuẩn bị hoàn toàn đầy đủ, chỉ thiếu chút nữa là đi vào thực hiện. Nhưng vấn đề tranh chấp về đất đai hiện nay vẫn chưa được giải quyết triệt để, Hạ Tưởng đang định bước tiếp theo sẽ dốc toàn lực để thúc đẩy công việc ở nhà máy sơn Toàn Mỹ. Để Dương Bối và Ngụy Hồng Thanh tới nhà máy sơn Toàn Mỹ làm việc vừa có thể làm Ngô Nhược Thiên hài lòng, lại cũng ngang với việc đánh thẳng vào mặt Trần Đại Đầu và Sato. Dương Bối chỉ chần chừ trong giây lát liền gật đầu đồng ý. Tất cả đều nghe theo anh. Hình bóng Dương Bối biến mất trong màn đêm, Hạ Tưởng đứng trước cửa sổ hồi lâu không nói năng gì. Tình hình càng ngày càng phức tạp, hắn cũng không thể ngờ khi Trần Đại Đầu và Nga Ni Trần điên cuồng đến mất hết lý trí đến mức có thể nghĩ ra cách lợi dụng Dương Bối để quyến rũ hắn. Có lẽ trong mắt chúng đó là một diệu kế, nhưng đối với hắn, đó chỉ là một chiêu vớ vẩn. Hạ Tưởng không có ý chê bai gì Dương Bối, nhưng hắn đối với cô thực sự là không bao giờ còn có tình cảm nam nữ gì nữa, chỉ là xuất phát từ tình nghĩa bạn học và nỗi tiếc thương nên muốn giúp cô ấy một tay. Đương nhiên, có đi thì phải có lại, Hạ Tưởng cũng thuyết phục Dương Bối tương kế tự kế. Ngày hôm sau, việc tranh chấp đất đai ở nhà máy sơn Toàn Mỹ càng lúc càng nghiêm trọng. Khi người phát ngôn nhà họ Ngô là Lôi Nham đứng ra thương lượng suýt nữa đã bị người ta đánh. Hạ Tưởng liền đập bàn, đích thân đến đó giải quyết. Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Dưới sự bảo vệ của mấy nhân viên, Lôi Nham trốn ở trên xe vô cùng thảm hại, không dám ra ngoài. Hàng chục người vây quanh chiếc xe, không ngừng xô đẩy, còn hô vang khẩu hiệu. Trả lại nhà vườn, chống ô nhiễm. Ở đó còn có không ít biểu ngữ, dân chúng vô cùng phẫn nộ, sắp sửa trở thành một vụ việc có tính tập thể. Hạ Tưởng có kinh nghiệm phong phú trong việc xử lý những chuyện tương tự thế này. Hắn biết rất rõ trong số đó có những người nông dân thực sự bị mất đất đai, cũng có cả những kẻ mượn cơ hội để gây rối. Anh Thành và Hạ Tưởng cùng nhau đi đến, thấy tình thế không ổn, liền sắp xếp lực lượng cảnh sát chia tách đám người đó ra, còn làm theo chỉ thị của Hạ Tưởng, bắt những người làm náo loạn nhất ngay tại chỗ, áp dụng biện pháp cưỡng chế mạnh mẽ. Quả nhiên hữu hiệu, mấy người cầm đầu vừa bị bắt, đám người lập tức dịu xuống. Sau khi khống chế được những kẻ gây rối, Hạ Tưởng đích thân đi đến giữa đám người, nói lớn. Thưa bà con đồng hương thân mến, đất đai của các vị vốn là chính phủ trực tiếp trưng dụng, nhưng xuất phát từ niềm yêu quý và suy nghĩ cho bà con mà nhà máy sơn Toàn Mỹ đã đề xuất trưng dụng thương mại. Trưng dụng thương mại có đền bù gấp đôi so với chính phủ trưng dụng. Nếu như bà con vẫn không biết thỏa mãn, lại còn gây rối thì đồng nghĩa với việc ép chính phủ phải áp dụng biện pháp cưỡng chế. Có những lúc, phải dùng giọng đanh thép mới có thể áp chế được lòng người đang rối loạn. Quả nhiên, Hạ Tưởng vừa cất lời xung quanh lập tức im lặng. Thấy đã tới thời điểm, Hạ Tưởng liền dịu giọng đi. Vùng đất này đã bị Sơn Occupy làm ô nhiễm trong nhiều năm, cơ bản là không thể trồng trọt, có để đó cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Giờ đây có nhà máy Sơn Toàn Mỹ đầu tư thu mua. Vốn là một việc vô cùng tốt, có một số người có ý đồ xấu lại cố tình đến để gây rối. Tôi muốn nhắc nhở một chút, nếu mọi người còn phản đối việc chúng tôi trưng dụng nữa, chính phủ không những sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế mà còn xử lý nghiêm khắc những người gây rối. Đến lúc đó, không chỉ số tiền đền bù mà mọi người nhận được sẽ bị giảm đi một nửa mà còn có khả năng phải ngồi tù. Bên nào lợi bên nào hại mọi người phải suy xét thật kỹ rồi mới chọn lựa. Không còn sự phá rồi của mấy người cầm đầu, Hạ Tưởng lại vừa đấm vừa xoa, không ít người đều đã rút lui. Đầu tiên là một người quay lưng đi rồi sau đó đám người lần lượt tản ra tứ phía. Chỉ trong vài phút, ở đó chỉ còn lại vài ba người. Anh Thành đứng sau Hạ Tưởng, thấy Hạ Tưởng chỉ nói vài ba câu đã có thể giải tán được đám người, thầm khâm phục sự điềm tĩnh và khả năng của Hạ Tưởng. Có thể kiểm soát được tình hình hay không là một tố chất cần thiết của một quan chức. Nhưng có thể hiểu thấu tâm lý của những người gây rối, bắt được kẻ đầu sỏ, chính là biểu hiện của một quan chức có tài trí hơn người. Trong vài người còn ở lại, có một ông cụ đầu tóc bạc trắng, lưng còng, ánh mắt chậm chạp. Ông ấy run rẩy đi tới trước mặt Hạ Tưởng,
đầu tiên là ngẩng đầu nhìn Hạ Tưởng vài lần, sau đó lại cúi đầu, hình như là tự nói với bản thân một câu. Con tôi bị oan uổng. Nơi Hạ Tưởng đứng cách cánh đồng không xa, gần bên cạnh đó có một mô đất, hắn liền đưa tay đỡ ông cụ, dìu ông đến trước mô đất. Trước tiên hắn ngồi bệt ngay xuống, nói với ông cụ. Bác à, bác cũng tới đây ngồi đi, chúng ta ngồi nói chuyện. Ông cụ đã sống lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên thấy một phó thị trưởng không hề câu nệ như Hạ Tưởng. Thị trưởng cũng thế, bí thư cũng vậy, khi thăm hỏi thị dân đều tỏ thái độ bình dị gần gũi nhưng hầu hết hễ nhìn là thấy giả tạo, chỉ có Hạ Tưởng, giống hệt như một người dân thường ngồi bệt ngay xuống mô đất. Chỉ một hành động của hắn đã chiếm được thiện cảm và sự tín nhiệm của ông cụ. Phó thị trưởng Hạ, tôi Tiêu Đại, là người thôn Nam. Tiêu Đại cũng liền ngồi xổm xuống cạnh Hạ Tưởng, tựa vào mô đất, tự mình cuốn một điếu thuốc, cố sức hít hai hơi. Con tôi bị tuyên án tử hình đang đợi thi hành án. Nó đúng là bị oan uổng, ngài nhất định phải cứu nó. Hạ Tưởng giơ tay gọi anh Thành. Xếp anh, ông cụ Tiêu đến kêu oan, anh đến nghe tình hình cụ thể một lát. Anh Thành trong lòng buồn bực, tại sao rõ ràng là đến giải quyết tranh chấp đất đai, chỉ trong giây lát lại thành giải oan đây. Nhưng băn khoăn thì băn khoăn, Hạ Tưởng đã lên tiếng. Y chắc chắn phải làm theo. Anh Thành cũng tham dự phiên xét xử vụ án của Lãnh Chất Phương. Cách nghĩ của Y và Lịch Phi không giống nhau. Y cho rằng Lãnh Chất Phương đã chết, chắc chắn không có khả năng điều tra ra chân tướng. Những việc trong nước đều là người chết là hết, xong hết mọi chuyện. Hơn nữa người chết thì không thể làm chứng, ngay cả có điều tra ra người đã biếu quả Lãnh Chất Phương, ai lại đi thừa nhận. Lịch Phi đang âm thầm điều tra gì đó, anh Thành chỉ biết một mà không biết hai. Y cũng không hỏi gì nhiều, bởi vì Y cũng biết rõ, so với người thân tín của Hạ Tưởng như Lịch Phi, Y tuy cũng có được sự tín nhiệm của Hạ Tưởng nhưng dù sao vẫn không phải là tâm phúc của hắn. Đồng thời vẫn còn một điểm, anh Thành cũng hiểu rõ. Y đã có tuổi, cũng chẳng còn mấy năm nữa là về hưu, cũng không còn muốn tiếp tục phấn đấu để leo cao gì nữa, chỉ muốn cuối cùng yên ổn mà về hưu. Nếu như sau cùng có thể lập công lớn đương nhiên càng tốt. Nếu như không thể, Y cũng chẳng tiếc nuối gì. Tuy nhiên với việc Hạ Tưởng chủ động nói chuyện với Tiêu Đại, tự gây thêm phiền toái, Y vẫn không tán thành. Bây giờ người kêu oan rất nhiều, có những người rõ ràng là cố ý giết người, vì muốn giữ được mạng sống còn làm đảo lộn sự thật, thậm chí còn vu oan cho người khác. Làm trong ngành công an đã lâu, Y đã gặp nhiều điêu dân cố tình gây rối, có lẽ là nghề nghiệp đã hình thành thói quen, trong mắt Y, người kêu oan. Trên thực tế không có mấy người là thực sự bị oan uổng. Anh Thành liền giữ thái độ không hề quan tâm tiến đến gần, đã nghe thấy Tiêu Đại nói gì đó. Theo lời kể của Tiêu Đại, tâm trạng anh Thành từ đang ung dung trở thành nặng nề, cuối cùng kinh ngạc. Vụ án xảy ra một năm trước, khi ấy Tiêu Điện con trai của Tiêu Đại đang yêu một cô gái tên Dương Manh. Hai người yêu thương nhau sâu sắc, đã sâu đậm đến mức bàn tới chuyện cưới xin. Gia cảnh Tiêu Đại rất bình thường. Tiêu Điện lại rất có trí. Sau khi tốt nghiệp đại học, Y làm việc trong một ngân hàng, trông bộ dạng lại tuấn tú lịch sự, cho nên khi có người giới thiệu Y với Dương Manh, Tiêu Đại đã nghĩ rằng con mình đang trèo cao. Không ngờ chỉ gặp một lần Tiêu Điện đã lọt vào mắt xanh của Dương Manh, hai người gặp tiếng sét ái tình, yêu nhau tha thiết, khiến Tiêu Đại vừa mừng vừa lo. Không lo lắng không được, cha của Dương Manh là Dương Phục, ông vua thị trường giấy vệ sinh nổi tiếng ở thành phố Lang. Nhà họ chẳng những xây dựng một nhà máy giấy vệ sinh mà còn gần như nắm độc quyền toàn bộ thị trường giấy vệ sinh ở thành phố Lang. Tất cả sản phẩm giấy vệ sinh ở những siêu thị, thậm chí cả ở những cửa hàng từ lớn đến nhỏ toàn bộ đều phải nhập hàng qua tay ông ta. Gần như 80% lượng giấy vệ sinh người dân thành phố Lang tiêu thụ hàng ngày đều phải qua tay Dương Phục. Đoán chừng tài sản riêng của Dương Phục vào khoảng 10 triệu nhân dân tệ. Sau khi Dương Manh và Tiêu Điện quen nhau được nửa năm, liền tính đến chuyện hôn nhân. Dương Manh xinh đẹp, gia đình lại có điều kiện. Dương Phục đã từng nói, khi Dương Manh lấy chồng sẽ cho của hồi môn là 3 cửa hàng độc quyền kinh doanh giấy vệ sinh, giá trị đến 2 triệu tệ. Tiêu Đại vui như mở cờ trong bụng, cũng vì con mình mọi mặt đều ưu tú nên mới được nhà họ Dương chấp nhận, ông ta là cha đương nhiên vì thế mà hãnh diện. Tiêu Đại rút hết toàn bộ tiền tiết kiệm để trang trí phòng tân hôn cho con trai. Đám cưới dự định sẽ tổ chức vào ngày mùng 1 tháng 5, mọi việc đều thuận lợi, khi việc tốt sắp thành thì đột nhiên xảy ra bất trắc Tiêu Điện giết người. Ngày xảy ra chuyện đó Tiêu Điện đang đi làm, đột nhiên nhận được điện thoại của Dương Manh,
nói là cửa hàng bị người ta đập phá chính là một trong ba cửa hàng thuộc của hồi môn của Dương Manh, hơn nữa bây giờ còn bị người ta bao vây. Tiêu Điện trong lòng nóng như lửa đốt, lập tức xin nghỉ chạy tới hiện trường, vừa đến đã thấy quả nhiên có mấy người đang hùng hổ cầm đồ để đập phá cửa hàng. Dương Manh và em trai Dương Minh đều ở đó nhưng đối phương người đông thế mạnh, nhà họ Dương ít người, liền rơi vào thế yếu. Tiêu Điện máu nóng bốc lên tận đầu, cầm một chiếc xẻng xông vào, quay tay một vòng, chiếc xẻng đập trên mặt đất, tức khắc khiến đối phương biến sắc, đều lui lại vài bước. Nguyên nhân của sự việc đương nhiên là vì cạnh tranh, đối phương ỷ là có chỗ dựa, muốn đập tan vị trí độc quyền của Dương Phục ở thành phố Lang, liền mở một cửa hàng bán giấy vệ sinh ngay cạnh cửa hàng của Dương Manh, liền khiến Dương Manh khó chịu. Dương Manh cũng không vừa, đã đe dọa đối phương vài lần, cuối cùng chọc giận chúng. Đối phương liền tập hợp một đám người, muốn đấu với Dương Manh một trận. Sự xuất hiện của Tiêu Điện, tuy rằng khiến đối phương bất ngờ nhưng chúng cũng không chịu để yên, lập tức kéo nhau trở lại, đẩy Tiêu Điện, Dương Manh và Dương Minh đến bước đường cùng. Tiêu Điện vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo, bảo Dương Minh đi báo cảnh sát còn Dương Manh báo cho Dương Phục, nhưng hỏi xong mới biết điện thoại đã bị đối phương cướp mất rồi. Đối phương lại bắt đầu đập phá cửa hàng, thực ra trong tình huống khi đó. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, cửa hàng có bị đập nát nhưng người không sao đã là may mắn. Không ngờ Dương Manh từ bé đã quen thói bắt nạt người khác, giờ bị người ta cưỡi trên đầu, lập tức nổi giận, xông lên vừa tóm vừa cắn. Có người liền đẩy Dương Manh một cái, trong lúc rối ren, cũng không để ý liền đẩy trúng ngực Dương Manh. Dương Manh liền kêu lên có người giở trò lưu manh, thế là chọc giận Tiêu Điện. Tiêu Điện nổi giận thét lên một tiếng, cầm theo chiếc xẻng xông vào. Y vốn chỉ định hù dọa một chút chứ không định đánh trúng đối phương, không ngờ vừa mới giơ chiếc xẻng lên, Dương Minh liền từ đằng sau xông lên, đến trước mặt người đó đâm ngay một nhát. Sau đó điều tra rõ, khi Dương Minh lái xe thường mang theo một con dao. Nhát dao của Dương Minh đâm đúng động mạch chủ ở đùi của đối phương, ngay tức máu tuôn ra như suối. Đợi đến khi xe cứu thương tới nơi, đối phương đã vì mất quá nhiều máu mà bị sốc. Tuy rằng bác sĩ đã cấp cứu nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết. Một vụ án dân sự thông thường nhưng vì liên quan đến mạng người nên đã trở thành án hình sự, liền có cảnh sát hình sự can thiệp vào. Sau khi khám nghiệm rút ra kết luận là vết thương của người tử vong là do một vật cùn tạo nên, có nghĩa là, giữa xẻng và con dao, vết thương chết người chính là do chiếc xẻng gây ra. Khi ấy ở hiện trường vô cùng hỗn loạn, không ai nhìn rõ rằng ai đã ra tay. Vì thế, kết quả khám nghiệm liền trở thành kết luận quan trọng nhất, cũng có nghĩa đó chính là kết luận có tính quyết định Tiêu Điện và Dương Minh ai sống ai chết. Rõ ràng là Tiêu Điện chưa chạm chiếc xẻng đến người đó, hiển nhiên là Dương Minh xông lên đâm một nhát dao vào đối phương. Kết luận cuối cùng lại là y hành hung giết người, mà trong lời khai của người làm chứng quan trọng là Dương Manh cũng một mực khẳng định chính y là người tấn công. Tiêu Điện biết, đứng trước sự lựa chọn giữa tình yêu và tình thân. Dương Manh sẽ chọn tình thân mà bỏ rơi y. Y từ con rể nhà họ Dương, chỉ trong nháy mắt đã trở thành người chịu tội thay cho nhà họ Dương. Anh Thành liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, trong lòng kinh ngạc, đã nhận thấy điều gì đó. Y đang nghĩ, vốn nghĩ rằng đây chỉ là một vụ kiện thông thường, chẳng ngờ lại liên lụy đến vô số người. Đúng vậy, ai cũng không thể ngờ đến, một vụ án bình thường lại có thể trở thành ngọn nguồn cho cơn bão táp trốn quan trường thành phố Lang. Chương 869, lời đồn đại, lại bắt đầu cuộc chiến. Nếu như chỉ xét từ góc độ một vụ án hình sự thông thường, vụ án của Dương Minh dù có là án oan sai lầm, anh Thành cũng không mấy hứng thú gì. Vụ án của Dương Minh y còn nhớ rõ, khi đó không phải y là chủ thẩm, cũng không can dự gì nhiều. Nhưng bây giờ Tiêu Đại nhắc lại chuyện cũ, liền lập tức khiến anh Thành nhận thấy một điểm then chốt vô cùng nhạy cảm. Trong vụ án của Dương Minh, Lãnh Chất Phương là quan tòa chủ thẩm. Còn một điểm nữa, Dương Phục sở dĩ có thể độc quyền toàn bộ thị trường giấy vệ sinh ở thành phố Lang chính là vì y có mối quan hệ mật thiết với Cổ Hướng Quốc. Quan tòa chủ thẩm là Lãnh Chất Phương, đương sự lại có quan hệ với Cổ Hướng Quốc, vụ án lại có dấu hiệu là án oan sai lầm, anh Thành liền biết chắc, nhất định sẽ tìm hiểu được nhiều điều. Hiện nay Tiêu Điện bị giam giữ ở trại giam thành phố Lang, y bị tuyên án tử hình, thời hạn hoãn thi hành án là 2 năm. Theo lý mà nói, thông thường nếu như biểu hiện tốt, trong thời kỳ hoãn thi hành án, cơ bản đều có thể giảm nhẹ thành án tù chung thân. Nhưng một năm đã trôi qua, Tiêu Điện không tận dụng bất kỳ một cơ hội giảm án nào, cũng có nghĩa là, còn không đến một năm nữa, nếu như vẫn không có hình thức giảm án nào,
Tiêu Điện có khả năng sẽ trở thành một trong số cực kỳ ít phạm nhân trong nước đã được hoãn thi hành án tử hình mà vẫn bị xử bắn. Khi ấy thực ra Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Lang đã tuyên án tử hình cho Tiêu Điện, nhưng Tiêu Điện không phục, kháng án lên Tòa án Nhân dân tỉnh. Vì sự việc không rõ ràng, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử lại, cuối cùng mới sửa thành hoãn án tử hình. Sau này Tiêu Điện lại nhiều lần kháng cáo nhưng không hề có kết quả. Hạ Tưởng cũng không phải là ai bảo sao nghe vậy, sau khi nghe Tiêu Đại nói xong, đứng dậy. Cụ à, sau khi về tôi sẽ cử anh thành tra xét cẩn thận hồ sơ khi đó, nếu như Tiêu Điện thật sự là bị oan uổng, nhất định sẽ trả lại công bằng cho anh ta. Lời nói của Hạ Tưởng là dựa trên lập trường công bằng, tất cả mọi việc đều phải trải qua điều tra, nhưng đối với Tiêu Đại lại là nói cho qua chuyện. Từ xưa đến nay quan chức luôn bao che cho nhau, làm sao có vị quan nào tốt vì nhân dân đấu tranh. Ông cũng không nói thêm gì, lắc lắc đầu, thở dài, quay lưng bước đi. Đừng nói Tiêu Đại không ngờ tới vụ án của Tiêu Điện sẽ dẫn đến cơn sóng to gió lớn dữ dội đến mức nào, chính Hạ Tưởng lúc ban đầu cũng không nhận thấy trong vụ án oan sai mà tất cả mọi người không lạ lùng gì cuối cùng lại mang đến một trận bão táp trốn quan trường như thế nào ở thành phố Lang. Ba ngày sau, vị trí nhà máy sơn toàn Mỹ chính thức được xác định, bắt đầu khởi công, có nghĩ là lần đọ sức quan trọng này đã kết thúc bằng thắng lợi toàn diện của Hạ Tưởng. Cùng lúc đó, một vài tranh chấp nhỏ của dự án làng đại học tuy rằng vẫn liên tục xảy ra nhưng đã không còn liên quan gì đến đại cục, không nên trò trống gì. Về cơ bản có thể nói, một loạt đòn phản kích bắt nguồn từ nhà máy sơn hầu như đều đã chấm dứt. Nhưng một chiến dịch khác lại đang âm thầm bắt đầu. Đầu tiên là tại cuộc họp thường vụ chính quyền, Cổ Hướng Quốc đưa ra đề xuất điều chỉnh lại việc phân công công việc của phó thị trưởng, buộc phải chuyển một số lĩnh vực vốn do Hạ Tưởng và Trần Chí Tiệp quản lý sang cho Thiệu Đinh và Liễu Tiên Bính, hai phó thị trưởng có quan hệ chặt chẽ nhất với Cổ Hướng Quốc. Dù rằng Hạ Tưởng và Trần Chí Tiệp đều phản đối nhưng dù sao Cổ Hướng Quốc cũng là thị trưởng, trong bộ máy chính phủ vẫn có quyền quyết định tối cao, theo ý của ông ta, buộc phải điều chỉnh công việc của phó thị trưởng. Tuy rằng nói những lĩnh vực bị chuyển cho người khác đều không phải là ngành chủ chốt, nhưng ý nghĩa tượng trưng của nó rất lớn, đặc biệt là bây giờ khi mà tin đồn về việc Hạ Tưởng sắp bị điều động vẫn chưa bị xóa bỏ, liền khiến không ít người càng thêm nghi ngờ. Cũng may chỉ hai ngày sau, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã đứng ra gửi thông báo nội bộ xuống thành ủy thành phố Lang, dẹp yên tin đồn về việc đồng chí Hạ Tưởng bị điều động, tuyên bố là có người tung tin đồn nhảm, không có căn cứ xác thực. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy ra mặt, lập tức khiến lời đồn đại tan thành mây khói, đồng thời cũng khiến những kẻ có ý đồ xấu nhận thức được một vấn đề, Tống Chiêu Độ ở tỉnh ủy không phải là loại không hề có tiếng nói trong cơ cấu nhân sự như bề ngoài. Tuy rằng không biết rõ Tống Chiêu Độ đã dùng cách gì, nhưng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đồng ý đứng ra tuyên bố liền chứng minh một điều, quyền uy của Tống Chiêu Độ cũng đã được thể hiện ở một mức độ nhất định. Tương đương với một lần đọ sức không công khai trong tỉnh ủy, Tống Chiêu Độ giành được thắng lợi cũng có nghĩa là chỗ dựa của Hạ Tưởng ở tỉnh vẫn vững chắc như xưa. Nhưng sự việc còn lâu mới có hồi kết, cùng với việc nhà máy Sơn Toàn Mỹ bắt đầu động thổ xây dựng, Sơn Occupy đã áp dụng một loạt các chương trình giảm giá khuyến khích tiêu thụ, không chỉ nâng cao lợi nhuận của các cửa hàng bán lẻ, còn làm giảm khả năng chiếm lĩnh thị trường của những công ty mới vào nghề, đồng thời giúp các cửa hàng có được điều kiện thuận lợi hơn để phát triển. Ý đồ rất rõ ràng. Các mánh khóe trên trường chính trị đã không thể chèn ép việc Sơn Toàn Mỹ nổi lên, vậy phải tạo sức ép về kinh tế, bóp chết Sơn Toàn Mỹ từ trong trứng nước. Nếu việc vừa rồi còn không coi là khiến người ta sững sờ, sau khi tin đồn về việc Hạ Tưởng bị điều động vừa được dẹp yên, lại có một loạt lời đồn đại ngấm ngầm được dỉ tai nhau trong tòa nhà thành ủy tác phong sinh hoạt của Hạ Tưởng có vấn đề, lên giường với vợ người khác, còn bị người ta quay phim lại. Lời đồn đại này vừa lan ra, cả thành ủy từ trên xuống dưới ai cũng sửng sốt. Nếu thực sự có đoạn phim như vậy, e rằng Hạ Tưởng sẽ ở trước ngưỡng cửa xì căng đan ảnh sex, trở thành người đầu tiên trong cả nước nổi tiếng nhờ ảnh và phim nhạy cảm, còn thêm vào thân phận một phó thị trưởng trẻ trung tuấn tú của hắn, càng khiến người ta khen ngợi hết lời. Cũng may, lời đồn đại này được lan truyền xôn xao, nhưng tuyệt đối chỉ ở trong phạm vi thành ủy, không gây ra ảnh hưởng quá lớn. Ngay cả như thế cũng khiến Hạ Tưởng cảm thấy một áp lực khó lý giải, chỉ cần đi trong tòa nhà thành ủy liền thấy có người bàn tán hoặc dò xét với ánh mắt tò mò, hắn càng biết rõ, còn có người chỉ trỏ sau lưng hắn. Như trên đã là gì, chính câu mà Lữ Nhất Khả nói riêng với hắn đã cho hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trương Duệ Đào đã thu được các tài liệu tố cáo liên quan, trực tiếp nộp lên cho Bí thư Ngả. Bí thư Ngả vô cùng xem trọng việc này, muốn trực tiếp triệu tập cuộc họp công việc bí thư để tiến hành thảo luận. Tôi còn chưa kịp xem nội dung của tài liệu tố cáo đó, e rằng rất bất lợi cho cậu. Trương Duệ Đào là phó chủ nhiệm thứ nhất của Ủy ban Kỷ luật, từ trước đến nay luôn bất hòa với Lữ Nhất Khả, y qua mặt Lữ Nhất Khả mà báo lên thẳng cho Ngả thành văn, thực hiện không đúng quy tắc, Lữ Nhất Khả tức giận cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng điều khiến Hạ Tưởng thấy thất vọng chính là trong thời khắc then chốt này, Ngả Thành Văn không có bất kỳ hành động gì thể hiện ý bênh vực cho hắn, trái lại còn trực tiếp yêu cầu triệu tập cuộc họp công việc bí thư, dụng ý trong đó rõ ràng là muốn nhân cơ hội này dạy cho hắn một đòn cảnh cáo. Ngả Thành Văn là bí thư thành ủy, có tham vọng nắm quyền lực rất mãnh liệt cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng y muốn kiếm lợi từ cả mình và Cổ Hướng Quốc, ai có vấn đề liền chèn ép người đó. Nếu như nói đứng trên lập trường công bằng, thì còn tạm chấp nhận được. Nhưng là đồng minh sát cánh cùng y suốt một chặng đường dài, sau khi giúp y làm suy yếu rõ rệt lực lượng của Cổ Hướng Quốc, lại không hề nhận được chút thái độ thân thiện nào của y, chính điều đó khiến trong lòng Hạ Tưởng rất khó chịu. Vừa mới nói được vài câu với Lữ Nhất Khả, liền nhận được thông báo, sắp triệu tập cuộc họp công việc bí thư, Hạ Tưởng và Lữ Nhất Khả nhìn nhau, thầm nghĩ sự việc tới nhanh thật. Hai người cũng không ngại dị nghị, người đi trước kẻ đi sau gần như tới văn phòng Ngả Thành Văn cùng một lúc. Trong văn phòng ngoài Ngả Thành Văn còn có Cổ Hướng Quốc, Trương Anh Tịch và Lưu Nhất Lâm, Trương Duệ Đào là người nắm giữ chứng cứ cũng tham dự cuộc họp. Hạ Tưởng và Lữ Nhất Khả sánh vai đi vào phòng họp, khiến không ít người đều nhìn hai người mấy lần với ánh mắt phức tạp. Bởi vì vào lúc này Lữ Nhất Khả thân là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật còn không sợ dị nghị, hành động này của y còn mang hàm ý sâu sắc. Cho dù mọi người đều hiểu rõ, đã triệu tập cuộc họp công việc bí thư để thảo luận việc này. Hơn nữa còn để Hạ Tưởng tham gia, chính là có ý không muốn làm to việc này, chỉ muốn giải quyết nội bộ. Nhưng thân là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, vào lúc này Lữ Nhất Khả phải giữ khoảng cách với Hạ Tưởng, y lại cố tình cùng với Hạ Tưởng bước vào trước mặt tất cả mọi người, chính là cố ý để người khác nhìn thấy. Đặc biệt là Trương Duệ Đào. Vẻ mặt Trương Duệ Đào liền vô cùng khó coi, nhìn Lữ Nhất Khả một cái, mím chặt môi không nói một lời nào, trong ánh mắt lại lộ ra ý xem thường. Lữ Nhất Khả không thèm nhìn Trương Duệ Đào, trực tiếp ngồi ngay bên cạnh Cổ Hướng Quốc, gật đầu một cái với Ngả Thành Văn. Bí thư Ngả, vấn đề của đồng chí Hạ Tưởng, tôi vẫn chưa nắm vững tình hình cụ thể, cuộc họp công việc bí thư hôm nay có phần hơi vội vã. Vừa bắt đầu đã là thắc mắc nghi ngờ, hơn nữa trong giọng nói còn thể hiện rõ sự bất mãn với Trương Duệ Đào, liền khiến Ngả Thành Văn và Trương Duệ Đào đều có phần không vui. Cổ Hướng Quốc liền nói. Đồng chí Nhất Khả đừng nên kích động, đồng chí Duệ Đào đã nắm giữ chứng cứ, anh ta đích thân giao cho bí thư Ngả, cũng làm đúng với trình tự, là tín nhiệm thành ủy, chứ không phải có ý kiến gì với cá nhân đồng chí. Lưu Nhất Lâm lại nói, vốn dĩ là việc nội bộ của Ủy ban Kỷ luật, đến chủ nhiệm Lữ cũng không rõ rốt cuộc là tài liệu tố cáo gì, thực sự có phần không hợp lý. Tôi nghĩ, đồng chí Trương Duệ Đào làm thế hơi vượt mặt lãnh đạo. Cuộc họp vẫn chưa bắt đầu mà đã đối đầu gay gắt, không ai nhường ai, chính điều đó khiến Ngả Thành Văn đau đầu, biết rằng hôm nay xem như y đã đi nhầm một bước, đắc tội với Hạ Tưởng rồi. Vốn y cũng muốn thông báo trước cho Hạ Tưởng một tiếng, nhưng một câu nói của Cổ Hướng Quốc đã khiến y thay đổi ý định, nhất thời cho rằng đó là cơ hội cần nhanh chóng tận dụng, thế là đưa ra một quyết định sai lầm. Đoạn phim của đồng chí Hạ Tưởng rất chướng tai gai mắt, bôi do chát chấu vào mặt thành ủy thành phố Lang. Tôi đề nghị thành ủy lập tức hành động, khống chế nghiêm ngặt việc truyền bá thông tin. Đồng thời phải yêu cầu đồng chí Hạ Tưởng lấy giáo dục tư tưởng làm chủ đạo, nỗ lực theo nguyên tắc trị bệnh cứu người để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống cá nhân của anh ta. Lời của Cổ Hướng Quốc ngầm có ý phải khống chế việc này trong phạm vi thành phố Lang, càng không muốn làm to chuyện, đồng thời, chỉ muốn thực hiện giáo dục tư tưởng cho Hạ Tưởng chứ không muốn báo lên tỉnh ủy để tiến hành xử lý. Chính khiến Ngả Thành Văn có thêm một mưu đồ. Cho là có thể nhân cơ hội này đã kích phần nào danh tiếng của Hạ Tưởng, để những nỗ lực đứng vững ở thành ủy của Hạ Tưởng đổ ra sông ra biển, còn có thể thể hiện sức khống chế mạnh mẽ của nhân vật số một thành ủy như y, không chỉ có thể mượn tay Hạ Tưởng để tấn công Cổ Hướng Quốc, còn có thể dựa vào Cổ Hướng Quốc để chèn ép Hạ Tưởng. Nhân vật số một, điều cần có chính là có khả năng nắm giữ đại cục, Ngả Thành Văn muốn mở rộng hết mức có thể quyền lực trong tay, đồng thời đạt đến trình độ cháo trở lật lọng, cho nên mới có cuộc họp hôm nay. Chỉ có điều không ngờ.
Lữ Nhất Khả vẫn kiên định mà đứng cùng chiến tuyến với Hạ Tưởng, còn cả Lưu Nhất Lâm cũng hết sức bảo vệ Hạ Tưởng, bọn họ tại sao lại tin tưởng Hạ Tưởng đến như vậy? Trái lại Trương Anh Tịch không nói gì, sắc mặt không biểu lộ điều gì, chẳng nhìn bất kỳ ai, ánh mắt chỉ chăm chăm lên trần nhà, liền khiến Ngả Thành Văn ít nhiều có phần chắc chắn, cứ coi như đắc tội Hạ Tưởng, nếu như vì việc không đứng đắn của Hạ Tưởng mà giành được sự ủng hộ của Trương Anh Tịch cũng coi như gặt hái thành công. Ngả Thành Văn liền ho một tiếng. Việc triệu tập cuộc họp hôm nay thực sự có chút vội vã, nhưng cũng có nguyên nhân cả. Bởi vì tài liệu tố cáo mà đồng chí Duệ Đào thu được gây chấn động. Xuất phát từ suy nghĩ muốn bảo vệ đồng chí Hạ Tưởng, tôi quyết định lập tức triệu tập cuộc họp công việc bí thư, nghiên cứu trước mức độ nghiêm trọng của sự việc, sau đó sẽ quyết định tiếp là chỉ phê bình, giáo dục hay là áp dụng biện pháp nào khác đối với đồng chí Hạ Tưởng. Về việc xuất hiện đoạn phim nhạy cảm của Hạ Tưởng, Lưu Nhất Lâm tuy rằng tin tưởng Hạ Tưởng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn tin, bởi vì Hạ Tưởng còn quá trẻ tuổi, còn có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú cùng sức quyến rũ hơn người, hấp dẫn những người khác phái trẻ trung xinh đẹp cũng là chuyện hết sức bình thường, bị người ta chụp ảnh hoặc quay phim trộm cũng là chuyện có thể hình dung được. Cô cũng hiểu rõ cũng có khả năng là có người mượn cớ để trừng trị Hạ Tưởng, nếu là Hạ Tưởng nhất thời sơ ý rơi vào cạm bẫy quan hệ bất chính thì quả thật đáng tiếc. Cô không khỏi có phần lo lắng thay cho Hạ Tưởng. Trương Anh Tịch liền thêm vào một câu rất đúng lúc. Phó thị trưởng Hạ có điều gì muốn nói không? Đầu tiên xin cảm ơn ý tốt muốn bảo vệ tôi của thành ủy, thứ hai tôi muốn nói một câu, tôi là người đứng đắn, cây ngay không sợ chết đứng, không sợ người khác đồn đại vu vơ bôi nhỏ thanh danh của mình. Cuối cùng, có chứng cứ gì xin cứ đưa ra, nếu như đúng là tôi làm, tôi không thể không thừa nhận. Hạ Tưởng trả lời câu hỏi của Trương Anh Tịch một cách lưu loát rành mạch, dáng vẻ không chút chột dạ. Ngả Thành Văn có phần không lý giải nổi, Hạ Tưởng chắc chắn như vậy, là có chết cũng không thừa nhận, hay là Trương Duệ Đào đã nhầm lẫn. Không đúng, vừa nãy y cũng rõ ràng liếc qua đoạn phim đó, nhân vật trong đó chính là Hạ Tưởng, hắn còn có thể chối cãi kiểu gì. Thái độ của Hạ Tưởng đã cương quyết như vậy, một chút bất an trong lòng Ngả Thành Văn cũng hoàn toàn biến mất. Được, đồng chí Hạ Tưởng đã khẳng định mình không làm việc gì sai trái, bây giờ sẽ phát đoạn phim trước mặt tất cả mọi người. Đồng chí Hạ Tưởng có đồng ý không? Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn vào gương mặt Hạ Tưởng. Bởi vì chỉ cần đoạn băng được công bố, chỉ cần người trong đoạn phim đó là hắn, chỉ cần có bất kỳ chuyện gì nhạy cảm, sẽ khẳng định vấn đề của hắn là sự thật, tuyệt đối không thể chối cãi, hơn nữa cũng có nghĩa là công khai trong nội bộ thành ủy. Mấy người tham dự cuộc họp đều là những nhân vật có quyền lực nhất trong thành ủy, dù coi như không xử phạt gì Hạ Tưởng. Sau này Hạ Tưởng cũng sẽ mất đi sự tin tưởng dù là lên tiếng trong các cuộc họp thường vụ hay là muốn thúc đẩy hạng mục gì quan trọng. Đừng nghĩ đó chỉ là một cuộc họp nội bộ, thực ra sức mạnh của nó không phải vừa, hoàn toàn có thể xóa sạch địa vị của Hạ Tưởng trong thành ủy. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là trong đoạn băng thực sự phải có hình ảnh nhạy cảm của Hạ Tưởng. Những người ở đó không ai không nhìn thẳng vào Hạ Tưởng, muốn xem Hạ Tưởng trả lời như thế nào. Ngón tay Trương Anh Tịch gõ nhẹ trên đùi, thể hiện nỗi căng thẳng trong lòng, y không muốn hủy hoại hình ảnh của Hạ Tưởng trong mắt mình, nhưng tình thế hiện nay lại khiến y không thể không xem xét lại con người Hạ Tưởng. Lưu Nhất Lâm trong lòng cũng như lửa đốt, trong mắt cô, tuy nghĩ rằng chắc hẳn không thiếu phụ nữ bên cạnh Hạ Tưởng nhưng phụ nữ vây quanh và lối sống cá nhân không đứng đắn là hai việc khác nhau tuy rằng nói trên thực tế có thể gộp hai việc đó làm một, nhưng ai cũng có tâm lý tự lừa dối mình. Mắt không thấy thì lòng không đau nếu như tận mắt nhìn thấy khía cạnh không đứng đắn của Hạ Tưởng, cô cũng không biết rằng mình còn có thể tiếp tục ủng hộ, đứng cùng một chiến tuyến với hắn nữa hay không. Phụ nữ, ai cũng có một phần nào đó phi lý trí. Đừng nói trong lòng Lưu Nhất Lâm căng thẳng, đến cả người vững tin vào Hạ Tưởng như Lữ Nhất Khả cũng không khỏi trong lòng thấp thỏm không yên, ngộ nhỡ Hạ Tưởng bị người ta bắt thóp thì làm thế nào? Y có nên kiên định đứng về phía Hạ Tưởng nữa không? Hay là làm theo suy nghĩ người khôn giữ mình, giữ khoảng cách nhất định với Hạ Tưởng. Trong lòng Cổ Hướng Quốc thì chắc chắn, trước khi y tới cuộc họp công việc bí thư, đã nhận được ám chỉ của Nga Ni Trần, trong băng ghi hình có hình ảnh khiến Hạ Tưởng thân bại danh liệt, khiến y có dũng khí đẩy mạnh việc công kích Hạ Tưởng từ mọi mặt trong thành ủy. Toàn bộ nội dung băng ghi hình, Cổ Hướng Quốc chưa xem hết, chỉ xem mấy phút đoạn đầu, y đã có thể kết luận, Hạ Tưởng sẽ mất sạch thanh danh. Trong lòng y vui sướng hả dạ, sau khi đấu với một loạt các chiêu của Hạ Tưởng, y thậm chí đã có phần e sợ Hạ Tưởng. Bây giờ có một cơ hội tốt có thể khiến cho Hạ Tưởng thân bại danh liệt,
là cơ hội tốt quý giá để y một lần nữa hoàn toàn nắm giữ bộ máy ủy ban nhân dân thành phố, hơn nữa còn nở mày nở mặt ở thành ủy, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Tâm trí Ngả Thành Văn là phức tạp nhất, y vừa muốn Hạ Tưởng phải chịu công kích, vừa không muốn Hạ Tưởng hoàn toàn mất hết thanh danh. Bởi vì nếu như Hạ Tưởng hoàn toàn mất đi danh tiếng, không có tiếng nói, Cổ Hướng Quốc liền không có ai có thể kìm hãm, rất bất lợi đối với mưu đồ nắm quyền của y. Điều y muốn chính là một trạng thái cân bằng, sau khi Hạ Tưởng hoàn thành một loạt các thắng lợi khi nhắm vào Cổ Hướng Quốc, y mong rằng cán cân nghiêng về Cổ Hướng Quốc một chút, không để Hạ Tưởng chiếm quyền lực quá nhanh. Mà Trương Duệ Đào là đồng minh của Cổ Hướng Quốc, là bạn đồng minh của Nga Ni Trần, y biết rõ y chính là con tốt đen, thành công thì có khả năng có được tư cách chính trị, thất bại thì không chừng sẽ trở thành vật hy sinh. Nhưng y không có đường lui, chính trị từ xưa đến nay chính là một nơi để lợi dụng, đặc biệt là những người không có chỗ dựa vững chắc giống như y, chỉ có gan làm bia đỡ đạn mới có thể có cơ hội trở thành pháo thủ. Y cũng đã tìm hiểu không ít sơ yếu lý lịch của các nhân vật cấp cao, đều có những lúc vào thời khắc then chốt phải đứng trước chọn lựa quan trọng, bọn họ đều đã thành công. Tất nhiên, Trương Duệ Đào cũng hiểu rõ so với số lượng hữu hạn vài nhân vật cấp cao có được thành công, có rất nhiều kẻ thất bại trong các thời khắc chọn lựa quan trọng, đều là những hạt bụi của lịch sử, không để lại bất cứ dấu tích gì. Nhưng y vẫn không hối hận, quyết đánh cược một lần. Một văn phòng bí thư nho nhỏ, tổng cộng có 7 người, mỗi người một suy nghĩ khác nhau, đều chờ đợi mở màn một màn kịch lớn, bất kể là kịch hay là dở, tóm lại chắc chắn là một vở kịch xác thịt. Trước mắt bao người, Hạ Tưởng mang vẻ mặt không còn cách gì, dường như có một chút lui về. Tôi vững tin vào sự trong sạch của mình, có điều các đồng chí đã không tin tôi thì cứ để sự thực lên tiếng. Giọng nói không phải hoàn tin chắc chắn, vẻ mặt cũng có phần không quá tự tin. Có người thất vọng, có người vui sướng. Ngả Thành Văn liền khẽ gật đầu. Mời đồng chí Duệ Đào bật đĩa. Trương Duệ Đào bật máy tính của văn phòng, đặt một chiếc đĩa vào, tỏ vẻ trịnh trọng mà ấn nút phát hình. Trong khoảnh khắc, phòng họp lặng ngắt như tờ, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn vào màn hình máy tính. Hình ảnh đầu tiên hiện rõ là bóng dáng của một đôi nam nữ, người đàn bà là ai, mọi người đều không biết, nhưng bóng lưng người đàn ông, dường như là Hạ Tưởng. Hai người dường như đang nói chuyện, nói gì đó, tiếng rất nhỏ, nghe không rõ. Sau khoảng nửa phút, người đàn ông bắt đầu cởi áo, người phụ nữ cũng bắt đầu cởi quần áo, vừa cởi vừa nói to. Tưởng, Tưởng, nhanh lên, em không đợi được nữa rồi. Tiếng thở hổn hển, hết sức quyến rũ kích động. Lẽ nào thực sự là Hạ Tưởng? Nhìn từ đằng sau rất giống, người đàn bà lại gọi Tưởng, một cách rất thân mật. Không phải là Hạ Tưởng còn có thể là ai? Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Hạ Tưởng, quả nhiên gương mặt Hạ Tưởng đã đỏ ửng. Tiếp đó, cảnh tượng khiến tất cả mọi người đều mặt đỏ tía tai đã hiện ra. Chương 870, nổi gió, che già măng mọc. Chỉ nhìn thấy người đàn ông trên màn hình thoáng chốc đã cởi hết áo, một tay ôm chặt người đàn bà, sau đó bắt đầu hôn. Người phụ nữ cũng nhiệt tình đáp lại, miệng còn không ngừng phát ra tiếng những tiếng ôi a. Sự ướt át trong đó, việc chiếu cảnh quay ấy khiến các lãnh đạo đảng và chính quyền chủ chốt của thành phố Lang đều thấy mặt nóng dần lên, lỗ tai ngứa ngáy. Cái chính là có phụ nữ đang ở đó, Lưu Nhất Lâm không những còn trẻ, còn rất có khí chất và nữ tính, đến cả Ngả Thành Văn cũng có phần đứng ngồi không yên, lúng túng mà ho khan vài tiếng. Sau đó là cảnh người đàn ông bế người đàn bà lên giường, hai người lăn lộn với nhau ở trên giường, tuy rằng trên người vẫn còn mặc quần áo nhưng cảnh tượng khi đó đậm màu nhục dục, khiến người ta nhìn thấy liền đỏ mắt, chống ngực dồn dập. Phòng họp im phăng phắc, sự tĩnh lặng đến mức khiến người khác kinh ngạc. Càng nghe rõ hơn những thanh âm của hai người trên màn hình khi đang cuốn lấy nhau, vô cùng dâm loạn. Đột nhiên màn hình chợt thay đổi, người đàn ông lại đứng dậy, bắt đầu cởi quần. Đến nước này Lưu Nhất Lâm cuối cùng không nhịn nổi. Thôi đi, không cần phải xem tiếp nữa. Người trong hình rốt cuộc có phải là phó thị trưởng Hạ hay không, bây giờ vẫn chưa thể khẳng định, nhất định phải xác định rõ ràng sau đó mới có thể đưa ra kết luận. Trưởng ban Lưu, cô là phụ nữ, có thể tránh đi một chút. Cổ Hướng Quốc thể hiện ý tốt với Lưu Nhất Lâm rất đúng lúc, dụng ý rất rõ, chính là nếu như sau khi cô hoàn toàn thất vọng về Hạ Tưởng, có thể dựa vào y. Lưu Nhất Lâm cắn răng. Được rồi, tôi không tận mắt nhìn thấy người trong hình là ai cũng không cam tâm. Trong lời nói của cô mang một chút giọng điệu giận dỗi.
Trái lại Hạ Tưởng từ đầu đến cuối bình tĩnh mà xem đoạn phim, không hề có thái độ gì. Trương Anh Tịch lúc đầu gương mặt luôn căng thẳng, đợi đến khi đoạn phim chiếu đến một cảnh vô cùng kinh điển mới bất thình lình nhẹ nhõm, vui vẻ cười, mỉm cười thôi chưa đủ, còn không quên nhìn Hạ Tưởng một cái đầy hàm ý sâu sắc, trong ánh mắt còn lộ ra nét hài hước. Hạ Tưởng đáp lại ánh mắt của Trương Anh Tịch, có điều vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc, có vẻ giống như đang thưởng thức một bộ phim nghệ thuật nào đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Anh Tịch không khỏi cố nín cười, thầm nói Hạ Tưởng, khá, sau này ai cũng không dám cải bẫy Hạ Tưởng. Những mánh khóe của hắn thật chẳng giống ai, bạn tưởng rằng đào hố để hắn nhảy xuống, còn thầm đắc ý là đã răng bẫy thành công. Đợi đến phút cuối mới phát hiện ra, hóa ra cái hố mà bạn đào cho hắn cuối cùng lại trở thành cái bẫy của chính mình. Người đàn ông cuối cùng đã cởi hết quần áo, nhào vào người đàn bà, mà còn bắt đầu xé quần áo của cô ta. Đến khi xé được một nửa, người đàn ông đang không còn một mảnh vải trên người quay người lại, cuối cùng đã cho tất cả mọi người nhìn thấy rõ chính diện gương mặt y thực sự nhìn rất giống Hạ Tưởng, nhưng chỉ có thể nói là rất giống chứ tuyệt đối không phải hắn. Giống như một nghệ nhân nam nhìn gần như giống hệt ông Tất, thậm chí có thể nói là giống đến 90%. Nhưng dù có giống đến 90% cũng khiến tất cả mọi người ngồi đó hiểu rõ một điều, người đàn ông trong hình không phải là Hạ Tưởng. Cổ Hướng Quốc gương mặt xanh xám, mất hết tinh thần, trong lòng cực kỳ thất vọng, không nói nổi dù chỉ một câu không ngờ đó không phải là Hạ Tưởng, Nga Ni Trần rốt cuộc đã làm trò gì thế này. Ngả Thành Văn cũng vô cùng thất vọng, nhìn Hạ Tưởng một cái mang ý xin lỗi. Điều y biết rất rõ chính là hôm nay y đã tính sai một bước, hơn nữa còn là một bước sai rất nghiêm trọng, không chỉ đắc tội với Hạ Tưởng, còn gây ra một trò hề lớn. Lưu Nhất Lâm quay mặt đi vì ngại ngùng, dù người đàn ông đó không phô ra toàn bộ cơ thể nhưng cũng đủ khiến cô cảm thấy rất không thoải mái. Người trong hình không phải là Hạ Tưởng đã khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm, trong lòng còn có chút băn khoăn, từ khi nào sự quan tâm của cô với Hạ Tưởng đã vượt qua giới hạn của mối quan hệ đồng nghiệp thông thường. Lữ Nhất Khả thiếu chút nữa cười thành tiếng, ai lại dỗi việc đến thế, vẽ ra một màn kịch hay đến thế này. Hay đấy. Mấy nhân vật quan trọng của thành phố Lang tập hợp ở văn phòng bí thư, cùng nhau xem phim cấp 3. Tin này mà truyền đi, lại chẳng khiến cho tỉnh ủy cười đến rụng răng. Nếu như truyền ra bên ngoài, nói không chừng còn có thể loan tin bừa bãi là tập thể thành ủy thành phố Lang dâm loạn. Lữ Nhất Khả thì chỉ nghĩ mà thôi, dù sao y cũng đã lớn tuổi, chín chắn hơn rất nhiều, không tiện nói ra. Nhưng Trương Anh Tịch thì không khách khí như thế. Đến sau khi người đàn ông trong hình mở miệng nói một tràng tiếng Nhật, y đập bàn đứng lên, đùng đùng giận dữ nói. Trương Duệ Đào, cậu giỏi nhỉ, tìm đâu một đĩa phim cấp 3, còn là phim AV Adult Video, của Nhật Bản đưa cho bí thư Ngả và thị trưởng Cổ, còn nói nhăng nói cuội rằng đó là đoạn phim nhạy cảm của phó thị trưởng Hạ. Cậu rốt cuộc còn có phẩm chất của một đảng viên hay không? Rốt cuộc là cậu có mục đích gì? Trương Duệ Đào đầm đìa mồ hôi. Y càng lấy làm lạ vì sao Nga Ni Trần nói vô cùng chắc chắn, bên trong chắc chắn có đoạn phim nhạy cảm của Hạ Tưởng, sau khi phát lại trở thành phim nghệ thuật Nhật Bản thế này. Lúc này đoạn phim vẫn đang chiếu tiếp, người đàn bà nằm trên giường lập tức đứng dậy, hai con mắt y liền dương ra, mẹ ơi, hóa ra đó không phải là vợ người khác mà là cô giáo Aoi. Ngả Thành Văn tuy rằng cũng có kinh nghiệm xem phim nghệ thuật nhưng có thể kinh nghiệm không thể phong phú bằng Trương Anh Tịch. Nghe Trương Anh Tịch chỉ đích danh đó là loại phim gì liền nổi giận đùng đùng, đóng ngay màn hình máy tính, chỉ vào mặt Trương Duệ Đào. Đồng chí Trương Duệ Đào, cậu phải giải thích rõ ràng với các lãnh đạo thành ủy đang ngồi đây, rốt cuộc là chuyện gì thế hả? Hạ Tưởng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ ung dung hỏi một câu. Đồng chí Duệ Đào, có những sở thích cá nhân không nên mang ra trước tất cả mọi người, làm tốn thời gian của mọi người. Bí thư Ngả và thị trưởng Cổ công việc ngập đầu. Lấy đâu ra thời gian thưởng thức những bộ phim nghệ thuật Nhật Bản này như cậu? Trương Duệ Đào không còn mặt mũi nào, cúi đầu, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, không nói nổi một câu nào. Lữ Nhất Khả đã biết còn vờ hỏi. Phim AV là loại phim gì? Bí thư Trương giải thích một chút được không? Lưu Nhất Lâm thực sự không nhịn nổi nữa, muốn cười nhưng lại nghĩ rằng cười thì hơi thái quá, liền đẩy cửa đi ra. Xin lỗi, tôi có mấy việc phải giải quyết. Không có thời gian cho những chuyện tầm phào. Sắc mặt Cổ Hướng Quốc khó coi hết mức có thể, y không dám nhìn vào ánh mắt Trương Duệ Đào, sợ rằng khiến người ta nghi ngờ y và Trương Duệ Đào thông đồng hại Hạ Tưởng.
Trong lòng y thầm chửi Nga Ni Trần không dưới mấy chục lần, căm thù Nga Ni Trần vô dụng, chút nữa đã khiến y cũng rơi vào cái bẫy, trở thành trò cười. Lại nhìn vẻ mặt bình thản như không của Hạ Tưởng, điềm tĩnh quái dị, trong lòng y chợt rùng mình. Lẽ nào đằng sau chuyện này cũng có bàn tay Hạ Tưởng, hay là nói, từ đầu đến cuối đều là màn kịch do một tay Hạ Tưởng cố ý sắp đặt. Nhưng bất luận đằng sau đó là chuyện gì, tình thế bây giờ chắc chắn phải hy sinh Trương Duệ Đào, nếu không sự việc sẽ không thể kết thúc. Với câu hỏi của Lữ Nhất Khả, Trương Anh Tịch không một chút bực bội, ngược lại còn thoải mái mà cười ha hả. Người Nhật Bản coi tình dục là nghệ thuật, những bộ phim cấp 3 của họ ở trong nước đều gọi là phim AV, không ít người đều đã từng xem. Đồng chí Trương Duệ Đào cất giấu một vài bộ phim AV cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng lấy ra để phát trong cuộc họp bí thư thì quả là hồ đồ. Đúng vậy. Hạ Tưởng không chút để ý mà nói chen vào. May mà bí thư Ngả thận trọng, nếu như trực tiếp báo lên tỉnh ủy, để lãnh đạo tỉnh ủy nhìn thấy, toàn thành ủy thành phố Lang sẽ không còn mặt mũi nào. Bây giờ tuy rằng lãnh đạo tỉnh ủy không tận mắt nhìn thấy nhưng nếu chẳng may để lộ tin tức, để lãnh đạo tỉnh ủy biết được tập thể thành ủy thành phố Lang cùng xem phim cấp 3 của Nhật Bản thì thật là mất mặt. Lời của Hạ Tưởng mang hàm ý rõ ràng, lãnh đạo tỉnh ủy biết hay không biết là do tất cả những người đang ở đó có để lộ tin đó ra hay không. Đồng thời còn tỏ rõ nghi ngờ, nhắc nhở Ngả Thành Văn, sau này hễ muốn ra tay hại người thì phải suy nghĩ kỹ rồi hẵng làm, nếu không rất dễ dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Ngả Thành Văn cho dù là bí thư, là nhân vật số một, nhưng vẫn cứ sợ hãi đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đồn đại vẫn cứ là đồn đại, rõ ràng là một việc bình thường, truyền ra ngoài nói không chừng sẽ trở thành thành ủy tổ chức để tập thể lãnh đạo chủ chốt đảng và chính quyền của thành phố Lang xem phim cấp 3. Nếu thật sự việc này truyền đến tai tỉnh ủy và lãnh đạo trung ương, chiếc ghế bí thư thành ủy này của y có thể giữ được hay không còn phải nói sao, chuyển địa phương là còn nhẹ. Trực tiếp cảnh cáo xử phạt cũng không phải là không thể xảy ra. Y vừa xấu hổ vừa giận, lại nhìn Trương Duệ Đào chỉ biết cúi đầu không nói năng gì, y có thể đoán được Trương Duệ Đào chỉ làm theo lời người khác. Nhưng bây giờ là cơ hội tốt để y thoát ra, Trương Duệ Đào đành phải là vật hy sinh. Đương nhiên, cơn giận trong lòng vẫn không thể nén nổi, y rút chiếc đĩa ra, giơ tay ném vào mặt Trương Duệ Đào, giận dữ. Trương Duệ Đào, cậu phải xin lỗi Phó Thị trưởng Hạ. Sau đó viết kiểm điểm với thành ủy. Nói xong, y lại nhìn về phía Lữ Nhất Khả. Đồng chí Nhất Khả, thành ủy đề nghị đồng chí Trương Duệ Đào tạm thời đình chỉ công tác để kiểm điểm, anh có ý kiến gì không? Có. Lữ Nhất Khả cũng nổi cơn thịnh nộ, đập bàn, rầm, một tiếng. Tôi sẽ đề nghị với ủy ban kỷ luật tỉnh cách chức phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố của đồng chí Trương Duệ Đào, khai trừ khỏi đảng và vị trí công tác. Có cơ hội tốt không thể để lỡ, có thể thừa cơ dẹp bỏ chướng ngại vật Trương Duệ Đào này, Lữ Nhất Khả sẽ không chút nương tay. Lữ Nhất Khả nói một câu giận dữ, trực tiếp xù áo bỏ đi, không để cho Trương Duệ Đào bất cứ một cơ hội biện bạch nào, cũng không để cho Ngả Thành Văn một cơ hội hòa giải, thái độ rất kiên quyết, chính là thể hiện sự bất mãn với sự việc ngày hôm nay, với tất cả những người ở đó, bao gồm cả Ngả Thành Văn. Sắc mặt Ngả Thành Văn vô cùng khó coi, cuộc họp hôm nay hỏng bét. Khiến uy tín bí thư của y bị giảm sút nghiêm trọng. Đầu tiên là Lưu Nhất Lâm không đợi tan họp đã tự mình bỏ đi. Lại cả Lữ Nhất Khả không chút nể mặt y, thẳng thắn thể hiện ý muốn trực tiếp báo lên ủy ban kỷ luật tỉnh, chính là muốn tỏ thái độ nhất quyết không bỏ qua cho Trương Duệ Đào. Y thân là nhân vật số một ở thành phố Lang, về cơ bản là vô cùng mất mặt. Đều là do Cổ Hướng Quốc và Trương Duệ Đào. Trong cơn thịnh nộ Ngả Thành Văn lại càng giận cá chém thớt, giận lây sang hai người. Trương Anh Tịch cũng đứng lên, lạnh lùng nhìn Trương Duệ Đào một cái, lời của y lại còn rõ ràng hơn, sắc bén hơn. Đồng chí Duệ Đào, bất luận là cậu bị người ta sai khiến hay là tự mình nghĩ ra, dù sao chuyện hôm nay cậu cũng phải giải thích một lời với thành ủy và đồng chí Hạ Tưởng. Ý kiến của tôi là đừng đợi chủ nhiệm Lữ báo lên ủy ban kỷ luật tỉnh, chính cậu tự nhận lỗi rồi từ chức là xong. Nói xong, Trương Anh Tịch khẽ gật đầu với Ngả Thành Văn. Lại vỗ vỗ vai Hạ Tưởng đầy hàm ý, cũng quay người bỏ đi. Ngả Thành Văn bị ba vị ủy viên thường vụ bỏ lại đó, dù có độ lượng cũng cảm thấy có phần không nén được giận, cuối cùng cũng phát cáu. Hướng Quốc, về việc xử lý đồng chí Trương Duệ Đào như thế nào, anh có ý gì? Giọng điệu y hết sức khó nghe, là đang oán giận Cổ Hướng Quốc cố ý khơi mào chuyện này, còn làm cho nó rối tinh rối mù, không thể giải quyết.
Bí thư Ngả, tôi muốn xin nghỉ phép một tuần. Sắc mặt Hạ Tưởng không hề thay đổi, khiến người ta không thể thấy được sự thay đổi về tâm lý của hắn. Bản thân thấy không được khỏe, lại bị người ta vu cáo hãm hại, phải chịu áp lực tâm lý rất lớn, mong rằng Bí thư Ngả và thị trưởng Cổ đồng ý. Ngả Thành Văn nghĩ rằng Hạ Tưởng thực sự là phải chịu áp lực tâm lý quá lớn mà xin nghỉ phép. Tình hình lúc này thực sự cũng cần cho Hạ Tưởng một kỳ nghỉ dài ngày, để hắn lấy lại cân bằng, liền đồng ý ngay. Được, anh cũng không cần có bất kỳ gánh nặng tâm lý gì cả, Thành ủy sẽ trả lại công bằng cho anh. Nghỉ ngơi thoải mái một chút cũng không có gì là sai, Thành ủy đồng ý cho anh nghỉ phép. À mà, đồng chí Hướng Quốc không có ý kiến gì chứ? Cổ Hướng Quốc tức giận đến sôi máu, việc Ngả Thành Văn trở mặt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của y. Trong nháy mắt liền tỏ vẻ quan tâm đến Hạ Tưởng, hơn nữa còn trực tiếp có thái độ đẩy y sang riêng một bên, qua cầu rút ván thì cũng phải giữ lại chút tình chứ, nhưng tức thì tức, y cũng không còn cách nào khác. Ngả Thành Văn là nhân vật số một, một vài việc nhỏ ông ta có thể nói một lời là xong, người khác còn phản đối chính là không biết điều, hơn nữa hôm nay y làm rùa đen rút đầu còn không kịp, làm sao còn muốn ngăn cản một việc xin nghỉ phép còn con. Cổ Hướng Quốc cũng chỉ có thể gật đầu. Hạ Tưởng xin được nghỉ phép xong cũng rời văn phòng bí thư. Trò hề hôm nay còn thú vị hơn so với trong tưởng tượng của hắn, cũng kịch tính hơn. Hắn cũng thật không ngờ Ngả Thành Văn lại vội vàng không đợi nổi mời ủy viên thường vụ liên can đến văn phòng bí thư tổ chức xem phim. Càng thật không ngờ, Dương Bối cũng có mặt ghê gớm, lại đưa ra một đĩa phim AV Nhật Bản để lừa chúng. Về phần Dương Bối lừa được sự tín nhiệm của Nga Ni Trần và Trần Đại Đầu như thế nào để bọn chúng tin rằng đó là cảnh giường chiếu của hắn và Dương Bối, cô không nói gì nhiều, Hạ Tưởng cũng hỏi thêm. Giữa hắn và Dương Bối tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách nhất định. Tuy nhiên việc Dương Bối và Ngụy Hồng Thanh đồng ý tới nhà máy Sơn Toàn Mỹ làm việc cũng khiến hắn vui mừng. Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc giải quyết hậu quả như thế nào, Hạ Tưởng không hề quan tâm. Hắn xin nghỉ phép một tuần. Thực ra cả tinh thần và thể chất đều vẫn rất tốt, không hề có chỗ nào khó ở, sở dĩ xin phép là bởi vì có việc quan trọng cần làm. Ngày hôm sau, Thành ủy thành phố Lang truyền đến hai tin tức khiến người ta kinh ngạc. Phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Trương Duệ Đào vì lý do cá nhân đã đề xuất từ chức với tỉnh ủy, ủy ban kỷ luật tỉnh. Nếu như nói hầu hết mọi người đều mơ hồ đoán được chân tướng đằng sau việc Trương Duệ Đào từ chức, thì theo sau đó tin Hạ Tưởng xin nghỉ ốm một tuần được truyền đi liền lập tức dẫn đến bàn tán xôn xao ở thành ủy. Ngày hôm qua còn thấy phó thị trưởng Hạ khỏe như vâm, hôm nay sao lại xin nghỉ ốm, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Càng khiến mọi người không ngờ đến chính là, đều nghĩ rằng Hạ Tưởng đang giả vờ ốm, không ngờ phó thị trưởng Hạ thực sự đang trên xe tới bệnh viện ở Bắc Kinh dưỡng bệnh. Hiện tại bộ máy chính quyền nhiều việc bận rộn. Phó thị trưởng Hạ thật sự có thể buông quyền lực trong tay, an tâm đi tĩnh dưỡng. Việc kỳ quái, vô cùng kỳ quái. Đúng lúc tất cả mọi người đều đang hoài nghi, Hạ Tưởng buổi sáng vừa mới đi, buổi chiều ở thành ủy đã bắt đầu lan truyền một lời đồn vô căn cứ. Nhân vật chính trong câu chuyện lần này là Lãnh Chất Phương. Sau cái chết bất ngờ của Lãnh Chất Phương, cảnh bốn vị phu nhân đại náo cục công an thành phố, không ít người đều đã nghe đến. Hơn nữa nguồn tin tài sản dưới tên Lãnh Chất Phương vượt quá con số 10 triệu sớm đã lan truyền nhanh chóng, ai ai cũng biết. Cũng đã trôi qua nửa năm tính từ khi Lãnh Chất Phương chết, dù là tinh thần chỉ thị của cấp trên là tiếp tục điều tra, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ kết luận gì, khiến không ít người cho rằng việc của Lãnh Chất Phương đúng là đầu voi đuôi chuột, sau cùng chẳng đi đến đâu. Chẳng ngờ, đúng lúc gần như tất cả mọi người đều đã lãng quên Lãnh Chất Phương, liền có một lời đồn mới. Lời đồn đại không phải về việc Lãnh Chất Phương tham ô nhận hối lộ, mà là một vụ án oan sai trái. Bởi vì vụ án xảy ra cách đây không lâu, hơn nữa khi đó còn chấn động một thời, cho nên không ít người đều còn nhớ vụ án Tiêu Điện giết người. Khi ấy vụ án thay đổi liên tục, đầu tiên là tuyên án tử hình, sau lại sửa thành hoãn án tử hình, gần như toàn bộ người dân thành phố Lang đều biết câu chuyện ly kỳ trước là người yêu sau là kẻ thù của Tiêu Điện và Dương Manh năm đó. Lời đồn đại được bắt nguồn từ đâu không thể biết được, liền lan nhanh như gió, dù sao lời đồn đại xuất hiện liền khiến không ít người trong thành ủy kinh ngạc. Tiêu Điện là bị oan uổng, là bị vụ oan giá họa. Bây giờ có người thay Tiêu Điện lật lại bản án, hơn nữa còn nghe nói tòa án nhân dân tỉnh cũng can thiệp vào đó, chuẩn bị xét xử lại một lần nữa. Điều càng khiến người ta chờ đợi hay bất an chính là, nghe đồn cục công an thành phố đã một lần nữa nắm được chứng cớ.
có thể chứng minh sự trong sạch của Tiêu Điện, hung thủ giết người là kẻ khác. Cổ Hướng Quốc sau khi nghe được lời đồn đại, phản xạ đầu tiên là khiếp sợ thêm cả kinh ngạc. Thứ hai chính là thầm kêu không ổn, lập tức ý thức được nguyên nhân Hạ Tưởng xin nghỉ ốm không phải cố ý bắt Bí Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố, cũng không phải bỏ gánh dở trò, mà là cố ý tỏ vẻ vô can, muốn lợi dụng vụ án của Tiêu Điện, dấy lên một trận sóng to gió lớn. Đằng sau vụ án của Tiêu Diện còn ẩn giấu quá nhiều bí mật. Cổ Hướng Quốc cũng rõ ràng có tham gia trong đó, y biết rất rõ Tiêu Điện là trong sạch, kẻ giết người thực sự là Dương Minh. Khi ấy Dương Phục đến tận nơi cầu cứu y giữ mạng sống của Dương Minh. Y đã lợi dụng Dương Phục không ít mới đồng ý nhận lời. Để vu oan giá họa cho Tiêu Điện, y và Lãnh Chất Phương đã nhiều lần bí mật âm mưu, còn ngầm sai Lộ Hồng Chiêm tạo chứng cớ giả trong giai đoạn điều tra, lại nhúng tay vào cả giai đoạn tố tụng ở viện kiểm sát. Sau cùng trong phiên tòa khi Lãnh Chất Phương làm chủ thẩm đã xử Tiêu Điện án tử hình. Việc này bị người ta đào bới lại, hơn nữa còn cố ý tung tin đồn, có thể khẳng định là đối phương đã nắm được chứng cớ quan trọng. Cổ Hướng Quốc kinh hãi đổ mồ hôi lạnh ướt đầm cả người. Năm đó khi y ra tay, cơ bản không để lại bất kỳ chứng cớ gì, muốn trực tiếp đổ tội cho y cũng không phải việc dễ. Muốn lợi dụng việc này để y ngã ngựa lại càng không thể. Dù cho sau cùng Tiêu Điện lật lại bản án, điều tra ra y sắm một vai không ra gì trong đó, thì nặng nhất cũng chỉ là xử phạt cảnh cáo. Nhưng điều Cổ Hướng Quốc lo lắng chính là phản ứng dây chuyền. Lãnh Chất Phương rốt cuộc làm ra bao nhiêu vụ án oan sai y cũng không rõ, nhưng y biết, Lãnh Chất Phương ít nhất đã tham ô hơn 40 triệu tệ, trong đó đa phần đều là máu và mạng sống của người bị hại. Nếu như bởi vì việc lật lại bản án của Tiêu Điện mà dẫn đến các vụ án oan sai trước đó, Lãnh Chất Phương sau khi chết nhiều nhất là thân bại danh liệt, nhưng ắt hẳn sẽ liên lụy đến cả y ở trong đó. Chỉ cần điều tra ra ba vụ án mạng có liên quan đến y, y sẽ không chỉ đơn giản là thân bại danh liệt, chắc chắn là thất bại thảm hại, hơn nữa còn có khả năng ngồi tù. Cổ Hướng Quốc luống cuống, vội vàng gọi điện cho Lộ Hồng Chiêm, yêu cầu Lộ Hồng Chiêm lúc nào cũng phải nắm tất cả các động tĩnh của Cục Công an thành phố, không để cho Biểu Lý, Anh Thành và Lịch Phi tiếp tục mở rộng phạm vi. Không ngờ câu trả lời của Lộ Hồng Chiêm khiến Cổ Hướng Quốc hốt hoảng cuống cuồng. Thị trưởng Cổ, hiện nay Cục Công an thành phố đều đồn đại rằng ngài và Lãnh Chất Phương là anh em cột trèo. Nhân tình từ San San của Cổ Hướng Quốc và tứ phu nhân từ Lily của Lãnh Chất Phương là chị em ruột, y và Lãnh Chất Phương bị người ta gọi là anh em cột trèo. Rõ ràng chứng minh một điều, chuyện y có nhân tình đã bị người có dụng ý điều tra rõ ràng tường tận. Cổ Hướng Quốc vừa tức vừa giận. Chương 871, mấu chốt, ý tưởng chính trị. Cổ Hướng Quốc mới hiểu được hóa ra không phải là một cú đánh móc, mà là một bộ tổ hợp quyền. Nếu y dám tiến thêm một bước nhúng tay cản trở việc đào bới phía sau vụ án Lãnh Chất Phương, vậy thì việc y có người tình không còn là bí mật, cũng sẽ trở thành trò cười bị mọi người ở trụ sở thành ủy đám tiếu. Làm sao bây giờ, Cổ Hướng Quốc đặt điện thoại của Lộ Hồng Chiêm xuống, mồ hôi đầy đầu. Y không thể ngồi chờ chết, phải đánh trả mới có thể bảo vệ tất cả hiện có trong tay. Đúng rồi, y vỗ đầu, lên Bắc Kinh, tạo áp lực từ trên xuống. Cổ Hướng Quốc lại không biết, Hạ Tưởng đi Bắc Kinh ngoài là nghỉ dưỡng, trên thực tế lại là đi trước y một bước kết nối các mối quan hệ, bởi vì Hạ Tưởng rất rõ ràng biết rằng, bước tiếp theo sẽ bởi vì một vụ án Tiêu Điện mà ở thành phố Lang dẫn phát một đợt sóng to gió lớn thế nào. Trên thực tế ngay từ đầu Hạ Tưởng cũng thật không ngờ sau lưng vụ án Tiêu Điện lại dính dáng đến nhiều người như vậy, càng không ý thức được Tiêu Điện không chỉ là điển hình biệt lập, mà là sự thu nhỏ của vô số án oan sai trái. Hạ Tưởng từ trong điều tra lấy chứng cứ của anh Thành và Lịch Phi biết được, trải qua cẩn thận điều tra gần nửa năm, cùng với vụ án Tiêu Điện dẫn tới một vòng điều tra lấy chứng cứ mới. Rồi sau đó Lịch Phi thông qua các con đường bới móc được không ít manh mối có giá trị từ bà bốn từ Lệ Lệ của Lãnh Chất Phương cùng với người tình từ San San của Cổ Hướng Quốc, rốt cục tập hợp thẩm tra, Lãnh Chất Phương tham ô nhận hối lộ khoản tiền ít nhất trên 40 triệu. Nếu nói điều kể trên không phải là nhân tố quyết định khiến Hạ Tưởng phẫn nộ và quyết định hạ quyết tâm phải lật đổ Cổ Hướng Quốc, thì điểm mấu chốt ở chỗ, sau lưng 40 triệu tiền tham ô của Lãnh Chất Phương, toàn bộ đều là tiếng khóc đẫm máu và sự không cam lòng của vô số oan hồn. Toàn bộ đều là sinh mạng và máu cùng nước mắt của dân chúng giai tầng thấp nhất có oan không chỗ kêu than. Hạ Tưởng không phải kích động vì chính nghĩa, cũng không phải tình cảm mãnh liệt bốc đồng, làm quan nhiều năm, hắn cũng rõ một người trong quan trường không có khả năng làm được tới mức quan thanh như nước,
nhưng thu nhận một số quà cáp không hợp pháp của thương nhân hắn miễn cưỡng có thể chấp nhận, nếu tham ô tiền tài là tư lợi làm trái pháp luật, coi thường mạng sống con người, hắn là tuyệt không thể nhẫn nhịn. Là công lý cuối cùng của dân chúng, pháp luật nếu mất đi sự tín nhiệm, xã hội còn có công bằng gì đáng nói nữa? Dân chúng còn hy vọng gì đây? Lòng người còn có sự gắn kết gì đáng để nói? Nhất là khi Hạ Tưởng nhìn thấy từng vụ án rõ ràng là chứng cứ không đủ nhưng vẫn tuyên án, hắn liền khó tránh khỏi cơn giận ngập đầu, gần như không thể ức chế cơn giận ngút trời trong lòng. 40 triệu tiền tham ô, sau lưng là bao nhiêu bi kịch gia đình nhà tan cửa nát, là thảm cảnh của bao nhiêu người kêu trời không thấu kêu đất nghe. Mà Cổ Hướng Quốc trốn ở sau lưng Lãnh Chất Phương, giúp kẻ xấu làm điều ác, hoặc âm thầm ra mặt, hoặc gián tiếp ra tay, tóm lại vì bản thân tư lợi, giết hại vô số gia đình hạnh phúc. Nói không chừng còn có không ít người đã bị xử quyết, trở thành oan hồn dưới họng súng. Lại có Cổ Hướng Quốc làm chỗ dựa vững chắc lớn nhất cho Nga Ni Trần ở thành phố Lang, ngoài sáng trong tối làm tổn hại không biết bao nhiêu trật tự kinh doanh bình thường của thành phố Lang, lại bởi vì y vẽ đường cho hưu chạy, khiến Nga Ni Trần ở thành phố Lang muốn làm gì thì làm, cũng góp phần làm cho thế cục phức tạp của thành phố Lang và là đầu sỏ gây nên cục diện kinh tế không thể mở ra. Cổ Hướng Quốc không ngã, thành phố Lang không được yên bình, Nga Ni Trần không thể bị nhổ tận gốc. Bởi vậy, dưới sự tổng hợp các loại nhân tố, dưới sự kích phát của vụ án Tiêu Điệt, Hạ Tưởng cuối cùng quyết định toàn diện hướng thẳng Cổ Hướng Quốc khai chiến, cũng không phải là khai chiến, nói dễ nghe một chút, là trả lại cho thành phố Lang một bầu trời xanh trong, nói khó nghe một chút, chính là phải dọn cục đá cản đường y đây để tháo gỡ cục diện ở thành phố Lang xây dựng con đường hướng tới trước cho thành phố Lang. Nếu cấp trên đối với những gì hắn đã làm hiện nay vẫn chưa tỏ vẻ gì, thì chứng minh động tác hắn ở thành phố Lang lúc này vẫn chưa khiến phía nhân vật sau màn vừa lòng. Một khi đã như vậy, Hạ Tưởng nhất định phải không ngừng cố gắng, tiếp tục đẩy mạnh ý tưởng chấp chính của hắn ở thành phố Lang. Hiện tại hắn mơ hồ có một loại cảm giác, con đường hắn ở thành phố Lang còn có một đoạn đường phải đi, lúc trước chuyển đổi đồ quân và mượn cơ hội ném đi Ma Dương Thiên, chỉ có thể xem như bước đầu tiên, như vậy bước thứ hai sẽ xác lập phân lượng của hắn ở trong cảm nhận của nhân vật phía sau màn. Chỉ có thủ đoạn đấu tranh chính trị vẫn chưa đủ, còn cần phải có thành tựu xây dựng kinh tế, phải có chiến tích. Nhưng hắn chỉ là phó thị trưởng thường trực, không phải thị trưởng, dù có chiến tích, cũng sẽ bị bí thư và thị trưởng lấy đi. Chiến tích là vì chính trị phục vụ, đồng dạng, cũng chỉ có trên chính trị có được quyền phát ngôn, mới có khả năng làm ra việc thực tế có lợi cho nhân dân thành phố Lang. Cổ Hướng Quốc không giống Đồ Quân ở mặt ngoài đường hoàng, y rất có nội hàm. Cũng không giống Nga Ni Trần u ám mà hủ bại, y cũng có một mặt quang minh chính đại. Y ẩn núp rất sâu, lại rất cẩn trọng, cho nên rất khó làm cho người ta bắt lấy nhược điểm của y. Lần này vụ án oan của Tiêu Điện, không ngờ lại có liên lụy y trong đó, đồng thời, lại bị Anh Thành và Lịch Phi tra ra vô số vụ án ôn ào uổng sai trái, mỗi một vụ đều là thảm kịch nhân gian máu chảy đầm đìa, cuối cùng khiến Hạ Tưởng không thể áp chế phẫn nộ trong lòng nữa. Quyết định phải dùng một loạt thủ đoạn sấm chớp khiến Cổ Hướng Quốc lật thuyền. Hắn cũng rõ, thế lực sau lưng Cổ Hướng Quốc vô cùng khổng lồ, nếu chẳng may chuẩn bị không được đầy đủ, đánh rắn không thành ngược lại bị rắn cắn. Đây cũng là nguyên nhân sở tại mà Hạ Tưởng luôn cẩn thận thêm cẩn trọng trên vấn đề của Cổ Hướng Quốc, vốn là với chứng cứ hiện đang nắm trong tay, tuy rằng không đến mức khiến Cổ Hướng Quốc xuống ngựa, nhưng khiến y bị xử phạt cũng không phải việc khó gì. Hạ Tưởng lo lắng chính là nếu chỉ vì cho Cổ Hướng Quốc một xử phạt, mà bởi vậy chọc giận nhân vật sau lưng Cổ Hướng Quốc, hắn không phải bị Cổ Hướng Quốc và Nga Ni Trần luân phiên công kích, chính là có khả năng bị người khác chuyển mở vị trí. Hai lần trước tung ra tin đồn không chỉ là cố làm ra vẻ, cũng là một cảnh cáo có mục đích rõ ràng. Lần này tới Bắc Kinh, Hạ Tưởng chính là muốn đoạt trước Cổ Hướng Quốc một bước, bố cục ở Bắc Kinh trước, đề phòng khi sự tình tiến triển đến mức khẩn cấp, thế lực phía sau Cổ Hướng Quốc vồ đến khiến hắn công dã tràng. Hạ Tưởng ban đầu là muốn tới Bắc Kinh trước thăm lão cổ, dù sao đã có thời gian không cùng lão cổ tâm tình, hắn cũng có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo lão cổ, không ngờ xe vừa tới Bắc Kinh liền nhận được một cú điện thoại không ngờ tới, có một người đẹp muốn gặp mặt hắn. Là Phó Tiên Tiên. Phó Tiên Tiên từ sau sự kiện bắt cóc lần trước, thì như đã bốc hơi, không hề có tin tức. Hạ Tưởng cũng không thèm để ý, biết Phó Tiên Tiên là một cô bé làm theo ý mình. Cũng không thèm nghĩ tới cô đang ở đâu hay đang làm gì. Phó Tiên Tiên gọi điện thoại tới rất đột nhiên, lời của cô cũng rất đột ngột. Anh đang ở đâu, em muốn gặp anh.
Hạ Tưởng tuy rằng đã quen lối suy nghĩ đi mưa về gió của Phó Tiên Tiên, nhưng vừa vào đề thì đòi gặp hắn, vẫn là khiến hắn có chút thích ứng không kịp. Tôi ở Bắc Kinh, đang muốn gặp một người, rất gấp. Ở Bắc Kinh, thật tốt quá. Phó Tiên Tiên trực tiếp phớt lờ lời Hạ Tưởng nói hắn có chuyện gấp, mà là hưng phấn nói. Em ở toàn tụ Đức, cho anh một giờ đến đây gặp em. Nếu chậm trễ, anh sẽ không còn thấy em nữa, hừ, anh coi mà làm đấy. Sau đó điện thoại liền cúp máy. Hạ Tưởng vừa mới tiến vào tứ hoàn, may là chưa hẹn lão cổ, nếu không thật đúng là không thể đến gặp Phó Tiên Tiên. Hạ Tưởng không tin lời uy hiếp của Phó Tiên Tiên, nhưng cũng biết cô có khi tuy ở mặt ngoài xem ra người rất huyên náo, trên thực tế cũng không phải là không có yên tĩnh. Đi thì đi, ai sợ ai, dù sao đã tới Bắc Kinh, hơn nữa hắn cũng đang muốn xem Phó Tiên Tiên hiện tại có hoàn toàn khôi phục bình thường hay chưa. Đừng để lại vết thương tâm lý mới tốt. Một giờ đồng hồ, Hạ Tưởng cuối cùng chạy tới địa điểm gặp, vào phòng vừa nhìn, Phó Tiên Tiên một thân váy dài, tóc dài, lại đeo một gọng kính không tròng, ngồi ở trước bàn, trầm tĩnh mà u nhã, giống như hoa lan. Cô dường như còn thay đổi nước hoa, bởi vì mùi hương đập vào mặt mà đến, khác với mùi trước kia của cô. Trước kia nhiệt liệt mà dâng trào, hiện tại lại là thanh nhã mà xa xưa, đúng là hương hoa sơn trà. Hạ Tưởng ngồi đối diện Phó Tiên Tiên, vẫn chưa mở miệng, Phó Tiên Tiên liền bĩu môi nói. Cách em xa quá vậy, có ý tứ gì thế? Hạ Tưởng cười cười, liền đứng dậy ngồi bên cạnh cô mới tươi cười, bỏ menu trong tay xuống, vỗ vỗ tay. Chọn xong món rồi, em chọn gì, thì anh ăn cái đó, có ý kiến không? Có, tuy nhiên vẫn là giữ lại trước thì tốt hơn. Hạ Tưởng trên mặt ăn uống không mấy bắt bẻ. Hắn đối với việc ăn cái gì thì không có ý kiến, nhưng đối với việc Phó Tiên Tiên đột nhiên xuất hiện lại không nói nguyên do mà đòi gặp hắn, thì có chút ý kiến. Tiên Tiên, rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì? Phó Tiên Tiên giơ tay ôm lấy cánh tay Hạ Tưởng, thanh âm vô cùng dịu dàng. Em chỉ muốn gặp anh, chẳng lẽ không được? Anh cũng thật là, vừa thấy mặt liền không kiên nhẫn hỏi em có chuyện gì, chẳng lẽ không thể hỏi thăm các câu như em hiện nay có khỏe không, có nhớ anh không? Tâm tư Hạ Tưởng không ở trên mặt dịu dàng, đàn ông có đa tình hơn nữa, cũng có thời điểm không đa tình, hắn cũng biết có chút bỏ bê nhu cầu tình cảm của Phó Tiên Tiên, liền giơ tay vỗ nhẹ sau lưng cô. Xem cách ăn mặc chăm chút của em, anh liền biết em đã thoát khỏi bóng đêm, thay đổi tâm tình. Dối trá, nghĩ một đằng nói một nẻo. Phó Tiên Tiên ngoài miệng nói bất mãn, ý cười trong mắt lại bán đứng cảm xúc của cô vẫn là dễ chịu hơn nhiều, càng ôm chặt lấy cánh tay Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, anh nói xem em hiện nay có phải xinh đẹp hơn trước kia không? Phải thừa nhận, Phó Tiên Tiên là một người con gái đẹp quyến rũ, cái đẹp không giống bình thường, cũng từng khiến Hạ Tưởng hoài nghi cô và Phó Tiên Phong rốt cuộc có phải là anh em ruột hay không, bởi vì Phó Tiên Phong vẻ mặt âm trầm, cũng nhìn không ra chỗ nào tuấn tú, mà Phó Tiên Tiên có tính phóng túng và sáng sủa như một tiểu ma nữ, đương nhiên cũng có thể có liên quan đến tính cách bất đồng của hai người. Hạ Tưởng cũng liền ăn ngay nói thật. Khen Phó Tiên Tiên vài câu, nói cô xinh đẹp, nói cô có khí chất, nói cô có mặt mê người, vốn tưởng rằng sau khi nói mấy câu, Phó Tiên Tiên sẽ khanh khách cười không ngừng, không ngờ lời còn chưa dứt, Phó Tiên Tiên lại thút thít khóc, khóc như hoa lê gặp mưa, đến nổi nước mắt bay tứ tung, làm ướt cả cánh tay và áo của Hạ Tưởng. Làm sao vậy? Hạ Tưởng nhẹ giọng an ủi Phó Tiên Tiên. Không có việc gì, không có việc gì. Phó Tiên Tiên hiếm thấy mà trở nên bối rối. Đẩy Hạ Tưởng ra, vội vàng lau khô nước mắt, miễn cưỡng cười. Hôm nay em tìm anh, quả thật có chính sự, nghe nói anh và Cổ Hướng Quốc không hợp nhau. Hạ Tưởng gật đầu, Phó Tiên Tiên là người Phó gia, khẳng định biết được một số chuyện, hơn nữa là bí mật công khai, hắn không cần phải phủ nhận. Trong tay Phó Tiên Phong có chứng cứ của Cổ Hướng Quốc, em lần trước nghe lén được. Phó Tiên Tiên khôi phục bình thường với vẻ mặt giảo hoạt, nhấp nháy mắt. Có cần em giúp anh lấy về không? Hạ Tưởng cũng không thể không chớp chớp mắt, Phó Tiên Tiên không phải là đang dối gạt hắn, vẻ mặt của cô nói cho hắn, cô quả thật là muốn làm một việc để báo đáp cho hắn, nhưng muốn cô âm thầm trộm chứng cứ của Cổ Hướng Quốc, với hắn mà nói, lại có chút không phù hợp nguyên tắc của hắn. Hạ Tưởng liền muốn cự tuyệt. Trong tay Phó Tiên Phong có chứng cứ của Cổ Hướng Quốc cũng chẳng có gì lạ, hợp tác quan hệ giữa Phó gia và Cổ Hướng Quốc cũng không chặt chẽ, cũng không bền chắc. Mặc kệ Phó Tiên Phong là có ý hay là vô ý,
y lấy được chứng cứ của Cổ Hướng Quốc lại có mục đích gì, cũng không nằm trong suy xét của Hạ Tưởng, duy nhất khiến hắn cảm thấy lo lắng chính là, Phó Tiên Tiên một tiểu ma nữ từng hồn nhiên ngây thơ, cũng bởi vì nguyên nhân của hắn bắt đầu dấn thân vào trong vòng xoáy thị phi của chính trị, khiến hắn trong lòng không yên. Phó Tiên Tiên nhìn ra Hạ Tưởng khó xử, cô đột nhiên ôm lấy tay Hạ Tưởng. Để em vì anh làm một chuyện được không? Nếu không, cả đời em cũng sẽ không an tâm. Nếu anh không đáp ứng, em sẽ vĩnh viễn không cho anh nhìn thấy em. Phó Tiên Tiên uy hiếp không hề có lực, nhưng lại có tình, Hạ Tưởng bị bàn tay nhỏ bé ẩm ướt của cô bắt lấy, cảm nhận được lòng bàn tay dịu dàng, biết cô động tình. Phụ nữ một khi động tình, sẽ hai mắt như nước, trong lòng bàn tay ra mồ hôi, thần sắc khẩn trương mà ngượng ngùng, Phó Tiên Tiên trước mắt, rõ ràng là một cô gái nhỏ có tình có nghĩa. Ừ, cảm ơn Tiên Tiên, có lòng, nếu em nguyện ý làm, thì do em làm chủ đi, nhưng nhất định phải chú ý an toàn. Tuy nói cô là ở chính trong nhà mình vụng trộm xuống tay, nhưng nếu chẳng may bị Phó Tiên Phong phát giác, rồi khiến Phó Tiên Phong hiểu lầm là hắn sai khiến Phó Tiên Tiên gây nên, thì trò đùa sẽ lớn chuyện đây. Phó Tiên Tiên bỗng nhảy dựng lên, bay nhanh tới hôn một cái lên mặt Hạ Tưởng. Em nhất định sẽ làm tới thần không biết quỷ không hay, khiến Phó Tiên Phong và ba ông nội toàn bộ đều không biết, hừ, tức chết bọn họ. Phó Tiên Tiên cũng không gọi Phó Tiên Phong là anh, mà gọi thẳng tên, cũng là có ý tứ. Hạ Tưởng bị hôn một cái, bất giác xấu hổ, cười ha hả. Tiên Tiên, gần đây đã đi đâu, sao không có tin tức gì hết? Đâu cũng không đi, luyện yoga, tập thể hình, đóng cửa đọc sách, mỗi ngày sống trong thế giới của chính mình. Muốn làm chút gì đó, lại không biết nên làm gì. Muốn liên lạc anh, lại sợ quấy rầy anh, dù sao chỉ là cánh đồng hoang vu của một người. Phó Tiên Tiên đã thay đổi rất nhiều, trước kia đơn thuần mà phóng đãng, hiện tại có thêm tâm sự, có thêm trầm tĩnh, cũng có thêm gánh nặng của cuộc sống. Hắn muốn khuyên giải an ủi Phó Tiên Tiên vài câu, lại không thể nào mở miệng, đành phải nhẹ nhàng lắc đầu. Một bữa cơm ăn hơn một tiếng đồng hồ, vốn vẫn luôn tốt đẹp, lúc sắp tạm biệt. Phó Tiên Tiên đột nhiên lại khóc, cô ôm đồm lấy tay Hạ Tưởng. Nếu có một ngày, em xin anh vì em làm một việc, anh có đồng ý hay không? Hạ Tưởng không có chần chừ, nặng nề mà gật đầu. Chỉ cần anh có thể làm được. Phó Tiên Tiên một thân váy đầm trắng, phất tay cáo biệt, biểu cảm vừa vui vừa giận, hình ảnh đó đọng lại trong đầu óc Hạ Tưởng trong một thời gian rất dài, thẳng đến lúc bừng tỉnh vào một đêm khuya nào đó. Hắn mới biết được khổ sở trong lòng Phó Tiên Tiên rốt cuộc là cái gì. Cách hơn nửa năm, lại trở về tòa nhà kín cổng cao tường ở Bắc Kinh thăm lão cổ, đã gần vào hạ, sân vườn lắm cảnh nhiều lá phá lệ yên tĩnh, tâm tình Hạ Tưởng cuối cùng cũng được thư thả hơn. Con đường làm quan ở thành phố Lang chẳng những sóng lớn nhấp nhô, hơn nữa còn là sóng cũ chưa qua, sóng sau đã tới, không để cho người ta có cơ hội thở dốc, khiến cho thể xác và tinh thần của con người đều mệt mỏi. Sắp tới quyết chiến, ngược lại trong lòng cuối cùng có được một vẻ bình tĩnh và hài hòa, nói đến cũng lạ, có lẽ chính là sự yên lặng trước cuộc chiến sắp đến, cùng với sự tối đen trước bình minh là cùng một đạo lý. Lão cổ tinh thần vô cùng thoải mái, so với trước kia, ngược lại càng khỏe mạnh hơn, ông vừa thấy Hạ Tưởng liền thoải mái cười to, liền nắm lấy Hạ Tưởng. Ha ha, tiểu Hạ, công tác ở thành phố Lang quả thật không tồi, rất sống động, rất thăng trầm, rất phấn khích. Giống y màn kịch lớn. Hạ Tưởng không nói gì, vở tuồng là rất hay, nhưng chỉ là đối với người xem mà thôi, đối với người diễn trong kịch, bởi vì thân ở trong đó bị nội dung vở kịch dẫn dắt, lúc khóc lúc cười, cảm nhận được không phải là phấn khích, mà là khẩn trương và kích thích, còn có không ít hiểm ác từ bên ngoài. Hạ Tưởng liền nói, ngài ở dưới sân khấu xem kịch, cháu ở trên diễn trò, thân ở trong đó, đủ mọi mùi vị, lão cổ, cháu cũng là cười không nổi. Lão cổ vẫn như cũ cởi mở mà tươi cười. Khi nên cười thì phải cười, con người, đều là phải ở trong mò mẫm đánh đấm lăn lộn bò lết mà tiến tới trước, mò tới tay đầy bùn, lăn tới thân đầy nước, mới kêu có ý tứ. Tính cách Hạ Tưởng không phải không có mặt vui vẻ, nhưng hiện tại đại cục chưa định, thật đúng là cười không nổi. Cùng lão cổ nói giỡn vài câu, thì ngồi xuống uống trà. Lão cổ cũng không xé chuyện tào lao, trực tiếp liền tiến vào thế cục trước mắt. Thế cục của cấp cao, cậu không cần lo lắng, đại thể vẫn có thể duy trì một cân bằng. Xu hướng của quân đội cậu có thể cũng hiểu được một điểm, tình thế coi như có lợi. Thế cục tỉnh Yến thì không cần tôi nhiều lời,
lực ảnh hưởng của tôi tại tỉnh Yến có hạn, cũng không giúp được gì cho cậu, toàn bộ dựa vào chính cậu. Có một điểm cần phải nhắc nhở cậu là, Ngô Gia ra tay, thâm ý sâu sắc, có dụng ý lợi dụng cậu khuấy động cục diện thành phố Lang. Dụng tâm của Ngô Gia, Hạ Tưởng tự nhiên trong lòng biết rõ, lão cổ nhắc nhở cũng là có lòng, hắn cũng liền khiêm tốn gật đầu. Cháu cũng rõ, nhưng đều là lợi dụng lẫn nhau, Ngô Gia có thể lợi dụng cháu cũng mượn thế của Ngô Gia. Lão cổ phất tay. Tôi hoàn toàn tin tưởng cậu có thể mượn thế của Ngô Gia, cũng tin tưởng cậu sẽ không tiếp cận Ngô Gia quá gần, nhưng có người lo lắng lập trường của cậu sẽ thay đổi, cho nên tôi phải nhắc nhở cậu, vẫn là phải thích hợp cùng Ngô Gia duy trì khoảng cách mới tốt. Hạ Tưởng hiểu thiện ý của lão cổ là người phản đối thế lực gia tộc kiên định, ông và Ngô Gia quan hệ bình thường, cùng Phó Gia, Mai Gia còn có Khâu Gia đều không lui tới gì. Lão cổ có lẽ đối với hắn hiểu biết rất sâu. Nhưng có người đối với hắn lo lắng, Hạ Tưởng cũng biết rõ, nếu hắn muốn ngồi vào chính vị, chủ quản một phương, không đảm nhiệm phó chức nữa, nhất định phải đứng vào hàng, không thể chợt trái chợt phải, càng không thể như siếc đi dây. Bình tĩnh mà xem xét, Hạ Tưởng đối với việc xử lý thế nào với sự nổi dậy của thế lực gia tộc, cùng với việc hắn rốt cuộc ở giữa các thế lực của gia tộc duy trì một loại quan hệ gì, thậm chí suy xét lâu dài hơn là, chờ khi hắn thân ở địa vị cao. Rốt cuộc phải kiên trì lập trường chính trị gì, trong lòng vẫn có một điểm mấu chốt. Tính nguyên tắc của hắn rất mạnh, chính là mặc kệ là thế lực gia tộc hay là thế lực khác, hắn cũng không kiên quyết ủng hộ hoặc kiên quyết phản đối, mà là giữ lập trường tùy cơ ứng biến, chính là mặc kệ thế lực nào chỉ cần làm ra việc tốt vì nước vì dân, hắn liền ủng hộ, còn ngược lại, thì sẽ phản đối. Nhưng lúc này xem ra, có đôi khi vào lúc lựa chọn lập trường, cần phải vô nguyên tắc mà phản đối thế lực gia tộc. Cũng là khiến Hạ Tưởng cảm thấy đau đầu. Nhưng chính trị chính là như thế, có lẽ sau khi đứng vào hàng còn có thể thỏa hiệp, nhưng trước khi đứng vào hàng, thì cần phải một là một, hai là hai. Nhớ lại năm đó khi trong nước diễn ra đấu tranh giai cấp, cha con trở mặt, vợ chồng thành thù, toàn bộ do triết lý chính trị khác nhau. Hiện tại tuy rằng tình thế thay đổi, nhưng cũng không có gì ngoài như vậy. Hạ Tưởng liền hiểu, hôm nay cùng lão cổ gặp mặt, cũng không thoải mái. Hắn phải tỏ rõ thái độ. Chương 872, nổi gió, ý tứ thăm dò. Nếu chỉ là cuộc trò chuyện giữa hắn và lão cổ thôi thì còn dễ nói chuyện, nhưng bây giờ lão cổ lại là đại biểu cho cả một tập đoàn thế lực, không khí có chút nặng nề. Ông cổ cũng không có ý muốn nhắc chuyện cũ, mà ngồi nghiêm nghị trên sofa, vẻ mặt nghiêm túc, chờ Hạ Tưởng trả lời rõ ràng. Hạ Tưởng có chút khó xử. Nếu hắn nói ra lập trường chính trị của mình, biết đâu sẽ khiến lão cổ bất mãn, và những người phía sau cũng không vui. Nhưng nếu không nói, chỉ làm tăng mối nghi ngờ rằng hắn nói dối. Không phải Hạ Tưởng không biết nói dối, chỉ là không muốn nói dối với lão cổ. Trước giờ hắn luôn tỏ ra vô cùng tôn kính lão cổ, bởi vì trước đến nay, lão cổ luôn âm thầm đứng phía sau hỗ trợ cho hắn, mà hắn lại chưa có gì báo đáp lại, thậm chí, còn có được cả cổ ngọc. Lão cổ thấy tình cảnh yên ắng, cũng không nói. Tự đưa tay rót một ly trà, rồi rót đầy ly trà trước mặt, sau đó buông ấm trà xuống, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, dường như vừa nhớ ra chuyện gì, lại đưa tay rót nước cho Hạ Tưởng. Hành động của lão cổ có thâm ý sâu sắc, nhắc nhở Hạ Tưởng, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Hiện tại Trung ương đang chia thành ba nhóm. Câu trả lời của Hạ Tưởng nằm trong dự đoán của lão cổ, cũng không trực tiếp nói rõ lập trường của hắn, mà là đánh trống lảng, nói về đại cục trước mắt. Một nhóm là thế lực gia tộc, một nhóm là thế lực bình dân, một nhóm là đoàn thể. Giữa ba nhóm này, không hoàn toàn cô lập mà ảnh hưởng lẫn nhau, tham khảo lẫn nhau, ngoại trừ có phân chia giới tuyến nhất định ra, cũng không có nhiều điểm chung. Hạ Tưởng tuy không xác định được lập trường chính trị của hắn đứng về phía nào, nhưng trên thực tế ở sâu trong tâm, hắn nhận thấy rằng mình thuộc về nhóm bình dân. Cho dù hắn có nhiều cơ hội tiếp xúc với đoàn thể, càng có cơ hội gia nhập thế lực gia tộc. Nhưng hiện tại hắn lại đứng gần với nhóm bình dân nhất. Nhưng giữa các phe phái, cũng không hoàn toàn có quan hệ đối lập, những điểm giống nhau hay sự phân chia giới tuyến, thì như lúc Trịnh Thịnh của nhóm hệ thống đoàn cũng không kiêng dè tiếp cận người đại diện thế lực gia tộc Mai Hiểu Lâm, điều này chứng minh giữa các hệ phái trên thực tế, vừa có cạnh tranh và phân chia, lại có hợp tác và hỗ trợ, trên tổng thể vẫn là tồn tại một trạng thái tìm lấy cái chung. Đương nhiên, các phe phái cũng mong muốn bang phái của mình lớn nhất mạnh nhất. Lại toàn là mối quan hệ cạnh tranh, dù sao trên quan trường cũng không có nhiều người tài, mà cho dù có xuất hiện được vài nhân vật kiệt xuất,
thì cũng nằm trong tầm ngắm của các phe phái. Hắn cũng có chút lo lắng về gia tộc họ Ngô và Khâu, Ngô gia thừa cơ mà nhanh chóng chứng minh thực lực, liền chứng minh gia tộc họ Ngô vẫn chưa bỏ ý định muốn lôi kéo hắn. Nhưng nói cho cùng là thành phố Lang quá gần với Bắc Kinh, nguyên nhân hắn đến thành phố Lang là vì bố cục của thế lực bình dân, các nhân vật đứng phía sau không cho phép hắn cố gắng vì gia tộc họ Ngô dọn đường, huống chi hiện tại hắn đã bắt đầu mở ra kết cục ở thành phố Lang, đúng là thời điểm để thu hoạch thành quả thắng lợi. Bởi vậy, mới có một cuộc gặp gỡ quan trọng nói rõ lập trường với lão cổ. Lão cổ chỉ gật đầu khi nghe lời phân tích của Hạ Tưởng, mà không nói lời nào, vẫn bình thản uống trà. Hạ Tưởng cảm nhận được sự trầm mặc như uy hiếp của lão cổ. Lão cổ có địa vị cao ở trong quân đội, bình thường tuy rằng ông ta nói chuyện tùy tiện, nhưng vẫn có lúc toát ra vẻ uy nghiêm, người đối diện vẫn cảm nhận được áp lực khó tả toát ra từ ông ta. Hạ Tưởng rót ly trà, uống một ngụm. Lập trường của tôi có thể nói là nghiêng về bình dân, nhưng cũng không phải hoàn toàn bài xích đoàn thể và thế lực gia tộc. Theo ý của tôi, bất luận là phía nào, chỉ cần một lòng vì dân, làm việc gì cũng đứng trên lập trường công bằng, đó cũng là việc nên làm. Câu trả lời của Hạ Tưởng hiển nhiên không thể khiến lão cổ vừa lòng, lão cổ nặng nề đặt tách trà xuống bàn, ủ rũ nói. Không cần vì chút ân huệ với người họ Ngô mà bị che hai mắt. Lão Ngô này rất già đời, thủ đoạn của ông ta, khó mà phòng bị được, cậu đừng để ông ta lừa gạt. Thế lực gia tộc là thế lực đối lập với nhân dân, làm sao có khả năng một lòng vì dân. Lời nói của lão cổ không phải không có lý, trước kia Hạ Tưởng cũng cho là như thế, cho rằng thế lực gia tộc và ích lợi của dân chúng hoàn toàn là đứng ở hai cực đối lập nhau, tuyệt đối không có khả năng cùng tồn tại, nhưng trải qua một thời gian suy ngẫm và từng nghiên cứu về phương diện trên, hắn ít nhiều đã thay đổi được chút ít lập trường, cho rằng thế lực gia tộc lớn mạnh đều không phải là hoàn toàn không có. Cho dù nước Mỹ luôn rêu rao là một nước dân chủ, kỳ thật cũng là quốc gia có thế lực gia tộc hưng thịnh nhất, mấy tập đoàn gia tộc biến tướng tham gia vào chính trị, người giúp đỡ họ tranh cử thượng nghị sĩ và đại biểu quốc hội, thậm chí trực tiếp tranh cử tổng thống. Nói cho cùng, kỳ thật nước Mỹ mới hoàn toàn là chính trị của thế lực gia tộc, sau lưng mỗi một tổng thống đều là một thế lực gia tộc khổng lồ, nói cách khác, mỗi một tổng thống đều là người phát ngôn của thế lực gia tộc. Không chỉ sau lưng tổng thống, nhóm đại biểu quốc hội của thượng nghị viện và hạ nghị viện đều có thế lực gia tộc hoặc lớn hoặc nhỏ làm chỗ dựa. Mà sau khi bọn họ nhậm chức, luôn cố gắng hết sức nâng cao tiếng nói cho thế lực gia tộc, tranh thủ mang lại lợi ích kinh tế lớn hơn cho họ. Và họ cũng không cần biết ích lợi dân chúng đã bị tổn hại nhiều đến mức nào, hơn nữa nước Mỹ vẫn hùng mạnh như vậy. Quả thật, mọi chuyện không thể vơ đũa cả nắm được, không thể nói khi chế độ đang áp dụng của nước Mỹ đi vào trong nước, chính là thần dược, có thể chữa trị bách bệnh. Nhưng Hạ Tưởng đã nghĩ, nếu thế lực gia tộc dĩ nhiên hình thành ở trong nước, điều đó chứng minh đã có chính sách thổ nhưỡng nhất định, muốn loại bỏ trực tiếp là không có khả năng, mà chèn ép hay xa lánh cũng không phải là sách lược tốt nhất, chỉ có hợp tác và cố tìm ra cái chung, gác lại điều khác biệt, mới là con đường phát triển chân chính. Tuy nói cho tới bây giờ, giới hạn địa vị và cấp bậc của hắn, trong lòng hắn vẫn chưa hoàn toàn hình thành cách xử lý thế nào cho tốt nhất trước sự lũng đoạn của thế lực gia tộc đối với sự tổn hại của nền kinh tế quốc dân, nhưng hắn tin rằng, chắc chắn sẽ tìm được một con đường khiến các thế lực đang trên đà phát triển hùng hậu kia phải chùn bước, vừa có thể đem tài năng cống hiến cho quốc gia, lại có thể khống chế, trở thành đối tượng cho dân bày tỏa oán tình. Hạ Tưởng cũng không muốn giấu giếm suy nghĩ thực sự của mình. Hắn tôn kính lão cổ, hơn nữa hắn cũng cho rằng cần phải thảo luận rõ ràng với lão cổ, cho nên đã nói hết những suy nghĩ trong đầu hắn ra. Thế lực gia tộc ngoài bảo thủ và lũng đoạn ra, vẫn có mặt tích cực và sự cố gắng. Không thể phủ định hoàn toàn thế lực gia tộc. Quá trình hình thành thế lực gia tộc vừa có nguyên nhân lịch sử, cũng có nguyên nhân khách quan thực tế, hẳn là lấy khoan dung và tâm trạng dẫn đạo để đối đãi với sự nổi dậy của thế lực gia tộc. Tôi cho rằng, chèn ép và xa lánh không phải cách hay, làm thế nào để dẫn dắt thế lực gia tộc phát triển và cống hiến sức lực cho nền kinh tế quốc dân, đó mới là niềm trăn trở của những người ngồi trên chiếc ghế lãnh đạo. Như chuyện Đại Vũ Trị Thủy, nên thưa không nên chặn. Hạ Tưởng thao thao bất tuyệt trình bày quan niệm chính trị của mình, còn lão cổ vẫn bình tâm lắng nghe, không nói một lời nào, trên mặt cũng không toát ra bất cứ cảm xúc nào. Cho đến khi Hạ Tưởng nói xong, không gian trong phòng yên tĩnh lạ thường, yên lặng đến mức có thể nghe được hơi thở của hai người. Ở ngoài sân gió lay động các cành cây nghe xào xạc, nhưng đối với hai người đang ngồi đây, lại chìm vào trong trầm mặc.
Nếu là người khác, chỉ sợ khó mà chịu đựng được bầu không khí yên tĩnh như thế này. Hạ Tưởng lại nghĩ, chỉ cần hắn nói ra hết suy nghĩ trong lòng, thì tâm tình sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Có một số việc sớm muộn gì cũng phải đối mặt, đến sau này lại khiến lão cổ oán giận, chỉ bằng hiện tại nói ra tất cả những suy nghĩ chôn giấu trong lòng ra, có thành hay không, giờ hắn đã nhìn thấy rất rõ ràng rồi. Tuy rằng việc hắn đến Bắc Kinh quả thật có ý muốn mượn danh thế của lão cổ, nhưng cho dù có bị lão cổ từ chối, hắn vẫn còn con đường khác để đi. Cái hắn theo đuổi chính là sự phù hợp trên quan niệm chính trị, không phải chỉ đơn giản xếp vào hàng ngũ. Hơn nữa không phải Hạ Tưởng không có ý nghĩ kiêu ngạo, nếu hắn muốn đứng vào hàng ngũ thế lực gia tộc, hay muốn đứng vào hàng ngũ các đoàn thể, dù là hàng nào cũng được mọi người hoan nghênh. Mấu chốt là quan niệm chính trị quyết định tất cả, quan niệm bất hòa, đứng chung một chỗ chỉ khiến bằng mặt mà không bằng lòng, có khi còn tự gây ra mầm móng tai họa. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục lão cổ cũng đứng lên, bước ra bên ngoài. Hạ Tưởng cũng yên lặng đi sát phía sau lão cổ, hai người bước vào trong vườn. Còn nhớ lần trước đến đây là mùa đông, mà hiện giờ đã là giữa mùa hè, trong vườn cây lá phủ một màu xanh non, quang cảnh vui tươi. Không cần phải nói đến cái màu xanh của tự nhiên, trên hòn non bộ kia, nước chảy róc rách, phía dưới thì đàn cá vàng tung tăng bơi lội không biết mệt trong dòng nước chảy róc rách trong vườn, chẳng khác nào như chúng sinh, tuy nhiên cá thì bơi trong nước, người thì cay đắng trong niềm vui. Lão cổ ném xuống nước ít thức ăn cho cá, cuối cùng cũng lên tiếng. Con người lúc nào cũng tiếc thương cho loài cá ngốc như vậy, chỉ vì một miếng ăn mà đánh đổi cả sinh mệnh của mình, kỳ thật, nếu thay đổi vị trí mà nói, người nào khác chi cá. Ông vỗ vỗ tay, vẫn mỉm cười. Tôi phát hiện tuy rằng tôi quen biết với cậu rất lâu, nhưng vẫn chưa bao giờ thấu hiểu được cậu. Có người nói, cậu không bao giờ dứt khoát mà đồng ý vào hàng, tôi vẫn không tin, không ngờ đúng là như vậy. Đừng nói, suy nghĩ của cậu rất độc đáo và mới mẻ, có chỗ có thể học hỏi. Chàng thanh niên, tôi bị cậu thuyết phục rồi. Lão cổ vỗ vỗ vai Hạ Tưởng, cười ha ha nói. Tôi cũng không muốn dọa cậu, chẳng qua muốn kiểm tra lại tính nhẫn nại của cậu một chút, nếu như cậu đã quên tất cả chuyện trước kia, thì con người cậu chẳng đáng để tin cậy, người như thế không thể trọng dụng. Tốt lắm, quả không làm tôi thất vọng. Hạ Tưởng đổ mồ hôi, lão cổ vốn rất thân thiết với hắn, vậy mà còn muốn kiểm tra lại hắn. Nói thật, vừa rồi trong lòng cũng có chút lo lắng. Có đôi khi người trong quan trường, vấn đề nguyên tắc cần phải nói, thỏa hiệp cũng phải nói. Cứ như một loài cô trùng chỉ có thể duỗi chứ không thể cong, có thể vừa duỗi vừa cong thì mới là rồng. Thông qua cửa ải lão cổ, tương đương với việc đã thông qua một số những nhân vật đứng phía sau, Hạ Tưởng như đã gỡ bỏ bớt một khối đá lớn trong lòng. Đương nhiên điều Hạ Tưởng không biết đến chính là, quan niệm chính trị chưa đủ chín chắn của hắn, sau khi được các cán bộ cấp cao của Trung ương tiếp nhận, sẽ sản sinh ra ảnh hưởng như thế nào đến tình hình chính trị trong nước. Cũng khiến cho con đường chính trị sau này của hắn có thêm vô số cửa ải và gập ghềnh. Ở lại nhà của lão cổ đến tận lúc trời tối, ăn xong cơm chiều, Hạ Tưởng tiếp tục cuộc trò chuyện với lão cổ, nói về hành động quan trọng của bước tiếp theo mà hắn đang chuẩn bị ở thành phố Lang. Cho tới nay, Hạ Tưởng ở thành phố Yến cũng tốt, thành phố Lang cũng tốt, những gì đã làm đều là trước châm lửa, cuối cùng đến khi không thể dập tắt lửa, thì mới đi tìm sự trợ giúp từ trên dưới. Lần này thì hoàn toàn ngược lại, trước khi lửa ở thành phố Lang vẫn chưa nổi lên, hắn trước tiên đến hỏi ý kiến của lão cổ, bày tỏ ý muốn nhờ sự giúp đỡ của lão cổ, hiển nhiên, bước đi lần này của hắn vô cùng cẩn trọng. Lão cổ đối với chuyện Hạ Tưởng trước khi Red Eye, đến gặp ông hỏi ý kiến, cảm thấy vô cùng cao hứng, cũng đã bàn luận với Hạ Tưởng rất nhiều, đương nhiên, quan trọng là ông ta ủng hộ Hạ Tưởng, gạt bỏ tất cả các chướng ngại vật đang cản trở trên đường kia. Chỉ cần mọi chuyện vượt qua phạm vi của thành phố Lang, truyền đến Bắc Kinh, ông ta sẽ âm thầm ra mặt chu toàn. Lão cổ xuất thân từ quân nhân, phong cách quân nhân chính là nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, quyết không nương tay với kẻ thù. Để bước đi đến đoạn đường ngày hôm nay, tin chắc cũng phải dẹp bỏ biết bao đối thủ. Được chính miệng lão cổ đồng ý, Hạ Tưởng cũng là cảm thấy vui mừng. Buổi tối vào khoảng 8 giờ, Cổ Ngọc đến. Cổ Ngọc nghe nói chiều Hạ Tưởng tới Bắc Kinh. Liền vội vàng lái xe từ thành phố Yến đến đây. Vừa thấy Hạ Tưởng, cô vui mừng cứ như trẻ con, không thèm để ý lão cổ ở đây, cứ quấn lấy Hạ Tưởng không buông, bắt Hạ Tưởng giảng giải về việc triển khai dự án du lịch nông nghiệp ở thành phố Lang. Sau lần trước chính mắt nhìn thấy hình thức du lịch nông thôn ở thành phố Lang,
Cổ Ngọc cứ nhớ mãi hình ảnh những cánh đồng xanh mượt, vẫn luôn ôm giấc mộng bên trong vành đai xanh kiến tạo một tòa biệt thự của thế giới thần tiên, và điều quan trọng là được ở cạnh Hạ Tưởng. Cổ Ngọc hoàn toàn không có đạo ý tưởng của Liên Nhược Hạp, cô cũng là tự nhiên nghĩ tới một cảnh tượng tươi đẹp như thế. Và điểm khác biệt với ý tưởng của Liên Nhược Hạm chính là căn biệt thự trong giấc mơ của cô được làm bằng gỗ, chứ không phải căn biệt thự ba tầng mà Liên Nhược Hạm từng mô tả. Lão Cổ làm như không thấy cảnh thân thiết của Cổ Ngọc và Hạ Tưởng, lấy cớ có việc bỏ đi ra ngoài. Hạ Tưởng liền cùng Cổ Ngọc tản bộ trong sân vườn, sau đó lại đi ra bên ngoài, dạo quanh khắp khu vườn lớn của quân khu. Tối mùa hè gió lạnh, thoải mái mà hợp lòng người, Cổ Ngọc ở bên cạnh, xinh đẹp động lòng người. Hạ Tưởng khó mà thả lỏng được tâm tình hoàn toàn trong sáng. Ngày tốt cảnh đẹp hiếm có thể có được thời điểm vui vẻ, nhất định phải nắm chặt hạnh phúc trước mắt. Bởi vì, khoảng thời gian vui vẻ thường trôi qua rất nhanh. Quả nhiên, khi Cổ Ngọc đang khe khẽ bày tỏ cùng hắn không biết bao nhiêu tâm sự, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Vốn không định nghe, nhưng không nghe không được, tuy rằng hắn hiện giờ đang trong kỳ nghỉ phép, nhưng đó chẳng qua là vở tuồng mà thôi. Là Lý Tài Nguyên gọi điện thoại tới. Lý Tài Nguyên cũng biết Hạ Tưởng có lẽ đang ở trạng thái không nên làm phiền, nên rất biết điều chỉ nói một câu. Lãnh đạo, thị trưởng Cổ đã khởi hành tới Bắc Kinh. Cổ Hướng Quốc cũng đến đây. Đến càng hay. Hạ Tưởng cũng sớm dự đoán được chuyện Cổ Hướng Quốc sẽ lập tức hành động ngay sau khi hay tin, chỉ có điều không nghĩ tới động tác của y lại nhanh như vậy. Điều này cũng chứng minh rằng, những gì hắn thả ra đã dẫm lên cái đuôi của Cổ Hướng Quốc. Cổ Hướng Quốc không kìm nổi tức giận vội vã chạy đến đây ngay. Thế cục thành phố Lang quả nhiên hiểm trở, và điểm khác biệt với quận Hạ Mã và thành phố Yến chính là, hai địa phương trước kia, có thể trước châm lửa sau phóng hỏa, nhưng ở thành phố Lang thì hoàn toàn không được, cần phải nhận được cái gật đầu bên trên mới được, nếu không, nguy cơ bị ăn đòn là rất lớn, bị thương chỉ là chuyện nhỏ, nói không chừng còn tổn hại đến cả xương cốt. Hạ Tưởng suy ngẫm, liền gọi hai cuộc điện thoại. Một là gọi cho Lịch Phi, còn một cuộc khác là gọi cho Trương Anh Tịch. Đúng vậy, lần này ra tay, Hạ Tưởng thuyết phục Trương Anh Tịch làm người ủng hộ đắc lực của hắn ở thành ủy. Trương Anh Tịch mặt ngoài bình tĩnh, trên thực tế cũng là ganh ghét cái ác, biết được Hạ Tưởng có ý luôn tra rõ án oan của Lãnh Chất Phương để lại, cho nên đã đứng về phe ủng hộ Hạ Tưởng. Thế cục thành phố Lang vẫn còn trong tầm kiểm soát, cũng không biết ban đêm ở Bắc Kinh sẽ thế nào. Bởi vì Cổ Hướng Quốc đã đến, biến cố cũng theo đó tăng lên. Buổi tối, Hạ Tưởng ở lại nhà của lão Cổ. Nhà cửa rất lớn, phòng rất nhiều, hắn và phòng Cổ Ngọc cách xa chục mét. Khuya khoát, Cổ Ngọc rón ra rón rén bước đến mò lên giường của hắn, khiến hắn sợ mất hồn, đang muốn nói với Cổ Ngọc đừng để lão Cổ phát hiện mà lớn chuyện, lời vẫn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, đã bị đôi môi của Cổ Ngọc khóa chặt. Phòng Hạ Tưởng chỉ cách phòng lão Cổ một căn phòng. Dù là một tiếng động nhỏ cũng dễ dàng bị lão Cổ phát hiện ra, hai người nhẹ nhàng mà thoát y, cố gắng không để phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng tình cảm mãnh liệt, vẫn là khó tránh khỏi chút thanh âm nhỏ truyền ra, Hạ Tưởng lại có chút kích thích và kích động. Đàn ông vốn có bản tính thích mạo hiểm, hơn nữa không ai không thích sự lôi cuốn của trò vụng trộm. Lúc này trăng sáng, xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, Cổ Ngọc toàn thân trần trụi, từng chi tiết nhỏ, dưới ánh trăng mờ ảo. Đẹp tuyệt trần, giống như nàng tiên được khắc trên cẩm thạch. Cái gọi là ngắm nhìn tứ đại cảnh giới của mỹ nhân, thứ nhất là ngắm mỹ nhân sau khi tắm, thứ hai là ngắm mỹ nhân dưới ánh đèn, ba là ngắm mỹ nhân dưới hoa, thứ tư là ngắm mỹ nhân dưới ánh trăng. Cổ Ngọc hiển nhiên là vừa mới tắm xong, tóc chưa khô, vẫn còn nhỏ giọt. Trong phòng tuy rằng không có đèn, nhưng những ánh đèn bên ngoài hắt qua khe cửa. Lại có những bóng hoa dập dờn, ánh trăng mờ ảo, Cổ Ngọc lại đứng ngay trước. Cả người gần như được bao phủ trong một vần sáng, khiến hồn bay phách lạc, không có lời nào để hình dung. Đêm đầu tiên của Hạ Tưởng và Cổ Ngọc, bối rối mà hoang đường, khoái cảm có thừa, mỹ cảm không đủ. Nhưng tối nay hoàn toàn không giống, cảm giác thăng hoa có thừa, lại được kích thích và mê hoặc quyến rũ của kiểu yêu đương vụng trộm, còn nữa còn có dáng người hoàn mỹ của Cổ Ngọc, Hạ Tưởng, lần đầu tiên chìm đắm trong hương thơm bên trong Cổ Ngọc. Ban đêm, ngoài cửa sổ bóng cây lay động. Trong phòng, hoa mai di động. Tất cả không phải là cá lượn rồng bay, nhưng có điều tuyệt diệu từ 12 vì tinh tú cùng ánh trăng mờ ảo. Trời còn chưa sáng, Cổ Ngọc lặng lẽ rời đi, tựa như mộng xuân không dầu vết. May mà Cổ Ngọc rời đi sớm, trời vừa sáng, lão Cổ đã gõ cửa bước vào, nói ông ta có việc phải ra ngoài,
bảo Hạ Tưởng cứ tự nhiên. Hạ Tưởng nhìn căn phòng bừa bộn đến không ngờ, nhưng vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh, không lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng ánh mắt lão cổ dường như dừng ở trên giường nhiều hơn, hơn nữa cái mũi cứ nhấp nháy vài lần, có vẻ phát hiện ra điều gì, rồi lắc lắc đầu, xoay người bước ra, để lại cho Hạ Tưởng nhiều điều phải suy nghĩ. Hạ Tưởng vô cùng xấu hổ. Buổi sáng, Hạ Tưởng ở Bắc Kinh gặp Dịch Hướng Sư, buổi chiều, lại gặp Ngô Tài Giang vừa lúc đến Bắc Kinh làm báo cáo công tác. Đã lâu không gặp mặt Ngô Tài Giang, điều khiến cho Hạ Tưởng cảm thấy vui mừng chính là, mối quan hệ giữa hắn và Ngô Tài Giang tuy rằng thân thiết hơn với Mai Thái Bình, nhưng lần gặp mặt này khiến hắn cảm nhận được một vấn đề vô cùng thú vị, chính là mối quan hệ giữa người với người, nếu thường xuyên gặp gỡ, cũng chưa chắc thân thiết đến mức thổ lộ tất cả tâm tình. Nhưng đối với một số người, bạn có lẽ cũng không nhớ nỗi ông ta, có điều khi vừa thấy mặt, đã có vẻ rất thân thiết. Ngô Tài Giang chính là có cảm giác đó. Giữa Hạ Tưởng và Ngô Tài Giang vừa trông thấy nhau mà tỏ ra thân thiết như anh em một nhà, hi hi ha ha cười đùa một hồi, liền nói đến chính đề. Ngô Tài Giang đảm nhiệm chủ tịch tỉnh của tỉnh Ninh, vẫn thân thiết với Mã Vạn Chính như xưa, mối quan hệ giữa hai người rất hiếm khi thấy xảy ra mâu thuẫn gì. Đương nhiên trên quan điểm chính trị niệm cũng có chỗ bất đồng, có điều hai người họ đều dễ thông cảm và bỏ qua cho nhau, nên mối bất hòa cũng nhanh chóng được giải quyết. Theo lời của Ngô Tài Giang, có khả năng sau khi ông ta hết nhiệm kỳ, sẽ được bổ nhiệm chức chủ tịch tỉnh của một tỉnh lớn nào đó, mới có khả năng lên làm bí thư tỉnh ủy. Tuy rằng ông ta không có nói rõ, Hạ Tưởng cũng hiểu ẩn ý ở bên trong, cẩn thận suy nghĩ, trong lòng không khỏi lo lắng, chẳng lẽ nói trong vòng 5-3 năm, Ngô Tài Dương có hy vọng trở thành một trong những lãnh đạo cấp cao. Đang lúc đoán giả đoán non, Ngô Tài Giang lại nói một câu, khiến cho Hạ Tưởng áy náy kinh hãi. Chương 873, sáng tỏ, họa từ trong nhà. Họ Phó và họ Mai, sắp tới sẽ điều chỉnh thay mới lại một loạt cán bộ các tỉnh, đã giữ được không ít những vị trí béo bở, nhất là họ Phó, thực lực tăng cao, đã vượt qua cả họ Khâu, xếp vào hàng thứ ba. Hạ Tưởng cũng nghe qua tin tức về việc điều chỉnh mới lại các cán bộ cấp tỉnh, nhưng vẫn chưa biết rõ danh tính cụ thể, đương nhiên cứ coi như là hắn biết đi, thì mạng lưới quan hệ ai với ai hắn cũng không rõ lắm, dù sao cấp bậc hắn chưa tới, trình tự không cao, không thể nhìn thấu đáo bằng Ngô Tài Giang. Nhưng họ Phó vì sao đột nhiên đắc thế? Ngô Tài Giang nói mấu chốt vấn đề là ở chỗ. Họ Phó rất thông minh, biết dùng thủ đoạn đầu cơ trục lợi, họ ở mặt ngoài là đại biểu thế lực gia tộc, âm thầm tiếp xúc với thế lực bình dân, trở thành thế lực bình dân trong lúc thế lực của gia tộc bị suy giảm, cho nên ở nhiệm kỳ mới, họ Phó dựa vào bán đứng địa bàn của thế lực gia tộc, đổi lấy ích lợi cho chính mình, dưới sự ủng hộ của thế lực bình dân, thuận lợi lấy được vị trí bản thân muốn có. Ngô Tài Giang sắc mặt trông bình tĩnh, hiển nhiên cũng không bởi vì thủ đoạn của họ Phó mà tức giận, mà cũng phải, chuyện trong chính trị, cho tới bây giờ các nhóm đều phải dựa vào bản lĩnh để tranh giành lợi ích. Người thắng cho dù tài năng không có, nhưng chỉ cần có được cái lợi, chính là thành công. Hạ Tưởng trong lòng chợt chấn động, chả trách gần đây Khâu Tự Phong rất ít liên hệ với hắn, không chừng là do tâm trạng không được vui. Họ Khâu và họ Phó ngoài mặt tỏ ra thân thiết, có quan hệ hôn ước, nhưng trên thực sự cạnh tranh giữa hai nhà rất kịch liệt, bởi vì hai nhà xếp hạng gần cuối nhất, thực lực gần như ngang nhau. Gia tộc nào bị tổn thất nhiều nhất? Hiện tại Hạ Tưởng rất quan tâm đến những thế cục của cấp bậc cao, bởi vì tuy rằng hắn mới giữ chức vụ phó giám đốc sở, không ảnh hưởng đến cấp bậc tỉnh bộ của quyết sách trong Trung ương, nhưng cũng phải thừa nhận, việc điều chỉnh nhân sự Trung ương, nhân sự cấp tỉnh bộ thay đổi trực tiếp ảnh hưởng đến phân công và đề bạt của cán bộ cấp sở. Nếu nói lời khó nghe, có lẽ không ít các quan viên từ phó giám đốc sở lên giám đốc sở, mắt thấy sắp ngồi vào chính vị, bởi vì sự điều chỉnh của ban lãnh đạo tỉnh mà mãi mãi cắt đứt con đường phía trước. Họ Khâu, Ngô Tài Giang và Hạ Tưởng cũng ly. Khâu gia mất đi vài tỉnh thành mấu chốt, giảm một lượng lớn thực lực tổng thể. Tuy nhiên thu hoạch cũng không ít, nhất là Khâu Nhân Lễ sắp được đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, thứ hai là Hải Đức Trường có khả năng được lọt vào Bắc Kinh, đảm nhiệm chức vụ phó thủ tướng. Khâu Nhân Lễ đảm nhiệm chức vụ ở Bắc Kinh nhiều năm qua, nhưng chỉ được làm cán bộ, cao nhất cũng chỉ đảm nhiệm vai trò quan trọng của Ủy ban Trung ương, lần này hoàn toàn khác. Trực tiếp đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, coi như là lùi một bước tiến ba bước, thuận theo lẽ thường, cũng có thể xem là củng cố cơ sở để ngày sau tiến vào bộ chính trị. Hải Đức Trường từ bí thư tỉnh ủy tỉnh Lĩnh Nam bước vào quốc hội, có thể coi là bước ra một bước mấu chốt,
một khi ông ta là ủy viên Bộ Chính trị, như vậy sau này muốn tiến vào ban ủy viên thường vụ cũng không khó khăn gì. Nhưng hiện vị trí của bốn vị phó thủ tướng tại Quốc hội không còn ghế trống, vậy có thể thay ông ta vào vị trí của ai? Nếu Hạ Tưởng không đoán sai, chắc hẳn Triệu Tuyền Tân xuống, Hải Đức Trường lên. Tin đồn lần trước liên quan đến việc sức khỏe của Triệu Tuyền Tân không được tốt có thể xin nghỉ phép, xem ra không phải là tin đồn không có căn cứ. Triệu Tuyền Tân chắc chắn không thể vì nguyên nhân sức khỏe mà buông tha cho chức vụ cao như vậy, huống hồ bên trong còn có nội tình khác. Thủ tướng Triệu, sao đột nhiên lại xuống? Hạ Tưởng cuối cùng cũng hỏi thẳng vấn đề, hắn tin Ngô Tài Giang chắc chắn biết rõ nội tình bên trong. Ngô Tài Giang nở nụ cười đầy thâm ý. Có một số việc, cho dù anh muốn đi tìm hiểu rõ nguyên nhân cũng vô ích thôi, biết nhiều cũng chưa chắc là chuyện tốt, ha ha. Tuy rằng nói như vậy, nhưng y vẫn nói cho Hạ Tưởng biết một ít nội tình. Triệu Tuyền Tân bị dính tới một vụ án lỗ vốn nặng, để đổ lỗi, Hội nghị Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương, Bộ Chính trị Trung ương nhất trí thông qua nghị quyết, yêu cầu ông ta nghỉ phép tịnh dưỡng. Nhưng Triệu Tuyền Tân ngay từ đầu vốn không phục. Cho rằng còn có người liên lụy ở bên trong, vì sao chỉ truy cứu trách nhiệm mỗi ông ta, mà tất cả đương sự lại không chịu bất cứ xử phạt nào, ông ta đề xuất ông ta chỉ có thể chấp nhận giữ chức tịnh dưỡng một thời gian, không chấp nhận nghỉ phép tịnh dưỡng. Chẳng qua là tịnh dưỡng, việc giữ chức hoàn toàn khác rất xa với việc xin nghỉ phép một thời gian. Giữ chức tịnh dưỡng, địa vị chính trị không thay đổi, mọi quyền hành vẫn còn được giữ nguyên, bất cứ lúc nào cũng có thể, lành bệnh. Mà việc xin nghỉ phép tịnh dưỡng thì xem như mọi chức vụ đều biến mất, trên cơ sở mà nói thì tương đương với việc trường kỳ nghỉ dưỡng bệnh. Triệu Tuyền Tân thái độ cứng rắn khiến không ít lãnh đạo Trung ương vô cùng bất mãn. Sau một trận tranh luận kịch liệt, Triệu Tuyền Tân cũng bắt buộc phải chấp nhận yêu cầu từ chức, sắp tới sẽ tuyên bố từ chức vì bệnh nặng. Cục diện chính trị quốc nội, từ trước đến nay luôn cầu mong cho yên ổn cầu cho tiến dần lên, nhưng trước giờ vẫn chưa bao giờ thiếu chuyện bất ngờ. Triệu Tuyền Tân không ngờ phải từ chức vì bệnh nặng, so với kiếp trước của Hạ Tưởng, chuyện một ủy viên thường vụ đột nhiên bị bệnh chết, còn dễ khiến người khác dễ dàng tiếp nhận hơn. Theo sau, lại nói đến chuyện đại cục của thành phố Yến và thành phố Lang, Hạ Tưởng cũng hàm xúc chỉ ra hắn có khả năng sẽ ra tay với Cổ Hướng Quốc, Ngô Tài Giang chỉ mỉm cười từ chối cho ý kiến. Ra tay thì cứ ra tay, chỉ cần có đủ căn cứ buộc tội, cho dù núp phía sau hội trường của y có là ông trời cũng khó lòng lọt lưới. Chuyện xảy ra từ Cao Thành Tùng năm đó chính là một ví dụ tốt nhất. Nhà họ Ngô là thái độ gì thì không cần tôi nói, nhà máy Sơn chính là một tín hiệu. Tuy nhiên, Ngô Tài Giang bất chợt nghĩ ra cái gì, trịnh trọng cảnh báo một câu. Ra tay phải độc, không thể cho Cổ Hướng Quốc có cơ hội thở dốc. Cổ Hướng Quốc có chút lai lịch, nếu để y có cơ hội báo thù thì sẽ rất phiền toái. Hạ Tưởng gật đầu, đang muốn nói thêm mấy câu gì đó. Không ngờ Ngô Tài Giang có lối suy nghĩ xoay chuyển quá nhanh, lập tức lại chuyển tới phương diện khác, nói một câu khiến Hạ Tưởng cảm thấy xấu hổ. Ngô gia đời thứ ba không có nhân tài, trong đời thứ tư, cũng không được mấy người, Nhược Hạ muốn sinh một cô con gái, cậu hãy cố một lần. Người khác nói như vậy thì cũng có gì, Ngô Tài Giang dù sao cũng là chú của Liên Nhược Hạ, Hạ Tưởng liền khó xử mà ho khan một tiếng. Chú ba, ông cụ gần đây sức khỏe thế nào? Ngô Tài Giang cười ha hả. Rất tốt, sức khỏe dồi dào, còn có thể sống thêm 20 năm, đủ nâng đỡ cậu tiến vào Bộ Chính trị. Lại chuyển đề tài. Tôi cũng nghe nói, Cổ Hướng Quốc đến Bắc Kinh rồi. Cổ Hướng Quốc là một thị trưởng bình thường của thành phố cấp 3 ở tỉnh Yến, y vừa đến Bắc Kinh, thì đã kinh động đến Ngô Tài Giang, khẳng định không phải bởi vì danh tiếng đủ lớn của Cổ Hướng Quốc, mà là bởi vì người phía sau của Cổ Hướng Quốc, uy danh đủ vang dội. Rốt cuộc hậu trường Cổ Hướng Quốc là ai? Hạ Tưởng vẫn hoài nghi lời của Mai Thái Bình có hơi hướng gì đó, hậu trường Cổ Hướng Quốc, không có khả năng là một nhân vật đứng đầu nào đó. Ngô Tài Giang không cho là đúng mà phất tay, vẻ mặt khí phách. Cậu quản hậu trường của y là ai làm gì? Y có chuyện, cậu nên làm như thế nào thì cứ làm như thế, không cần bó tay bó chân, chỉ cần cậu đứng ở bên có đạo lý có chứng cứ, hậu trường của y cho dù có là ông trời đi chăng nữa. Có thể kéo y xuống ngựa. Chớ quên, hậu trường của cậu cũng không phải đèn cạn dầu, phía sau cậu, cũng đứng một nhóm người nói chuyện có phân lượng. Hạ Tưởng kỳ thật rất ít dụng tâm suy nghĩ lực lượng phía sau hắn mạnh như thế nào, bởi vì ân tình luôn có lúc dùng hết, ân tình không dùng, mới là bảo đảm mạnh mẽ nhất,
thì như năm đó lão Sử vì trợ giúp Lý Đinh Sơn đề bạt đặc biệt, đem ân tình dùng hết, từ đó về sau vốn trong tay không còn kiếm sắc. Có chút ân tình, giống như là vũ khí hạt nhân, chỉ là một tượng trưng, mà không phải thật sự dùng đến mới có thể biểu hiện ra uy lực. Tuy nhiên cẩn thận tưởng tượng, Hạ Tưởng cũng vui mừng mà mỉm cười, thực sự đến thời khắc mấu chốt, kỳ thật lực lượng hắn có thể vận dụng cũng quả thật không nhỏ, không đề cập tới lão cổ, Tống Chiêu Độ và Trần Phong, chính là Ngô gia cũng sẽ tận hết sức lực mà bảo vệ hắn, còn có Khâu gia cũng nợ hắn một ân tình, với cách đối nhân xử thế của Khâu Nhân Lễ, nhất định sẽ hoàn lại. Vô tình, Hạ Tưởng phát hiện, hắn tuy rằng không dám nói đã trưởng thành một cây đại thụ che trời, nhưng ai muốn động vào hắn, cho dù Trung ương có vài cấp cao lên tiếng, cũng muốn tốn một chút trắc trở mới được. Hạ Tưởng ở Bắc Kinh chừng 4 ngày. Sau đó, hắn lại cùng Dương Uy gặp mặt. Dương Uy giới thiệu một số nhân sĩ giới công thương Bắc Kinh cùng Hạ Tưởng làm quen, và hiệp thương một số hạng mục, bởi vì đầu óc kinh doanh của Hạ Tưởng cùng ánh mắt nắm chắc chuẩn xác đối với thị trường, khiến không ít người đều nhận định Hạ Tưởng đáng kết giao, đơn giản tiếp xúc, liền đạt thành không ít ý đồ hợp tác, cũng khiến Dương Uy cảm thấy trên mặt có sáng sủa. Dương Uy cũng âm thầm tỏ vẻ y cũng sẽ ở Bắc Kinh bí mật sưu tập những vấn đề Ma Dương Thiên để lại, xem có chứng cứ liên quan đến cổ hướng quốc hay không, để bất cứ lúc nào cũng có thể trợ giúp Hạ Tưởng một tay. Hạ Tưởng đối với Dương Uy tỏ vẻ cảm tạ, hắn hiện tại càng ngày càng tiếp nhận sự nương tựa của Dương Uy, cảm thấy con người Dương Uy đáng tin cậy, làm việc bền chắc, đáng để tín nhiệm. Sau đó, Hạ Tưởng và Triệu Tiểu Phong ở khách sạn Bắc Kinh gặp mặt. Triệu Tiểu Phong tình trạng không tốt lắm. Sự tình Triệu Tuyền Tân tạo cho y đả kích chí mạng, y thần sắc uể oải không phấn chấn, khi nhìn thấy Hạ Tưởng, cũng là miễn cưỡng cười vui. Hạ Tưởng cũng liền khuyên giải an ủi y vài câu, kỳ thật lúc này cách Triệu Tuyền Tân bình thường rút lui cũng chỉ có 2 năm thời gian, Triệu Tuyền Tân có thể bảo toàn danh dự, rút lui bình an, coi như là kết quả tốt nhất. Cho dù có miễn cưỡng tại vị 2 năm, nói không chừng đến lúc đó sẽ bị một xử phạt nội bộ, có lẽ đến đãi ngộ sau khi rút lui cũng khó bảo toàn. Hạ Tưởng nói lời rất thực tế, quả thật tạo cho Triệu Tiểu Phong một sự trấn an lớn lao, cũng khiến nhận thức của y đối với Hạ Tưởng càng tiến thêm một tầng, biết được con người Hạ Tưởng cũng có chỗ tốt. Triệu Tiểu Phong quyết định sau này đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào trong kinh doanh, y liền cùng Hạ Tưởng bàn về ý tưởng của y, Hạ Tưởng cũng cùng y đàm luận về thế cục thành phố Lang, vì phương hướng đầu tư về sau của y bày mưu tính kế. Bởi vì từng có tiền lệ thành công của Dương Uy, Triệu Tiểu Phong cuối cùng quyết định hướng thành phố Lang đầu tư 300 triệu tệ, tiến quân ngành nội thất. Ngành sản xuất nội thất của thành phố Lang là một trong 8 sản nghiệp trụ cột lớn của thành phố Lang, Nga Ni Trần cũng có đề cập tới, Triệu Tiểu Phong đầu tư, thế tất sẽ mang đến tấn công đối với việc kinh doanh của Nga Ni Trần. Hạ Tưởng ở Bắc Kinh vài ngày, chẳng những gặp được người hắn muốn, đồng thời, lại quen biết được một đám nhân sĩ giới công thương, vì thành phố Lang kéo đến đây gần 700 triệu tiền đầu tư. Phải có thủ đoạn chính trị, cũng phải có thành tựu của phương diện kiến thiết kinh tế, Hạ Tưởng hai tay đều phải nắm lấy, hai tay đều phải cứng rắn. Cổ Hướng Quốc cũng ở lại Bắc Kinh hơn 2 ngày, về phần y âm thầm hoạt động gì đó, Hạ Tưởng cũng không biết rõ, hắn cũng không muốn biết, hắn chỉ cần biết là, mặc kệ mượn thế ở Bắc Kinh, hay là bố cục ở thành phố Lang, đều đã gần đến hồi kết. Sắp thu lưới. Tuy nhiên Hạ Tưởng sau khi rời khỏi Bắc Kinh, cũng không trực tiếp quay về thành phố Lang, mà là về thành phố Yến trước. Quay về thành phố Yến không chỉ là thăm hỏi người nhà, còn muốn cùng Tống Chiêu Độ gặp mặt, tiến hành thảo luận bí mật. Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ nói chuyện căng thẳng hơn 2 giờ, sau khi đi ra từ Tống gia, đã là đêm khuya, hắn rảo bước trên đường thành phố Yến, trong lòng có một loại chờ mong, cũng có một loại hưng phấn, là bất an trước cuộc đại chiến sắp đến, cũng có kích động khi sắp lật đổ đối thủ. Không cần phải nói, Hạ Tưởng đạt được sự ủng hộ của Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ đối với việc Hạ Tưởng xem xét thời thế, trước khi ra tay thì đã vây quanh từ trên xuống dưới trước mà thêm tán thưởng, khen ngợi Hạ Tưởng so với trước kia thành thục rất nhiều. Tống Chiêu Độ hứa hẹn là, thế cục ở tỉnh không cần Hạ Tưởng lo lắng, chỉ cần Hạ Tưởng ở thành phố Lang đốt lửa, chỉ cần chứng cớ đầy đủ, y sẽ tận hết sức lực mà ở tỉnh chu toàn, không cho ở tỉnh đối với thế cục thành phố Lang can thiệp quá nhiều. Làm người thứ hai tỉnh Yến, lại thấy qua thủ đoạn hơn người của Tống Chiêu Độ, cam đoan của Tống Chiêu Độ, khiến Hạ Tưởng ăn một viên thuốc an thần. Đã hơn 10 giờ đêm, Hạ Tưởng do dự một lát, gọi vào điện thoại của Hồ Tăng Chu. Nếu hắn không nhớ lầm lời, là lần thứ 3 vào đêm khuya,
hắn quấy rầy sự nghỉ ngơi của Hồ Tăng Chu. Mỗi một lần ý nghĩa cũng không giống tầm thường, lúc này đây cũng vậy. Hồ Tăng Chu không khiến Hạ Tưởng đợi lâu, sau 3 tiếng liên tiếp nghe điện thoại của Hạ Tưởng, thanh âm bên trong để lộ ra sự thân thiết và quan tâm. Tiểu Hạ, khuya khoát lại quấy rầy tôi nghỉ ngơi, cậu phải nghĩ biện pháp gì bồi thường thời gian ngủ quý giá của tôi mới được á. Hồ Tăng Chu vừa bắt đầu liền vui đùa một câu, khiến cho Hạ Tưởng rất là vui mừng. Hắn tin tưởng Hồ Tăng Chu đã nghe được tin tức gì đó, nhưng thái độ vẫn như cũ không thay đổi, cũng nói rõ một điều, Hồ Tăng Chu trên sự kiện của Cổ Hướng Quốc, cũng là giữ thái độ ủng hộ hắn. Ít nhất cũng sẽ ở trong tỉnh ủy, vẫn là kiên định mà duy trì nhất trí với Tống Chiêu Độ. Hạ Tưởng cũng không cần khách sáo thêm, hàm xúc nói ra bước tiếp theo của hành động của hắn. Hồ Tăng Chu đại khái trầm mặc nửa phút, mới hơi hơi thở dài một hơi. Trừng trị tham quan thì không được nương tay, vốn là việc nên làm của ủy ban kỷ luật, lại cần cậu âm thầm thúc đẩy, không thể không nói là một loại bi ai. Thái độ của tôi là, tay chân không sạch sẽ có thể dễ dàng tha thứ, nhưng tàn nhẫn không có tính người, xem mạng người như cỏ rác nhất định phải nghiêm túc xử lý. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng lại cùng Vương Bằng Phi, Cao Tấn Chu nói chuyện điện thoại, cuối cùng trước khi rời khỏi thành phố Yến, lại cùng Lý Ngôn Hoàng gặp mặt một lần. Vốn Hạ Tưởng thầm nghĩ cùng Lý Ngôn Hoàng nói qua điện thoại là xong việc, không ngờ điện thoại vừa gọi qua, Lý Ngôn Hoàng liền đưa ra yêu cầu gặp mặt, hắn tự nhiên không thể cự tuyệt. Hơn nữa Lý Ngôn Hoàng đề xuất địa điểm gặp mặt rất có ý tứ, là Sở Phong Lâu, phỏng chừng cũng là có ý đánh thức Hạ Tưởng. Cùng Lý Ngôn Hoàng gặp mặt coi như thoải mái, trên cơ bản đạt tới hiệu quả mong muốn, tuy rằng Lý Ngôn Hoàng cũng không hỏi chi tiết Hạ Tưởng phải làm như thế nào, Hạ Tưởng cũng không chủ động nói, hai người thậm chí rất ít nói tới vấn đề Cổ Hướng Quốc, nhưng hiểu mà không nói chính là, Lý Ngôn Hoàng ám chỉ ngụ ý đã nói rõ tất cả, Ủy ban Kỷ luật tỉnh bất cứ lúc nào cũng sẽ tham gia vào vụ án Cổ Hướng Quốc, đương nhiên điều kiện tiên quyết là, lửa thiêu của Hạ Tưởng phải mạnh, chứng cứ phải đầy đủ. Nghỉ phép một tuần đảo mắt đã qua, Hạ Tưởng thật đúng là nghỉ ngơi đủ rồi một tuần, sau đó mới trở về thành ủy thành phố Lang đi làm. Vừa vào làm, Hạ Tưởng liền hướng Ủy ban Nhân dân thành phố đệ trình mấy hợp đồng đầu tư, lúc ấy ngay tại trên hội nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, khiến không ít người vô cùng khiếp sợ. Có người biết rõ Hạ Tưởng nghỉ ngơi là ý không ở trong lời, có người không rõ ràng lắm, mặc kệ là người rõ hay là không rõ ràng lắm đều thật không ngờ. Hạ Tưởng trong lúc nghỉ ngơi còn vì thành phố Lang kéo đến đầu tư, bao gồm Cổ Hướng Quốc ở bên trong, đã không biết dùng từ ngữ gì để hình dung tâm tình, càng nói không rõ Hạ Tưởng rốt cuộc là một người như thế nào. Cổ Hướng Quốc rất rõ Hạ Tưởng đang âm thầm nhằm vào y mà bố cục, đương nhiên, y cũng có thủ đoạn phản chế, cũng chuẩn bị tốt ứng chiến. Không nghĩ tới, Hạ Tưởng ở rất nhiều bố cục, còn có thể thong dong mà kéo đến đầu tư, một lòng nhớ kiến thiết kinh tế của thành phố Lang. Khiến cho y cũng không thể không bội phục 3 phần. Có thể ở ngoài đấu tranh chính trị, luôn không quên tấm lòng vì nước vì dân, Hạ Tưởng đã bước đầu thoát khỏi phạm trù của một chính khách, có phong phạm của chính trị gia. Khâm phục thì khâm phục, Cổ Hướng Quốc rõ ràng hơn chính là, chiến tích của Hạ Tưởng càng nhiều, quyền uy cá nhân hắn lại càng tăng mạnh, khiến cho quầng sáng trên người hắn càng chói mắt, sẽ làm cho hào quang của người khác càng ảm đạm. Cổ Hướng Quốc trong lòng quyết định chủ ý. Chỉ cần Hạ Tưởng ra tay, y liền mượn cơ hội phản kích, đem Hạ Tưởng đánh cho không thể xoay người. Giữa y và Hạ Tưởng hiện tại là một trò chơi hòa nhau, cần phải có một bên thất bại, không có khả năng bắt tay giảng hòa. Bởi vậy, không thể có một chút tâm tư mềm yếu. Đối với ý đồ đầu tư mà Hạ Tưởng đề xuất, Cổ Hướng Quốc toàn bộ chấp nhận, tỏ vẻ hoan nghênh, và đối với công tác của Hạ Tưởng đưa ra lời khen ngợi. Kịch cũng phải diễn cho hết, sự tình trên một vài trường. Cũng phải là đôi bên nâng đỡ lẫn nhau, ở mặt ngoài thì thấy giữa Hạ Tưởng và Cổ Hướng Quốc rất khách khí, hòa hợp êm thấm, không ít người biết, hiện tại đã là dương cung bạt kiếm, tới bờ vực hết sức căng thẳng. Gió nổi lên từ phía cuối bèo tấm, rốt cuộc cung tên đầu tiên, trước tiên sẽ bắn ra từ nơi nào đây? Tất cả mọi người mỏi mắt mong chờ, cùng đợi phát súng khai hỏa đầu tiên. Ngoài dự đoán mọi người chính là, sau 3 ngày Hạ Tưởng đi làm. Một chút sự tình cũng không có phát sinh, gió êm sóng lặng, thậm chí đến tin đồn trong tin tức về vụ án Tiêu Điện lật lại bản án, cũng tan thành mây khói, một chút cũng không có câu dưới. Chẳng lẽ nói, đầu voi đuôi chuột, tất cả đọ sức đều ở phía sau màn hoàn thành. Đang lúc tất cả mọi người không hiểu chút nào,
một việc dường như không liên quan tới Cổ Hướng Quốc đã bất ngờ xảy ra. Trần Đại Đầu bị người ta tố cáo lên tòa án, đề xuất xin ly hôn. Nguyên cáo đương nhiên là Dương Bối. Rất nhiều người cũng không biết quan hệ ẩn giấu giữa Dương Bối và Hạ Tưởng, cho nên tin tức Dương Bối đề xuất ly hôn sau khi truyền ra, hầu hết mọi người đều xem như chuyện cười. Nhưng mặc kệ đương sự là Trần Đại Đầu và Nga Ni Trần, hay là Cổ Hướng Quốc, đều thức tỉnh mà nhận thức được, Dương Bối khởi tố ly hôn, rất có khả năng là một phần của kế hoạch lớn có dự mưu quan trọng. Bởi vì sau kế hoạch hãm hại Hạ Tưởng thất bại lần trước, Nga Ni Trần bị Cổ Hướng Quốc chửi rủa thậm tệ một trận, rất là mất mặt. Sau đó suy nghĩ, mới biết được ý của Dương Bối, bị Dương Bối trêu chọc một phen. Cũng từ góc độ khác nói rõ một điều. Giữa Dương Bối và Hạ Tưởng đã đạt thành nhận thức chung. Mẹ nó, gian dâm không thành ngược lại còn mất nắm gạo, Nga Ni Trần giận dữ. Trần Đại Đầu càng là giận không thể át, chẳng những ngừng cung cấp chi phí thuốc men cho mẹ Dương Bối, lại đem Dương Bối hành hung một trận. Nhưng Dương Bối không giống như trước đây nhẫn nhục chịu đựng, mà là phấn khởi phản kháng, ở trên mặt Trần Đại Đầu bấu cho vô số vết móng tay, khiến y không còn mặt mũi đi ra ngoài gặp người. Sau đó, Dương Bối liền cùng Trần Đại Đầu ở riêng, cụ thể ở đâu, Trần Đại Đầu không biết, Nga Ni Trần cũng tìm không thấy. Ai cũng thật không ngờ chính là, Dương Bối sau khi biến mất một thời gian, đột nhiên mời một luật sư Bắc Kinh, muốn cùng Trần Đại Đầu tố tụng ly dị, chẳng những đề xuất phải bồi thường một nửa tài sản, còn khởi kiện Trần Đại Đầu bạo lực gia đình, hơn nữa còn hướng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ phản ánh vấn đề. Nghe nói, còn đề cập tới chuyện riêng tư của Trần Đại Đầu. Chương 874, mở màn, gây chuyện vô cớ. Trần Đại Đầu nổi trận lôi đình, Nga Ni Trần cũng nổi cơn tam bành, nhưng dù sao Nga Ni Trần cũng hiểu sâu biết rộng, y bình tĩnh mà suy nghĩ lại, đằng sau vụ kiện ly hôn của Dương Bối có lẽ ẩn giấu một cạm bẫy không lường trước được. Rốt cuộc là đã chính thức bắt đầu hay chỉ là đòn gió của Hạ Tưởng? Nga Ni Trần do dự bất định trong chốc lát, không biết nên đối phó như thế nào với vấn đề của Dương Bối. Là vận dụng mọi thủ đoạn khiến cho Dương Bối phải chết hay là của đi thay người, ly hôn phân chia tài sản cho xong việc. Trần Đại Đầu lại không đồng ý chia một nửa tài sản cho Dương Bối, còn vô cùng phẫn nộ nói nếu gặp Dương Bối sẽ đánh chết cô ấy. Nga Ni Trần so chiêu với Hạ Tưởng vài lần, cũng biết rõ Hạ Tưởng mà ra tay thì luôn có điều bất ngờ, cho nên y rất lo lắng nếu tập trung quá nhiều tinh thần và sức lực vào vụ kiện ly hôn của Dương Bối sẽ trúng kế của Hạ Tưởng. Sẽ để cho Hạ Tưởng nhúng tay vào từ chỗ khác, tổn hại đến lợi ích của y. Sự lo lắng của Nga Ni Trần không phải không có lý, ngay lúc y còn chưa quyết định có nên giải quyết dứt khoát hay không thì bão tố lại nổi lên. Vương Sắc Phi bất ngờ ra tay, giành mất mấy dự án thuộc các ngành sản xuất dầu mỏ, thuốc lá, điện lực vốn thuộc về y, tổn thất kinh tế trực tiếp lên tới hơn 100 triệu tệ. Nga Ni Trần tức giận, Vương Sắc Phi thừa nước đục thả câu, khiến cơn giận của y không thể trấn át nổi. Vốn định hung hăng trực tiếp tìm gặp Vương Sắc Phi nói chuyện, không ngờ Vương Sắc Phi đã gọi điện thoại đến trước. Chủ tịch Trần, tôi muốn thương lượng với ngài một chuyện. Giọng nói rất dịu dàng, nhưng bên trong sự dịu dàng là một thái độ cao ngạo. Nga Ni Trần tức giận. Chủ tịch Vương, có ăn cũng đừng khó coi quá, cẩn thận nghẹn chết. Không thể nói như vậy, chủ tịch Trần, thành phố Lang là của mọi người, có làm ăn thì mọi người cùng làm, có phải hay không? Nhân tiện tôi cũng có một dự án muốn hợp tác cùng ngài, không biết ngài có hứng thú hay không? Nga Ni Trần do bị sự việc Dương Bối ảnh hưởng đến tinh thần và thể lực, nhất thời vẫn chưa ngộ ra ý đồ thật sự của Vương Sắc Phi, còn ngơ ngác hỏi. Ồ, cứ nói xem là dự án gì trước đã. Tôi và Bất Động Sản Giang Sơn vừa mới đàm phán thành công một dự án, chính là cùng kết hợp lại lấy một mảnh đất ở thị xã Ngũ Đường dùng để đầu tư bất động sản. Ngài cũng biết rõ. Tôi không có nhiều kinh nghiệm lắm trong lĩnh vực bất động sản, hơn nữa tài chính cũng có chút khó khăn, nếu chủ tịch Trần cảm thấy có hứng thú, tôi sẵn lòng chia sẻ dự án trong tay tôi với ngài, có tiền mọi người cùng kiếm. Mặc dù lời nói của Vương Sắc Phi dường như rất chân thành nhưng nghe vào tai Nga Ni Trần chính là sự khoe khoang và châm biếm trắng trợn, bởi vì y cũng vừa lấy được một miếng đất ở xã Ngũ Đường, chuẩn bị khởi công một khu chung cư 20 tầng. Không ngờ Vương Sắc Phi lại liên kết với Bất Động Sản Giang Sơn muốn giành mối của một lão đại trong ngành bất động sản của thành phố Lang như ông ta. Vương Sắc Phi đâu có phải là đến đây với thành ý hợp tác, căn bản là đến để làm mất mặt. Đáng ghét, thật đáng ghét. Vương Sắc Phi vừa được món hời lại vừa khoe mẽ,
vừa mới giành mất mấy vụ kinh doanh của y còn đem việc hợp tác với bất động sản Giang Sơn ra để làm nhục y, nghĩ rằng y đã thất thế rồi sao? Y vẫn là Nga Ni Trần, còn có thực lực và nền móng hùng hậu, không phải là người bình thường dễ bị ức hiếp. Y liền quăng chiếc điện thoại. Vương Sắc Phi, đừng vội đắc ý. Trần Mỗ sau này nhất định sẽ hoàn trả hậu hĩnh. Ha 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 ha. Tiếng cười không kiêng nể của Vương Sắc Phi truyền đến tai Nga Ni Trần, khiến cho y rốt cục cũng không nhịn được, đưa tay quăng vỡ cục pha lê chặn giấy yêu thích. Cục pha lê chặn giấy va trúng vào cửa sổ, tạo thành một vết rạn nứt ghê người trên tấm kính. Nga Ni Trần buồn bực, bất chợt trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Bất động sản Giang Sơn, không phải chính là công ty bất động sản đến từ thành phố Yến đầu tư vào làng đại học sao? Rất rõ ràng là trong đó lại có bóng dáng Hạ Tưởng, chẳng lẽ nói, lại là một phần trong kế hoạch của Hạ Tưởng. Bởi vì Nga Ni Trần vẫn luôn đề phòng Hạ Tưởng ra tay với Cổ Hướng Quốc, không biết sẽ bắt đầu từ đâu, cho nên bất cứ việc gì y cũng để tâm chú ý nhiều hơn. Nhưng chính bởi vậy, mới khiến y bó tay bó chân với mọi chuyện, không dám buông tay đọ sức, sợ trúng kế của Hạ Tưởng. Hiện tại thì hay thật, đầu tiên là Dương Bối ly hôn, rồi lại đến Vương Sắc Phi ra mặt phá rối. Rốt cuộc vở diễn nào là phần mở đầu, vở diễn nào là khai diễn. Đừng nói Nga Ni Trần thấy bối rối không hiểu nổi, đến ngay cả Cổ Hướng Quốc cũng vô cùng phiền muộn, y ngày nào cũng căng như sợi dây đàn, vừa chờ Hạ Tưởng ra tay, đồng thời âm thầm nghe ngóng tiến triển của vụ án Tiêu Điệt, tin tức có được cũng chỉ là bản án của Tiêu Điệt, biểu lý, anh Thành và Lịch Phi đều không màng tới nữa, trước mắt không có ai tiếp quản, cũng coi như là lại tạm gác lại. Mà biểu lý vẫn như trước đây. Cả ngày ở trong cơ quan để xử lý việc vặt hàng ngày, rất ít ra ngoài, anh Thành và Lịch Phi cũng đều làm việc trong phạm vi quyền hạn của mình, không có hành động gì bất thường. Thật là sự việc kỳ quái, trong hồ lô của Hạ Tưởng rốt cuộc bán thuốc gì? Chẳng lẽ hắn muốn lấy mấy việc nhỏ là vụ án ly hôn của Dương Bối và việc Vương Sắc Phi giành chiếm địa bàn của Nga Ni Trần để khơi dậy sóng to gió lớn gì đó? Thật là chuyện đùa, căn bản là liều lĩnh mù quáng. Nhưng bất kể là Hạ Tưởng đùa giỡn hay liều lĩnh mù quáng, hắn không trực tiếp ra tay khiến cho Cổ Hướng Quốc lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ, thật không dễ chịu chút nào. Chẳng khác gì một người đúng quần bị rách, lúc đi đường cứ phải phút chốc túm chặt đúng quần không buông để phòng bị hở ra, chẳng những áp lực tâm lý lớn, cơ thể cũng chịu không nổi. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải ra tay trước Hạ Tưởng? Cổ Hướng Quốc do dự bất định, trong tay y cũng có một số chứng cứ không mấy tốt đẹp về Hạ Tưởng. Nhưng không đủ đánh Hạ Tưởng một đòn chí mạng. Nếu chẳng may Hạ Tưởng biết khó mà lui, không chuẩn bị ra tay với y lại chủ động gây sự chẳng phải tự làm mất mặt hay sao? Cổ Hướng Quốc bị thủ pháp thật thật giả giả của Hạ Tưởng ép vào thế khó xử, hận không thể túm cổ áo Hạ Tưởng để hỏi cho rõ, hắn rốt cuộc còn muốn ra tay hay không? Đương nhiên là muốn ra tay, chỉ vài ngày sau Hạ Tưởng đã dùng hành động khác để trả lời Cổ Hướng Quốc. Tháng 7, vào giữa hè. Công trình của Sơn Toàn Mỹ ở thành phố Lang đã bắt đầu hình thành những hình thức ban đầu, tường bao, nhà xưởng đã hoàn thành phần lớn, bắt đầu công tác chiêu dụ tổng đại lý và đại lý bán hàng. Sơn Toàn Mỹ đã đưa ra điều kiện ưu đãi vô cùng hấp dẫn về mức chia hoa hồng đối với đại lý cao hơn nhiều lần so với Sơn Occupy. Nếu đem so sánh, tất cả những điều kiện gia nhập liên minh của Sơn Occupy đều trở thành danh từ, hà khắc. Điều kiện của Sơn Toàn Mỹ một khi được tung ra sẽ gây chấn động không nhỏ. Mặc dù Sơn Occupy trước đó cũng đã tăng mức hỗ trợ cho các đại lý bán hàng nhưng bởi vì Trần Đại Đầu làm tổng đại lý, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc lợi nhuận cách xù nhiều năm, y mới không chịu chắp tay dâng miếng ngon cho các đại lý bán hàng cấp dưới, còn khống chế nghiêm ngặt tỷ suất lợi nhuận, bởi vậy, không ít đại lý bán hàng của Sơn Occupy đều thay đổi kế hoạch, chuyển sang đầu quân cho phía Sơn Toàn Mỹ. Tuy nhiên cũng còn may, đa phần các đại lý bán hàng sang đầu quân đều là một bộ phận nhỏ kinh doanh không tốt. Đại bộ phận đại lý bán hàng của Sơn Occupy lại tỏ thái độ cầm chừng. Dù sao sự việc trọng đại, ai cũng không muốn mạo hiểm đem toàn bộ trứng gà đặt trong một cái rổ mới còn chưa biết có chắc chắn hay không. Nhưng công tác thu hút đầu tư của Sơn Toàn Mỹ chỉ tiến hành trong thời gian 3 ngày, đã cuốn đi xấp xỉ gần 1/5 đại lý bán hàng của Sơn Occupy. Mấu chốt là, Toàn Mỹ nhờ vào mạng lưới thị trường mà Sơn Occupy đã tốn thời gian nhiều năm mới thành lập được. Tuy rằng chỉ kéo đến một bộ phận đại lý bán hàng không nên trò trống gì nhưng lại trực tiếp tiếp nhận mạng lưới tiêu thụ của Sơn Occupy, so với Sơn Occupy thì đỡ phải đi đường vòng từ 3 năm trở lên. Sato tức giận đến mắng Hạ Tưởng là mặt dày, xấu xa,
thậm chí còn tuyên bố phải lấy tinh thần võ sĩ Nhật Bản quyết đấu với Hạ Tưởng. Nga Ni Trần tuy rằng trước mặt hay sau lưng đều có địch, nhưng dù sao y cũng am hiểu sâu sắc hơn về tình hình quan trường trong nước so với Sato, trái lại khuyên Sato bớt giận, mọi việc phải bàn bạc kỹ thì tốt hơn. Nga Ni Trần vừa mới khuyên nhủ được Sato xong, sự việc Dương Bối lại làm cho sự nóng giận của y tăng gấp bội, nhức đầu bốc hỏa. Bởi vì tòa án tiến hành hòa giải việc ly hôn, Trần Đại Đầu nghe theo lời đề nghị của Nga Ni Trần lui một bước, đề xuất cùng lắm có thể chấp nhận phân chia 1/3 tài sản cho Dương Bối, nếu hơn thì kiên quyết sẽ không cho. Dương Bối không chịu nhượng bộ, đưa ra giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện, chỉ trích Trần Đại Đầu có hành vi bạo lực gia đình, và còn có đồng chí của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố làm chứng tại chỗ, Trần Đại Đầu nát rượu quả thật đã thành tính cách và có khuynh hướng bạo lực. Tình thế vô cùng bất lợi đối với Trần Đại Đầu. Khiến cho Nga Ni Trần căm tức chính là, không biết Dương Bối đã chạm phải sợi dây nào mà đã lớn gan hơn trước rất nhiều, còn dám chủ động gọi điện thoại cho y, uy hiếp nói nếu lại làm lớn chuyện thêm, đối với ai cũng đều không có lợi. Nếu Trần Đại Đầu không thể ngăn được chuyện riêng tư của cá nhân lan truyền ra khắp đường lớn ngõ nhỏ của thành phố Lang, đừng nói Trần Đại Đầu không thể ngẩng đầu, ngay cả Nga Ni Trần cũng không có cách nào mà diễu võ Dương Oai ở thành phố Lang. Một người đàn ông, ngay cả những năng lực cơ bản của đàn ông cũng có thể đánh mất thì còn uy phong gì nữa. Uy phong của đàn ông trước tiên là thể hiện ở phương diện quyền lực, thứ hai là phương diện mỹ nữ, thiếu một thứ cũng không được. Nga Ni Trần chưa từng bị một người phụ nữ làm cho tức giận đến không biết phải làm thế nào. Hiện tại, y bị Dương Bối làm cho tức giận đến quay vòng vòng, nhìn ai cũng thấy không vừa mắt, ngay cả Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc ở một bên nói giọng hòa nhã ôn tồn, nghe đến trong tai y cũng là vô cùng khó chịu. Việc nhà không thể giải quyết cũng là điều khiến người ta đau đầu. Nga Ni Trần hiện tại cảm nhận được sự thống khổ của việc bị phiền toái quấn lấy thân, một nửa tài sản của Trần Đại Đầu ít nhất cũng phải 30 triệu tệ trở lên, thật sự phải chắp tay đưa cho Dương Bối, đừng nói là Trần Đại Đầu tức giận đến phát điên, y cũng thấy tiếc đứt ruột. Nhưng không cho Dương Bối thì không được, Dương Bối thật sự đã vứt bỏ thể diện để công bố việc riêng tư của Trần Đại Đầu. Trần Đại Đầu bị mất mặt, y cũng chịu không nổi sự bàn tán của người khác. Hai anh em nhà họ Trần rất vất vả để có được địa vị ngày hôm nay, đều đã trở thành những người thành công, lại bị người khác vạch trần vết sẹo trước kia, một người thì bất lực, một người thì nói lắp, như vậy hình tượng mà y hao tâm tổn sức xây dựng ở thành phố Lang trong bao nhiêu năm sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không gì độc hơn lòng dạ đàn bà. Nga Ni Trần vô cùng đau đớn, giờ mới biết được Dương Bối bình thường yếu đuối dễ bắt nạt. Nhưng khi thật sự đã phát tác thì cũng không phải là một ngọn đèn đã cạn dầu. Không nghi ngờ gì, chắc chắn là Hạ Tưởng đã ở sau lưng xúi dục Dương Bối. Thật là một đôi cẩu nam nữ. Mái tóc đen của Nga Ni Trần vốn là điều tự hào nhất của y, từ sau lần trước bị Hạ Tưởng làm cho một đêm đầu bạc, hôm nay lại một lần nữa bị một người phụ nữ nhỏ bé và yếu đuổi ép tới chân tường, lui không thể lui, trong lúc y vô tình vò đầu thì phát hiện trong tay mình có tới hơn 10 sợi tóc rụng. Thiếu chút nữa la hoảng lên. Việc gì phải tự rước khổ vào thân? Cho, không phải là 30 triệu tệ sao? Cũng không phải 300 triệu, 3 tỷ, không có gì đáng ngại. Nga Ni Trần đột nhiên hạ quyết tâm, phất tay bảo Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc đi ra ngoài, sau đó gọi một cú điện thoại cho Trần Đại Đầu. Anh, chấp nhận lời yêu cầu của Dương Bối, mau chóng xử lý các thủ tục rõ ràng với cô ta. Tiền cũng đưa hết cho cô ta, một xu cũng không nợ của. Nhưng, Trần Đại Đầu làm sao cam tâm? Một con đàn bà đê tiện, ta bao bọc cô ta nhiều năm như vậy, đừng nói là sinh cho ta đứa con, ta cũng chưa từng động vào cô ta, còn phải cho cô ta 30 triệu tệ, mẹ nó cô ta quá hời rồi, kể cả bao một ngôi sao nổi tiếng cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy. Đúng, nói thì nói như vậy nhưng tình thế hiện tại không cho phép kéo dài thêm, nếu không rất dễ sinh thêm phiền phức. Nga Ni Trần còn đau xót hơn Trần Đại Đầu. Trần Đại Đầu có thể có được ngày hôm nay tất cả đều là do y một tay nâng đỡ. Hơn nữa Trần Đại Đầu không có con cháu, tất cả gia sản kỳ thật cuối cùng cũng phải về tay y, cho nên Dương Bối lấy đi 30 triệu tệ không khác gì là cắt thịt từ trên người y. Ý của em là, trước hết phân chia ranh giới rõ ràng với Dương Bối, sau đó cô ta có xảy ra chuyện gì thì sẽ không có quan hệ gì với chúng ta. Trần Đại Đầu bỗng chốc hiểu ra cái gì đó. Tìm người xử lý cô ta à? Vẻ mặt Nga Ni Trần tối lại, cười lạnh lùng. Muốn tay không lấy đi 30 triệu tệ từ nhà họ Trần mà không trả một cái giá thật lớn há chẳng phải anh em nhà họ Trần rất bất lực sao?
Một tuần sau, phiên tòa kín sự vụ án ly hôn của Dương Bối lại được mở ra, Trần Đại Đầu tỏ vẻ nhượng bộ, phân chia một nửa toàn bộ tài sản mà ông ta đứng tên sang cho Dương Bối, tổng cộng tài sản Dương Bối có được hơn 32 triệu tệ. Chỉ hai ngày sau, Dương Bối đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Bối Tường, dùng 30 triệu tệ làm chi phí đại lý, ký kết hợp đồng làm tổng đại lý của Sơn Toàn Mỹ, trở thành tổng đại lý duy nhất trong cả nước được Sơn Toàn Mỹ trao quyền. Tin tức vừa truyền ra, lập tức chấn động toàn bộ thành phố Lang. Quá kịch tính, quá kinh điển, thủ đoạn thật cao minh. Phải biết rằng, Trần Đại Đầu là tổng đại lý của Sơn Occupy ở quận Hoa Bắc, vợ cũ của Trần Đại Đầu mang tài sản được phân chia sau khi ly hôn rót toàn bộ vào Sơn Toàn Mỹ, trở thành tổng đại lý trong nước của Sơn Toàn Mỹ. Không nói chi phí làm đại lý có cao hay không, cũng không nói triển vọng như thế nào. Chỉ có điều ý nghĩa tượng trưng của toàn bộ sự việc cùng với những mưu đồ và câu chuyện phía sau sự việc cũng đủ khiến cho người ta miên man bất định, đủ để cho người ta phải đoán trên 3 ngày 3 đêm cũng nghĩ không ra. Quả thực đúng là một vở hài kịch nhân gian không thể tưởng tượng nổi. Đã không thể dùng từ làm bẽ mặt để hình dung, hoàn toàn có thể nói là Dương Bối đã nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt Trần Đại Đầu và Nga Ni Trần ngay trước mặt toàn bộ người dân thành phố Lang. Đồng thời, còn tát vào mặt Sơn Occupy một cái tát vang dội. Trần Đại Đầu lúc ấy đang ăn cơm trưa với mấy người bạn, tin tức truyền đến, y sửng sốt ngay tại chỗ, sau đó giống như nổi điên lên lật đổ cả bàn ăn, chửi ầm lên Dương Bối là loại gái điếm vong ân bội nghĩa, vô tình vô nghĩa, là kẻ hai mặt. Phản ứng của Nga Ni Trần so với Trần Đại Đầu còn kịch liệt hơn, trước tiên y ngây người một lúc lâu, sau đó bỗng đứng lên, chỉ cảm thấy hoa mắt, đầu óc choáng váng. Thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, sau đó được đưa vào bệnh viện. Sau khi bác sĩ kiểm tra thì kết luận, bởi vì cảm xúc quá mức kích động, thiếu chút nữa dẫn đến nhồi máu cơ tim, nói cách khác, thiếu chút nữa đã bị Dương Bối làm cho tức chết. Nếu nói sự việc Dương Bối làm tổng đại lý cho Sơn Toàn Mỹ chỉ khiến cho người dân thành phố có thêm nhiều đề tài để nói, thì đối với Sơn Occupy lại là một đòn chí mạng. Chỉ vẻn vẹn 24 tiếng sau khi tin tức được công bố, rất nhiều đại lý bán hàng cấp thấp và cấp trung của Sơn Occupy đều chuyển sang đầu quân vào hàng ngũ của Sơn Toàn Mỹ, nhanh chóng ký kết hợp đồng mua bán với Dương Bối. Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, đại lý bán hàng của Sơn Occupy đã mất đi 1/4. Cộng thêm những thiệt hại trước kia, sắp xỉ gần 1/3 số đại lý bán hàng của Sơn Occupy bị Sơn Toàn Mỹ dụ khị thành công. Bởi vậy, Sơn Toàn Mỹ không hề tốn chi phí quảng cáo, trước khi chưa chính thức đi vào sản xuất. Thanh danh đã lan xa, tiếng tăm vang dội ở trong nước, bất kể là người có quan tâm đến vật liệu xây dựng hay không cũng đều biết đến Sơn Toàn Mỹ vì vở kịch mang đầy màu sắc ở thành phố Lang. Toàn Mỹ đã tạo ra một kỳ tích trong ngành, có thể nói là vừa mới thành danh mà cả thiên hạ đã biết. Sato thiếu chút nữa tức giận đến mắng cả Nga Ni Trần, trước tiên là gọi điện thoại thoá mạ Trần Đại Đầu một trận, chế giễu y ngay cả vợ cũng không quản lý được, không phải là một người đàn ông. Sau đó y lại gọi điện thoại cho Cổ Hướng Quốc, kêu oan với Cổ Hướng Quốc, nói là Sơn Occupy ở thành phố Lang đã bị đối xử không công bằng, nếu thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố không đưa ra một lời giải thích thì không loại trừ khả năng Sơn Occupy sẽ rời khỏi thành phố Lang. Về việc Sato gây áp lực, Cổ Hướng Quốc chỉ có thể kiên nhẫn khuyên nhủ và giải thích kỹ càng, nhưng vẫn không đưa ra được bất kỳ phương án giải quyết hữu hiệu nào. Sự việc cũng nằm trong phạm vi hợp lý hợp pháp. Y thân là thị trưởng ngoài mặt cần phải giữ gìn lập trường khách quan công bằng. Chẳng lẽ nói y có thể lấy danh nghĩa của Ủy ban Nhân dân thành phố ra lệnh nghiêm cấm các đại lý bán hàng chuyển sang đầu quân vào hàng ngũ Sơn Toàn Mỹ? Thật là chuyện đùa, y mà dám nói như vậy, hạ tưởng cũng dám đến tỉnh ủy tố cáo y, khiến y chịu không nổi. Bất kể có phải hạ tưởng đứng sau lưng Dương Bối hay không, không có chứng cớ, Cổ Hướng Quốc vẫn một lòng quả quyết chắc chắn là chủ ý của hạ tưởng. Có một điểm y phải thừa nhận, thủ đoạn của hạ tưởng hoàn toàn phù hợp với quy luật thị trường, tuy rằng cũng có hiểm nghi đầu cơ trục lợi nhưng phải nói là hoàn toàn kín kẽ. Cổ Hướng Quốc ngoại trừ việc phiền muộn ra vẫn là phiền muộn, hạ tưởng không trực tiếp ra tay với y đã khiến y nửa mừng nửa lo. Mặt khác, hạ tưởng thông qua vụ án ly hôn của Dương Bối Ly đã động chạm đến thần kinh mẫn cảm của Nga Ni Trần, lại lợi dụng Sơn Toàn Mỹ để khuấy động lợi ích của Sơn Occupy. Tình hình thành phố Lang lại một lần nữa trở nên phức tạp, khiến cho người ta hoa cả mắt, đồng thời cũng khiến cho người ta nhìn không thấu hạ tưởng rốt cuộc đang che giấu dã tâm gì. Nhức đầu, thật là nhức đầu, Cổ Hướng Quốc thật sự vẫn chưa biết nên làm gì với hạ tưởng.
Mấu chốt là, Hạ Tưởng rất xảo quyệt, hắn không để cho anh nắm được đuôi cáo của hắn, cho dù anh có biết hắn chính là kẻ chủ mưu đứng phía sau nhưng anh không có chứng cứ rõ ràng, một chút cũng không làm gì được hắn. Chẳng lẽ chỉ có một con đường cuối cùng có thể đi thôi sao? Cổ Hướng Quốc đột nhiên hạ quyết tâm, sau khi buông điện thoại của Sato lại gọi thẳng đến Bắc Kinh. Thủ trưởng, tôi có hai đề xuất chưa được chín chắn cho lắm. Ngài nghĩ tôi có nên báo cáo một chút với ngài hay không? Ồ, lại có ý kiến gì vậy? Nếu sắp tới các bộ và ủy ban trung ương ở Bắc Kinh có chỗ trống, ngài xem có thể điều tôi lên Bắc Kinh hay không? Tôi muốn yên lặng 2 năm, học tập kiến thức lý luận. Chương 875, kiếm sáng, đường kiếm sắc bén. Cổ Hướng Quốc khó khăn nói ra suy nghĩ trong lòng, do dự một chút, lại bổ sung nói. Hoặc là ở thành phố nào có ghế trống, điều Hạ Tưởng qua đó đảm nhiệm chức thị trưởng, cũng có lợi cho việc mở rộng kinh tế thành phố Lang. Đầu dây bên kia im lặng hơn mười mấy giây, rồi mới nhẹ nhàng mà nói một câu. Tình thế nghiêm trọng tới mức độ này rồi sao? Cũng không hoàn toàn vậy, tôi cũng là nghĩ cho đại cục của thành phố Lang, không muốn bởi vì bất hòa về quan niệm giữa tôi và đồng chí Hạ Tưởng mà làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của thành phố Lang. Kỳ thật xuất phát điểm thực sự của Cổ Hướng Quốc là muốn giành được sự đồng tình trước mặt thủ trưởng, có thể đẩy được Hạ Tưởng đi là tốt nhất, không đánh mà khuất phục được kẻ thù mới là thượng sách. Không ngờ thủ trưởng lại ha hả cười. Hướng Quốc, công việc trong chức năng nhiệm vụ thì tất yếu phải làm, cần đấu tranh cũng phải đối mặt. Thôi được rồi, tôi còn phải họp, cứ như vậy đi. Cổ Hướng Quốc mặt trắng bệch buông điện thoại xuống, y biết, cửa ải phía trước cần phải vượt qua, nếu không vị trí của y trong suy nghĩ của thủ trưởng sẽ xuống dốc không phanh. Rốt cuộc đòn sát thủ của Hạ Tưởng nằm ở chỗ nào, lúc nào thì xuất chiêu. Cổ Hướng Quốc đi đi lại lại ở trong phòng. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra, thư ký Lưu Lâm Nham thở hổn hển nói. Thị trưởng Cổ, không ổn rồi, có chuyện lớn xảy ra rồi. Cổ Hướng Quốc nheo mắt, trong lòng căng thẳng, Hạ Tưởng đã châm ngòi lửa. Chuyện gì mà hoang mang hốt hoảng như vậy, thật không ra gì. Cổ Hướng Quốc giả vờ trấn tĩnh, bất kỳ thời điểm nào cũng không thể để mất phong độ của một thị trưởng. Lưu Lâm Nham tự trấn áp bản thân bình tĩnh trở lại. Tôi vừa mới nhận được tin tức, anh Thành và Lịch Phi đã chuyển hết toàn bộ hồ sơ của Tiêu Điện đi, mang theo Tiêu Đại và các nhân chứng liên quan, đi suốt đêm tới thành phố Yến. Lúc này sắc trời đã tối dần, bóng đêm buông xuống, anh Thành và Lịch Phi đột nhiên rời khỏi thành phố Lang đã nói lên một điều, Hạ Tưởng đã rút kiếm. Lộ Hồng Chiêm đâu? Điều làm Cổ Hướng Quốc bực mình khó chịu chính là Lộ Hồng Chiêm thân là nhân vật số 1 của Cục Công an thành phố đã không báo cáo với y trước tiên, chính là không làm tròn bổn phận. Không, không biết rõ, không liên lạc được với Cục trưởng Lộ. Lưu Lâm Nham thấy sắc mặt Cổ Hướng Quốc trắng bệch, vẻ mặt u ám đến đáng sợ, trong lòng thật sự sợ hãi, liền nhỏ giọng nói. Nghe nói Cục trưởng Lộ gần đây thường xuyên ở cùng chỗ với Tam Phu Nhân. Tam phu nhân ý chỉ người vợ thứ 3 trong 4 vị phu nhân của Lãnh Chất Phương tên là Doãn Chi Bình, năm nay 33 tuổi, dung mạo xinh đẹp trắng trẻo, có một cô con gái 7 tuổi. Cổ Hướng Quốc biết Lộ Hồng Chiêm bình thường lúc nào cũng phải cố gắng tỏ ra vẻ đứng đắn, kỳ thật y có một sở thích đặc biệt, đó là thích nhất phụ nữ quá chồng. Trong 4 vị phu nhân của Lãnh Chất Phương, Tam phu nhân Doãn Chi Bình có sắc đẹp mỹ miều nhất, Lộ Hồng Chiêm mượn cớ công việc để thông đồng tư gian cũng dễ hiểu. Nhưng bây giờ là lúc nào rồi mà còn có lòng dạ thảnh thơi chơi bời trụy lạc với phụ nữ, lão Lộ này thật sự là ngu ngốc hết chỗ nói. Cổ Hướng Quốc lập tức gọi điện vào số điện thoại cá nhân của Lộ Hồng Chiêm, báo cho y tin tức là Hạ Tưởng đã ra tay. Lộ Hồng Chiêm vô cùng kinh ngạc. Không ngoài dự đoán của Cổ Hướng Quốc, Lộ Hồng Chiêm đúng là đang ăn chơi trác táng trong nhà Doãn Chi Bình. Lộ Hồng Chiêm đang chờ con gái của Doãn Chi Bình đi ngủ, y đang tắm rửa. Định là sau khi tắm rửa xong thì hành sự, lời nói của Cổ Hướng Quốc giống như một chậu nước đá tạt vào đầu, khiến cho y toàn thân lạnh thấu tim. Độc, đúng là độc. Lộ Hồng Chiêm đánh giá thời cơ Hạ Tưởng ra tay, sau khi đánh giá, y lại hít một hơi sâu và hiểu rõ một điều, quan hệ giữa y và Doãn Chi Bình đã sớm bị người ta biết rõ rành rành, bởi vì người ta nhân lúc y đang mải chơi bời mà thong dong ra tay, dẫn người rời khỏi thành phố Lang ngay trong đêm. Dụng ý rời khỏi thành phố Lang rất rõ ràng, chính là không muốn cho y cơ hội nhúng tay vào. Lần trước là giữ chân y lại thành phố Yến, lần này thật đáng chế giễu,
trực tiếp dẫn người đến thành phố Yến, nói chung thủ đoạn thì khác nhau nhưng mục đích lại giống nhau, chính là muốn dẹp y sang một bên để khỏi gây phiền phức. Cảm xúc mãnh liệt của Lộ Hồng Chiêm lập tức biến mất, mặc quần xong, cũng không để ý đến đôi mắt long lanh của Doãn Chi Bình như muốn giữ lại, y vội vàng chạy về thành ủy, bí mật bàn bạc với Cổ Hướng Quốc. Lúc này đã hơn nửa tiếng từ sau khi anh Thành dẫn người rời khỏi, muốn phái người đuổi theo cũng không còn kịp nữa rồi. Lộ Hồng Chiêm liền gọi điện thoại cho anh Thành thì tắt máy, lại gọi điện cho Lịch Phi thì máy bận, gọi liên tiếp cả nửa giờ vẫn là máy bận, y tức giận đến mức quăng cả điện thoại. Một giờ trôi qua, đã đi được hơn 100 km, Lộ Hồng Chiêm biết không có sức mạnh xoay chuyển trời đất. Y không cam lòng, lại gọi điện thoại cho vài người quen ở tỉnh, sau khi giải thích vài câu, mới nhớ tới vụ án của Tiêu Điện nếu muốn lật lại bản án phải được Tòa án Nhân dân tỉnh thông qua. Liền nhớ tới người quen của y ở Tòa án Nhân dân tỉnh là Phó Viện trưởng Cao Diễm Đông. Lộ Hồng Chiêm nói chuyện điện thoại cả nửa giờ với Cao Diễm Đông, trong lòng có phần an tâm hơn một chút, liền lại thảo luận một hồi với Cổ Hướng Quốc, quyết định lại nhúng tay vào thành phố Lang, quyết không thể để Tiêu Điện lật lại bản án, nhất định phải xóa sạch hết tất cả chứng cứ bằng mọi giá. Cổ Hướng Quốc cũng liên lạc với không ít mối quan hệ ở mọi phương diện, lúc thở phào nhẹ nhõm thì mới phát hiện trời đã khuya rồi. Y cũng không nghĩ tới thân phận thị trưởng của mình, lại gọi một cú điện thoại cho Dương Phục. Sau khi biết được Dương Minh con trai Dương Phục đã xuất ngoại và nhập quốc tịch Mỹ, Cổ Hướng Quốc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hạ tưởng xem như đã uổng công vô ích, cho dù có thể thay Tiêu Điện lật lại bản án, nếu Dương Minh cứ ở lại bên Mỹ không trở về, cũng rất khó bị dẫn độ về nước. Dương Minh không trở về, không chính miệng nhận tội, muốn lật lại bản án quả đúng là chuyện cười. Nhưng điều khiến Cổ Hướng Quốc không ngờ tới chính là vào giữa trưa ngày hôm sau bên Tòa án Nhân dân tỉnh đã truyền đến tin Tòa án Nhân dân tỉnh hết sức chú trọng vụ án Tiêu Điện, sắp tới sẽ thụ lý lại vụ án một lần nữa. Buổi chiều, Ủy ban Kỷ luật tỉnh lại lan truyền tin đồn, lãnh chất Phương tham ô nhận hối lộ hơn 40 triệu tệ, đã có trong tay chứng cứ của hầu hết các khoản tiền nhận hối lộ, mời đương sự có liên quan chủ động đến đầu thú, xem xét kỹ tình tiết nặng nhẹ để miễn giảm xử phạt. Nếu sau 15 ngày không tự thú, Ủy ban Kỷ luật tỉnh sẽ kết hợp với Viện Kiểm sát tỉnh tiến hành bắt giữ. Bất kể là tin tức từ Tòa án Nhân dân tỉnh hay là tin đồn từ Ủy ban Kỷ luật tỉnh, đều không phải được dò dỉ ra từ kênh thông tin chính thống, nhưng không có lửa làm sao có khói, hiển nhiên là có người cố ý tiết lộ, thật sự là nhằm vào người đưa hối lộ hay là nói cho những người có tâm ý nghe, hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng lĩnh ngộ của mọi người. Cổ Hướng Quốc biết rõ có tin đồn là sắp căng thẳng rồi. Đợt sóng xung kích thứ nhất đã sắp đến. Mà cùng lúc đó, tranh chấp giữa Sơn Occupy và Sơn Toàn Mỹ càng ngày càng nghiêm trọng. Rốt cuộc việc so chiêu giữa Sơn Toàn Mỹ và Sơn Occupy là một sự trùng hợp hay là cố ý tạo thành mê trận cho sự ra tay của Hạ Tưởng. Cổ Hướng Quốc không thể nào lý giải được điều này nhưng lại không thể không dành một phần tinh lực để chú ý tới tiến triển của sự việc. Điều khiến y thấy khó hiểu là chỉ vì một sự bổ nhiệm nhân sự đơn giản của Sơn Toàn Mỹ, không biết vì sao lại kích động đến thần kinh của Sato, làm cho Sato nhớn nhác mà tự mình đến tìm y, muốn y đứng ra can thiệp vào quyết định của Sơn Toàn Mỹ. Khiến cho Cổ Hướng Quốc vô cùng khó xử, không hiểu vì sao Sato lại có phản ứng kịch liệt như vậy. Nguyên nhân của sự việc chính là, Sơn Toàn Mỹ đã tuyên bố ra bên ngoài, bổ nhiệm Ngụy Hồng Thanh làm Tổng Giám đốc Marketing của Sơn Toàn Mỹ, phụ trách công tác tiêu thụ và phát triển Sơn Toàn Mỹ trong cả nước. Người ngoài có lẽ không có cảm giác gì, sẽ chỉ thắc mắc Ngụy Hồng Thanh là người như thế nào, làm sao lại đột nhiên từ một người vô danh không ai biết tên bỗng chốc được thăng chức làm Tổng Giám đốc Marketing của Sơn Toàn Mỹ. Rốt cuộc cô ta có lai lịch như thế nào? Cổ Hướng Quốc cũng không hề biết ân oán giữa Sato và Ngụy Hồng Thanh, thậm chí có thể nói toàn thành phố Lang cũng không có mấy người biết rõ nội tình. Nhưng trong số mấy người ít ỏi đó Hạ Tưởng lại là một người trong cuộc, mà Sato lại biết rõ rằng, Ngụy Hồng Thanh đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc Marketing của Sơn Toàn Mỹ tuyệt đối là việc làm của Hạ Tưởng. Hoàn toàn là cách làm đâm một dao vào giữa ngực y, độc ác hơn cả việc làm bẽ mặt. Nếu nói Dương Bối lấy tiền của Trần Đại Đầu để đối đầu với Sơn Occupy chỉ khiến Sato cảm thấy căm phẫn mà cười hòa hảo, thì việc Ngụy Hồng Thanh đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc Marketing của Sơn Toàn Mỹ khiến cho y căm phẫn đến gần như mất đi lý trí, thậm chí có thể nói rằng đã khiến cho y cảm thấy lạnh cả xương sống. Thủ đoạn của Hạ Tưởng rất sắc bén, cũng nắm được điểm yếu của mỗi người. Dương Bối là điểm yếu của Trần Đại Đầu và Nga Ni Trần, đồng thời cũng là trò cười của Sơn Occupy.
Còn Ngụy Hồng Thanh mặc dù không ai biết cô ta là người như thế nào nhưng cô cũng là điểm yếu của y, là cơn ác mộng mà nếu y không cẩn thận sẽ bị giật mình tỉnh dậy. Sato sắp vượt khỏi sự phẫn nộ. Nhưng y lại không thể nói rõ với Cổ Hướng Quốc, nói rằng trước kia y đã từng cưỡng hiếp Ngụy Hồng Thanh, hơn nữa Ngụy Hồng Thanh còn một mình nuôi lớn đứa con của y. Y chỉ lấy việc phá rối thị trường làm lý do, kịch liệt yêu cầu Cổ Hướng Quốc lấy thân phận của thị trưởng ra mặt, yêu cầu Sơn Toàn Mỹ chấm dứt việc lợi dụng thanh danh của Sơn Occupy để đầu cơ thực hiện những hành vi vô sỉ của chính mình. Cổ Hướng Quốc hiện giờ thân mình còn lo chưa xong, lại không thể lý giải yêu cầu của Sato rốt cuộc có ý gì, cũng chỉ trả lời qua loa. Chờ Sato đi khỏi, y lại gọi điện thoại cho Nga Ni Trần, muốn hỏi cho rõ ràng. Nga Ni Trần biết sơ sơ về khúc mắc giữa Sato và Ngụy Hồng Thanh, liền nói một cách hàm xúc, cuối cùng bùi ngùi nói vài câu. Tên hạ tưởng này có thủ đoạn sắc bén lại ra tay cực chuẩn, một khi đã ra tay là đánh ngay vào chỗ đau của người ta, làm cho người ta vừa khó chịu, lại vừa khó nói nên lời. Thị trưởng Cổ, chúng ta hiện tại rất bị động, phải nghĩ cách trả đòn mới được. Cổ Hướng Quốc vốn muốn để thủ đoạn của y lại sau cùng, đánh hạ tưởng một cú bất ngờ, nhưng hiện tại xem ra nếu kéo dài thêm nói không chừng cũng không có cơ hội phát huy, liền nói. Ông có ý tưởng gì, nói nghe thử xem. Nga Ni Trần cũng đã nghĩ được đối sách khá tốt, nên đã không giấu giếm nói thẳng ra. Cổ Hướng Quốc nghe xong, từ chối cho ý kiến về kế hoạch của Nga Ni Trần, mà nói thẳng ra kế hoạch của y. Lúc Hạ Tưởng lật đổ Bạch Chiến Mặc ở quận Hạ Mã đã để lại tai họa ngầm. Về sau Bạch Chiến Mặc cũng điều tra rõ chân tướng, cô gái cố ý dụ dỗ gã mắc mưu lúc ấy tên là Tùng Phong Nhi, hiện tại Tùng Phong Nhi đang ở Bắc Kinh, đang làm việc cho công ty của Mỹ nhân Thiếu Giai nổi tiếng Lạnh Lùng ở Bắc Kinh. Bạch Chiến Mặc cũng đã nắm giữ đầy đủ bằng chứng có thể chứng minh Tùng Phong Nhi cố ý gian lận tạo bằng chứng giả, mục đích của gã chính là cho dù không thể lật lại được bản án cũng phải đổ được chậu phân thối lên đầu Hạ Tưởng. Nga Ni Trần mừng rỡ. Thực sự có chuyện như vậy sao? Thật là tốt quá, bất kể dùng thủ đoạn gì, chỉ cần Tùng Phong Nhi thừa nhận là Hạ Tưởng đã sai khiến cô ta lừa Bạch Chiến Mặc, tội danh hãm hại nhân vật số 1 trong đảng ủy của Hạ Tưởng nếu được chứng thực, hắn sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng. Hừ, bỗng nhiên lại nghĩ ra gì đó, Nga Ni Trần lại la toáng lên. Tùng Phong Nhi làm việc ở công ty của Thiếu Giai, có phải Thiếu Giai và Hạ Tưởng cũng có quan hệ bất chính gì hay không? Tôi nghe nói Tiếu Mỹ Nhân vẫn chưa kết hôn, dường như còn có con nhỏ, người đàn ông sau lưng cô ấy là ai? Tôi nghĩ, nếu tôi chi 1 triệu tệ để thăm dò xem ai là bố đứa bé, có trọng thưởng thì tất có người dũng cảm, có thể nào điều tra ra một kết quả khiến cho người ta ngạc nhiên hay không? Ý tưởng của Nga Ni Trần như lóe sáng trước mặt Cổ Hướng Quốc. Nếu Hạ Tưởng thật sự có gian tình gì với Thiếu Giai, còn có cả con, ha ha, Hạ Tưởng muốn không rớt đài cũng khó. Lại có Nga Ni Trần chủ động chi tiền và ra cả sức, cớ sao mà không làm. Cổ Hướng Quốc liền tán thành ý tưởng của Nga Ni Trần, dục y lập tức ra tay, không nên trì hoãn. Nga Ni Trần phấn khởi như phát hiện ra đại lục mới, vừa buông điện thoại xuống đã bắt tay vào làm, phái thuộc hạ đắc lực nhất của y đi đến Bắc Kinh để điều tra Thiếu Giai. Chỉ có điều khiến y không ngờ tới chính là điều tra Thiếu Giai, chẳng những đã chính thức chọc giận Hạ Tưởng, cũng khiến y nếm mùi thủ đoạn của Thiếu Giai. Về sau y mới hối tiếc cũng đã không kịp, bởi vì y đã mở ra một chiếc hộp Pandora. Hộp Pandora, theo thần thoại Hy Lạp là chiếc hộp chứa đựng những hạt giống của mọi loại tai họa, nàng Pandora đã mở ra vì tò mò, khiến cho tai họa bay đi khắp thế gian và nảy mầm trong cuộc sống của con người. Sau đợt sóng thứ nhất, thành phố Lang dường như lại khôi phục được vẻ yên bình bên ngoài, Hạ Tưởng cứ như thường lệ đi làm rồi về nhà, khôi phục mối quan hệ trước đây có thể coi như mật thiết với Ngả Thành Văn. Thường xuyên có thể nhìn thấy bóng dáng Hạ Tưởng xuất hiện trong văn phòng của Ngả Thành Văn, mà lần nào Ngả Thành Văn cũng đều đưa tiễn vô cùng khách khí. Thái độ của bí thư thành ủy đối đãi với phó thị trưởng thường trực còn thân thiết hơn so với thái độ đối đãi với thị trưởng. Người sáng suốt càng có thể thấy được, thị trưởng Hạ ngoài việc quan hệ mật thiết với bí thư Ngả ra thì sự hỗ trợ qua lại với bí thư Trương cũng có vẻ tăng lên. Trước kia tuy rằng cũng từng có lúc nghe thấy bí thư Trương và thị trưởng Hạ thường có lập trường giống nhau. Nhưng hai người tới lui mật thiết ngoài công việc cũng không phải nhiều, bây giờ thì khác, hai người gần như ngày nào cũng ở cùng một chỗ, cũng không biết đang bàn bạc chuyện quan trọng gì. Sau khi anh Thành và Lịch Phi tới thành phố Yến thì mới báo cáo công tác với Lộ Hồng Chiêm. Lộ Hồng Chiêm tuy rằng vô cùng bất mãn nhưng lại không tiện chỉ trích hai người cái gì,
thứ nhất là bởi vì hai người có sự ủng hộ của Hạ Tường và Trương Anh Tịch, mà nói thêm thậm chí còn có thể bê cả ngả Thành Văn ra, khiến cho Lộ Hồng Chiêm biết có nhiều lời cũng vô ích. Thứ hai là Lộ Hồng Chiêm biết rất rõ y có nhược điểm nằm ở trong tay hai người, mặc dù nói việc gõ cửa nhà phụ nữ góa chồng không coi là chuyện gì ghê gớm lắm, nhưng y là chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật, sẽ làm tổn hại phong tục giáo hóa, ảnh hưởng đến hình tượng, không cần đặt điều bịa đặt thêm là tốt rồi. Mặc dù bị người khác nắm được nhược điểm, Lộ Hồng Chiêm vẫn không hề hối hận về việc đã lên giường với Doãn Chi Bình. Y phải thừa nhận Doãn Chi Bình quả thật hoàn hảo, chẳng những dáng người hạng nhất, trình độ siêu đẳng, hơn nữa còn quyến rũ đến tận xương tủy, khiến y sau khi nếm thử cũng không thể ngừng khao khát. Sau vài lần mây mưa, dù có chết ở trên giường của Doãn Chi Bình y cũng cam tâm. Lộ Hồng Chiêm cảm giác như y đang hồi xuân, mới biết được trước kia cũng đã trải qua không ít phụ nữ nhưng so với Doãn Chi Bình đều là hàng loại ba, y thậm chí còn vui mừng là Lãnh Chất Phương đã chết, nếu không y cũng không có cơ hội hưởng thụ một diễm phúc không ngờ tới. Đồng thời y còn ghen tị với Lãnh Chất Phương, một người như vậy mà trái ôm phải ấp cưới đến bốn người phụ nữ, một lão già chết tiệt không ngờ còn chiếm đoạt Doãn Chi Bình bao nhiêu năm, lão già kia thật sự là táng tận lương tâm. Lộ Hồng Chiêm đắm chìm trong bờ bến dịu dàng, đã không đủ tỉnh táo để nhận thức sự nhắc nhở của Cổ Hướng Quốc và tình cảnh nguy hiểm trước mắt, cuối cùng khiến y đánh mất cơ hội, suýt chút nữa gây ra sai lầm lớn. Từ xưa tới nay anh hùng khó vượt qua ải mỹ nhân, thật ra dù có phải anh hùng hay không chỉ cần là đàn ông đều khó qua cửa ải phụ nữ. Nếu không, sao từ xưa đến nay bao nhiêu đàn ông đã quỵ ngã trong lòng phụ nữ? Việc tiến hành thâu tóm lại quyền hành của Lộ Hồng Chiêm vốn đang được xem là thuận lợi, nhưng bởi vì y vô tình thu hoạch được Doãn Chi Bình đã không còn để tâm đến việc bố trí các bước tiếp theo, khiến cho biểu lý lợi dụng được sơ hở, thẩm tra xử lý một vụ án cưỡng dâm khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Sở dĩ nói là không biết nên khóc hay cười là bởi vì lúc tên tội phạm cưỡng hiếp bị thẩm vấn, vốn đang hả hê đắc ý, bộ dạng thỏa mãn hài lòng giống như chiếm được món hời lớn. Cuối cùng sau khi gã nghe thấy tên của người bị hại đã không tin nổi phải yêu cầu cảnh sát nhắc lại một lần nữa. Cảnh sát thấy bộ dạng của gã thật sự có phần buồn cười, liền cố gắng lặp lại một lần nữa tên của người bị hại, kết quả là phạm nhân bỗng dưng khóc giống lên, nói là đã cưỡng hiếp nhầm người. Cảnh sát chưa từng thấy một tên tội phạm cưỡng hiếp ngu xuẩn như vậy, tuy nhiên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bởi vì đối phương có mục đích thực hiện việc hiếp dâm, có khả năng đằng sau vụ án lại có vụ án khác. Là gây án trả thù không phải gây án vì kích động, nên đã tăng cường thẩm vấn, kết quả đã hỏi ra một vụ án trong án. Theo như nghi phạm giải thích, người gã định cưỡng hiếp là Dương Bối. Kết quả trời xui đất khiến thế nào, uống chút rượu vào đã theo nhầm người, thêm nữa gã lại bị chứng quáng gà, buổi tối lúc tiến hành gây án chỉ nhìn quần áo ăn mặc giống nhau đã kéo người ta vào trong lùm cây thực hiện hành vi phạm tội. Kỳ thật lúc ấy gã hoàn toàn có thể thong dong thoát thân. Nhưng lại cảm thấy người bị hại phản kháng không quá kịch liệt, dường như còn có vẻ phối hợp, gã lại nổi cơn dục vọng, chuẩn bị cưỡng hiếp lần nữa, vừa lúc bị hai người qua đường phát hiện, bắt ngay tại trận. Vừa nghe đến người mà nghi phạm muốn cưỡng hiếp là Dương Bối, biểu lý liền lập tức ý thức được tình tiết quan trọng của vụ án, ngay lập tức quyết định chủ thẩm vụ án này. Vừa đúng lúc này Lộ Hồng Chiêm lại đang vui đến quên cả trời đất, khiến cho biểu lý bắt được thời cơ vô cùng quan trọng. Cũng phải nói là Trần Đại Đầu xui xẻo, y vốn định sai người cưỡng hiếp Dương Bối, muốn tàn phá thân thể và tâm lý Dương Bối. Không ngờ từ lúc Dương Bối được Hạ Tưởng nhắc nhở đã có sự phòng bị, hàng ngày cứ bước ra khỏi cửa là có lái xe đi theo, còn mời cả vệ sĩ, lúc ấy may mắn là nghi phạm đã theo nhầm người, nếu gã có theo đúng Dương Bối, đừng nói là gã có thể ra tay, không bị đánh cho tàn phế tại chỗ thì cũng may rồi. Nhưng mọi việc lại luôn trùng hợp. Chính bởi vì sự nhầm lẫn của nghi phạm, chẳng những khiến Hạ Tưởng tìm được chỗ khác biệt để chen vào, cũng khiến hắn nắm bắt được cơ hội xuất chiêu từ bên hông, khiến cho việc giao chiến giữa hắn và Cổ Hướng Quốc trong giả có thật, trong thật có giả, hoàn toàn trở thành vở kịch ngoài dự đoán của mọi người. Chương 876, Dã Tâm, Chuốc Họa Vào Thân. Ngay từ đầu nghi phạm còn ngoan cố mà chống lại, không chịu nhận tội, chỉ nói là thèm muốn sắc đẹp của Dương Bối. Cho dù có ngồi tù vài năm cũng muốn xử lý cô ta. Về sau lại không chịu nổi những đợt tấn công của biểu lý, dần dần tuyến phòng thủ tâm lý bị đột phá, đã thừa nhận bị người khác sai khiến, chính là muốn hủy hoại sự trong sạch của Dương Bối. Cuối cùng sau khi tuyến phòng thủ tâm lý của gã bị sụp đổ đã trình bày toàn bộ sự thật, nói ra là được Trần Đại Đầu nhờ vả,
hơn nữa còn nói là nghe người khác bàn luận, đồn Đại Dương Bối vẫn còn là trinh nữ. Chuyện riêng tư của Trần Đại Đầu không phải từ chính miệng Dương Bối nói ra, mà không ngờ lại qua miệng một tên lưu manh truyền ra ngoài, cuối cùng khiến Trần Đại Đầu trở thành trò cười của thành phố lang. Biểu Lý kinh hãi, lập tức liền bỏ qua Lộ Hồng Chiêm trực tiếp báo cáo tình tiết vụ án với Ngả Thành Văn. Ngả Thành Văn hiểu rất rõ lúc này đúng là thời kỳ quan trọng mà Hạ Tưởng và Cổ Hướng Quốc đọ sức với nhau. Sau một hồi suy nghĩ cặn kẽ, y đã gọi một cú điện thoại lên Bắc Kinh xin chỉ thị, sau đó đã hẹn gặp mặt Hạ Tưởng tiến hành thảo luận bí mật. Trong việc so chiêu giữa Hạ Tưởng và Cổ Hướng Quốc, Ngả Thành Văn ngay từ đầu đã giữ lập trường trung lập, nhưng vừa rồi sau khi gọi điện thoại với Bắc Kinh, nhận được chỉ thị mới bảo y bằng mọi cách bí mật phối hợp hành động với Hạ Tưởng, bởi vì sự đương đầu giữa Cổ Hướng Quốc và Hạ Tưởng đã lên tới mức độ chính trị cao cấp, trong tầng lớp trung ương cấp cao đã đạt được thỏa hiệp. Cụ thể là đạt được thỏa hiệp gì, cấp trên không tiết lộ, Ngả Thành Văn cũng không dám hỏi nhiều nhưng có một điều y hiểu rõ trong lòng, cuộc đọ sức giữa các phe phái lớn, trong việc điều chỉnh quy mô lớn các cán bộ cấp tỉnh sắp tới đã bắt đầu thấy được thắng bại, nhưng ở thành phố Lang còn có một cuộc đấu tranh chính trị nhỏ có ý nghĩa tượng trưng hơn, hoặc giả nói, các cán bộ cấp sở dự bị cho cán bộ cấp tỉnh nếu không trải qua đấu tranh chính trị tàn khốc cũng không có khả năng lọt vào tầm mắt của cấp trên. Hơn nữa, cuộc giao đấu giữa Hạ Tưởng và Cổ Hướng Quốc đã tới mức vô chiêu thắng hữu chiêu, trên cơ bản đã tiếp cận thủ đoạn giao chiến giữa các cấp tỉnh bộ, người thắng có hy vọng trở thành hậu bị trong cấp tỉnh bộ, kẻ thua có khả năng từ nay về sau sẽ rất trầm luân. Ngả Thành Văn không cần biết hậu thuẫn của y và của Hạ Tưởng đã đạt được thỏa hiệp gì, dù sao cấp trên đã có tinh thần chỉ thị rõ ràng, y chỉ chấp hành toàn bộ. Sau 10 phút thảo luận bí mật với Hạ Tưởng, Ngả Thành Văn lập tức quyết định phối hợp với đòn ra tay của Hạ Tưởng từ bên hông, lập tức lấy danh nghĩa tội xúi dục để bắt giữ Trần Đại Đầu. Đổ thêm dầu vào lửa, tình thế của thành phố Lang đột ngột trở nên khẩn trương hẳn lên. Trong khi Biểu Lý tổ chức bắt giữ Trần Đại Đầu, Lộ Hồng Chiêm còn đang ở nhà Doãn Chi Bình, ngủ mê mệt không dậy nổi. Cũng phải, tuổi của y cũng không còn trẻ, không chịu nổi việc luân phiên làm đi làm lại nhiều lần. Nhưng lại ham sắc đẹp và bản lĩnh của Doãn Chi Bình đã không ngừng gắng sức làm, nên khó tránh khỏi mệt nhọc quá độ. Doãn Chi Bình sợ đánh thức con gái, cũng là vì muốn để Lộ Hồng Chiêm yên tâm mà ngủ qua đêm, cô ta nhân lúc Lộ Hồng Chiêm ngủ say đã tắt điện thoại di động của y. Bởi vậy, hành động bắt giữ của Ủy ban Nhân dân thành phố, Lộ Hồng Chiêm tuyệt đối chẳng biết tí gì. Thân tín của y cũng không cách nào liên lạc được với y, lo lắng đến độ dậm chân cũng không có cách nào khác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Biểu Lý sử dụng quyền lực của cục trưởng nghênh ngang dẫn người đến nhà Trần Đại Đầu trong đêm. Lại nói đến kẻ nghi phạm vẫn đang bị giam giữ thẩm vấn ở Ủy ban Nhân dân thành phố. Khi gã được người bị hại xác nhận, cũng là lần đầu tiên gã chính mắt nhìn thấy dung mạo của người bị hại, lúc đó gã hạ gục người bị hại trực tiếp từ phía sau nên cơ bản là không thấy rõ bộ dạng như thế nào, gã đã có ý nghĩ muốn chết bởi vì vẻ mặt của người bị hại cứ đờ đẫn, rõ ràng là một người phụ nữ bị đần độn. Đần độn thì đã đành, lại còn có khuynh hướng cuồng dâm, mấu chốt là tướng mạo của cô ta xấu xí, còn xấu hơn cả hoàng muội ở đời sau. Nghi phạm hối tiếc cũng không kịp, vừa nhìn thấy đã ẹo ẹo nôn mửa, tuyến phòng vệ tâm lý sụp đổ hoàn toàn. Thành phố Lang về đêm, vì là mùa hè, đèn màu rực rỡ, một bức tranh phồn vinh hưng thịnh. Trên đường cái các cô gái đi qua đi lại, hoặc tô son điểm phấn, hoặc quần áo hở hang. Chả trách trước giờ mùa hè là thời kỳ bùng phát nhiều vụ án hiếp dâm nhất, rất nhiều tội phạm hiếp dâm sau đó khai nhận, không phải là bọn họ kích động mà do mấy cô gái ăn mặc quá hở hang, quá khiêu khích. Tại anh tại ả, tại cả hai bên, phụ nữ hở hang chính là để cho đàn ông nhìn, nhưng các cô chỉ muốn đàn ông tán thưởng chứ không phải xâm phạm. Nhưng phụ nữ lại không hiểu rõ lòng đàn ông tán thưởng là vì để đạt được. Trần Đại Đầu biết tối nay Dương Bối sẽ khó tránh khỏi kiếp nạn. Trong lòng y vừa có khoái cảm trả thù lại có suy đoán ác độc, hy vọng Tiểu Ngũ có thể hung hăng mà hủy hoại đời Dương Bối. Tiểu Ngũ là một tiểu tử do y tìm được từ trong đám thủ hạ của Nga Ni Trần có vẻ ngoài gầy gò nhưng lại có năng lực rất mạnh ở phương diện nào đó, bởi vì thu nhập hàng tháng của gã không đến 2.000 tệ, trong đó 1.500 tệ đã chi vào các cô gái bán hoa, căn bản là một mô tơ có hình người. Đã 9 giờ tối, Tiểu Ngũ hẳn là đã xong việc. Vừa nghĩ tới việc Dương Bối bị Tiểu Ngũ chà đạp một trận sống chết, Trần Đại Đầu liền cảm thấy 30 triệu tệ cũng chẳng phải quá xót thịt. Y hẹn hai người bạn đến nhà uống rượu, vừa uống vừa chờ điện thoại của Tiểu Ngũ. Khi uống say đến 7-8 phần,
còn chưa chờ được điện thoại gọi lại báo tin mừng, y đã có chút nôn nóng, dương cổ lên nốc một hơi hết nửa bình rượu, lắc lư rồi đứng lên, hùng hùng hổ hổ nói. Một đôi cẩu nam nữ cấu kết thông dâm, đã tằng tịu lại còn đi thuê phòng. Mẹ nó, lão tử thật sự là thiệt quá, vừa phải mất của lại bị cắm sừng, toàn là chuyện đâu đâu. Y rút điện thoại ra định gọi cho Tiểu Ngũ, bỗng nhiên nghe thấy có người gõ cửa. Chủ tịch Trần có ở nhà không? Trần Đại Đầu căm hận Dương Bối, cũng căm hận Ngụy Hồng Thanh, y biết Ngụy Hồng Thanh và Dương Bối có quan hệ rất tốt, không ngờ hiện tại cả hai người đều đứng ở phía đối lập với y, muốn cướp địa bàn, cướp mối làm ăn của y. Y đang cân nhắc sau khi trừng phạt Dương Bối sẽ thăm hỏi Ngụy Hồng Thanh một chút. Đối với Dương Bối thì có thể xâm hại tình dục, còn đối với Ngụy Hồng Thanh thì sẽ cướp đi bảo bối của cô ta là con trai của cô. Ý tưởng của Trần Đại Đầu là tìm người âm thầm đưa con trai của Ngụy Hồng Thanh đi, sau đó bán cho bọn buôn người khiến tinh thần Ngụy Hồng Thanh suy sụp. Dám đối nghịch với y, ở thành phố Lang người có dũng khí đối chọi với y vẫn còn chưa đến lượt hai con đàn bà thối dám nhảy ra đánh vào mặt y, chỉ tổ gậy ông đập lưng ông. Hai người tiếp rượu Trần Đại Đầu là hai gã dưới quyền trong công ty Trần Đại Đầu, bọn họ vẫn còn tỉnh táo, nghe có người gõ cửa liền cảnh giác hỏi. Ai vậy? Chủ tịch Trần không có ở nhà. Sao lại không có nhà? Tôi có ở nhà. Trần Đại Đầu không nghĩ nhiều như vậy, liền đi đến mở cửa. Y làm sao ngờ tới sự việc lại tiến triển nhanh như vậy, cửa mới hé mở thì vài cảnh sát thường phục hùng hổ từ bên ngoài tiến vào, hai người trong đó đã bẻ tay y ra phía sau lưng, đeo còng vào. Trần Đại Đầu kêu to. Các người bắt nhầm người rồi, ta là Trần Đại Đầu, là anh trai của Nga Ni Trần. Thủ trưởng của các người là ai? Bảo ông ta tới gặp tôi. Y còn ra vẻ vênh váo, mặt kiêu ngạo, lại chửi vài câu khó nghe. Một cú đấm đấm vào bụng y, đau đến mức y phải cúi khom người, lời chửi mắng người khác cũng không thể nói ra, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hai tên kia thấy tình thế không ổn, đều ỷ có Nga Ni Trần chống lưng liền tiến lên ra mặt cho Trần Đại Đầu, một người trong đó còn rút di động ra chụp ảnh, nói là cảnh sát đánh người, gã phải phát tán trên mạng. Mấy vị cảnh sát tiến đến giật lấy điện thoại di động quăng một cú vỡ tan, có một người không chút khách khí, tát hai tên đó vài cái rồi hùng hổ nói. Nhận được tố cáo của quần chúng, các anh tụ tập đánh bạc, say rượu gây rối, bây giờ bắt tạm giam các anh. Hai người bình thường vênh váo quen rồi, đâu chịu nổi bị sỉ nhục như vậy, đã bị đánh đến choáng váng, hai chân run lẩy bẩy, cuối cùng không ngạo mạn nổi nữa. Sau đó, cảnh sát thu dọn hiện trường như gió cuốn mây tan. Sau đó đem cả Trần Đại Đầu và hai người đó đi. Mục đích mang hai người đó đi rất rõ ràng, chính là không để cho bọn họ mật báo cho Nga Ni Trần. Hơn một giờ sáng, Nga Ni Trần bị một hồi chuông điện thoại dồn dập đánh thức. Thực ra cũng không thể nói là đánh thức, bởi vì y cũng không ngủ được. Nga Ni Trần cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có, tuy rằng lần ra tay này của Hạ Tưởng Đại Khái là một loại thủ pháp không tiếng động, thua xa so với sự nhanh gọn, quyết đoán trước đây. Nhưng lần trước mặc dù khí thế vô cùng dũng mãnh, trong lòng y lại không hề hoảng hốt, biết thế nào cuối cùng cũng sẽ kết thúc. Nhưng lần này thì khác, trong lòng y luôn luôn sợ hãi, trực giác nói cho y biết, Hạ Tưởng có lẽ đã hạ quyết tâm phải nhổ y tận gốc. Bởi vì Hạ Tưởng ra tay lúc đông lúc tây, khiến cho người ta không biết sao mà lần, ngược lại trong lòng càng mất tự tin. Lúc đông lúc tây, không phải vì Hạ Tưởng không nắm được trọng điểm, không có phương hướng. Mà là mê trận hắn cố ý bày ra, cố ý khiến cho người khác tìm không thấy mũi kiếm của hắn hướng tới nơi nào. Hạ Tưởng quá xấu xa, quá tinh khôn, thủ đoạn của hắn cũng nhiều vô kể. Nửa năm về trước, Nga Ni Trần cũng không lo lắng Hạ Tưởng có thể làm gì y cậy có hậu thuẫn vững chắc, lại là thâm căn cố đế ở thành phố Lang, sẽ không ai có thể có đủ năng lực để làm lung lay gốc rễ của y. Nhưng hiện tại hoàn toàn khác, y không ức chế được sự khủng hoảng trong lòng. Luôn luôn cảm thấy dưới vẻ bề ngoài điềm nhiên như không có việc gì của Hạ Tưởng ẩn chứa dã tâm muốn tiêu diệt y. Y làm sao có thể yên lòng mà ngủ. Điện thoại vừa vang lên, y liền xoay người rời khỏi giường. Đã nửa đêm, trên màn hình điện thoại là dãy số quen thuộc, là số di động cá nhân của Cổ Hướng Quốc. Mí mắt Nga Ni Trần giật giật, vội vàng bắt máy. Thị trưởng Cổ, đã xảy ra chuyện gì? Mẹ nó! Lão lộ này thật sự là mê sắc đẹp đến ngu muội rồi, thời khắc mấu chốt mà chẳng nhờ vả được gì, chẳng ra gì cả. Cổ Hướng Quốc không còn phong độ của thị trưởng, điện thoại vừa thông đã nói chuyện thô tục,
hung hăng mắng chửi Lộ Hồng Chiêm một mạch rồi mới nói. Trần Đại Đầu đã bị bắt. Cái gì? Nga Ni Trần tính trước đoán sau cũng không thể đoán được Trần Đại Đầu anh ruột của y lại bị bắt, bỗng chốc liền nóng nảy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Dưới tình thế cấp bách, y cũng quát lên. Quát tháo thì có ích lợi gì? Cổ Hướng Quốc tức giận mà trách mắng Nga Ni Trần. Đấy chẳng phải là chuyện tốt của ông làm đấy sao? Tìm người cưỡng hiếp Dương Bối, đúng thật ngu xuẩn, đã là lúc nào rồi lại còn gây thêm phiền phức nữa, chẳng phải là tự mình đưa nhược điểm cho người khác sao? Bình thường ông là một người khá thông minh, làm sao mà bây giờ lại nghĩ ra chiêu ngu xuẩn như vậy? Thật ra Cổ Hướng Quốc oán trách thì oán trách, cũng biết rõ nếu suy tính của Nga Ni Trần thuận lợi thì sau khi Dương Bối bị tấn công, có lẽ sẽ biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, quả thật là một cú đánh rất mạnh đối với sự quật khởi của Sơn Toàn Mỹ. Mặc dù thủ đoạn có phần độc ác, tuy nhiên cũng có thể xem là một phương pháp hữu hiệu nhưng vấn đề là đã thất bại. Thất bại cũng không sao, cùng lắm là có chết cũng không nhận tội, nhưng điều thứ hai không ngờ tới chính là, Ngả Thành Văn đã ra tay khá độc, trực tiếp vượt mặt Lộ Hồng Chiêm, bắt giữ Trần Đại Đầu. Việc bắt giữ Trần Đại Đầu có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thứ nhất là tạo thế ép Nga Ni Trần tới nơi đầu sóng ngọn gió khiến y mất mặt. Thứ hai là Trần Đại Đầu là đại lý lớn của Sơn Occupy, y bị bắt, tuyệt đối sẽ mang tới ảnh hưởng tiêu cực chết người đối với việc tiêu thụ của Sơn Occupy. Tình hình phát triển càng ngày càng có dấu hiệu mất kiểm soát, sức chịu đựng của Cổ Hướng Quốc cũng bắt đầu dao động. Nhưng hiện tại không phải lúc để oán giận và chỉ trích, mà là lúc đồng tâm hiệp lực liên kết phản kích, y không trả lời Nga Ni Trần, mà nói. Trần Đại Đầu đã bị khống chế, tạm thời tôi cũng không nhúng tay vào được, chỉ có chờ lão Lộ tự ủy ban nhân dân thành phố nghĩ cách. Vấn đề hiện tại là chúng ta không thể tự làm rối đội hình. Việc sắp xếp của ông ở Bắc Kinh có tin tức gì chưa? Nga Ni Trần đã bố trí người tới Bắc Kinh, hiện đang âm thầm bắt tay vào điều tra Tiếu Giai, nhưng dù sao thời gian vẫn còn ngắn, chưa có tin tức rõ ràng. Cổ Hướng Quốc thật ra cũng hiểu là không thể trong thời gian ngắn như vậy sẽ thu hoạch được cái gì. Y cũng nóng lòng, suy nghĩ một hồi rồi nói. Chỉ đơn thuần ra tay từ phương diện tác phong cuộc sống mà muốn quật ngã Hạ Tưởng cũng không dễ dàng, cùng lắm chỉ làm hắn bị vấy bẩn, khiến hắn rút tay lại thì có thể. Chủ yếu là Hạ Tưởng làm việc gì cũng quá cẩn thận, chúng ta không nắm được nhược điểm của hắn. Nga Ni Trần trong lòng hiểu rõ, cũng không hoàn toàn là bởi vì Hạ Tưởng làm việc cẩn thận mà là Hạ Tưởng quả thật là đi đứng ngay thẳng. Về vấn đề nữ sắc thì khó mà nói. Có lẽ là y chưa phát hiện ra, nhưng ở phương diện kinh tế Hạ Tưởng quả thật rất tự quản, không có bất kỳ vấn đề kinh tế gì có thể đem ra bàn cãi. Nga Ni Trần nói, chỉ có hai con đường có thể đi, một là lợi dụng sự việc ở quận Hạ Mã năm đó để làm lớn chuyện. Hai là nghĩ cách tạo áp lực từ phía trên, có thể điều Hạ Tưởng đi là tốt nhất, điều không được cũng phải cho hắn biết lãnh đạo tỉnh bất mãn đối với hắn. Đề nghị của Nga Ni Trần rất thực tế. Cũng chính là suy nghĩ của Cổ Hướng Quốc. Buông điện thoại, Cổ Hướng Quốc lại suy trước tính sau một hồi, cho rằng nhất định phải đích thân báo cáo công tác với Bí Thư Phạm, giáp mặt trao đổi dù sao cũng có thành ý hơn so với nói chuyện điện thoại, cũng dễ dàng thắt chặt tình cảm. Chỉ có điều, Trần Đại Đầu bị bắt đã ảnh hưởng rất tồi tệ đối với triển vọng của Sơn Occupy, tuyệt đối là tai ương ngập đầu. Cổ Hướng Quốc lo lắng, cả đêm không ngủ. Ngày hôm sau, y liền mượn danh nghĩa báo cáo công tác lái xe đến thành phố Yến. Thật ra ai cũng hiểu rõ Cổ Hướng Quốc đi lên tỉnh cầu cứu, Cổ Hướng Quốc từ trước tới giờ mắt luôn cao hơn đỉnh đầu chỉ nhìn ánh mắt của Bắc Kinh chứ không nghe chỉ thị của tỉnh ủy. Hiện tại tất cả rơi vào đường cùng, không thể không đến tỉnh ủy cầu cứu, trước khác nay khác, cũng có ý châm chọc. Cổ Hướng Quốc vừa đi khỏi, tin tức Trần Đại Đầu bị bắt cũng đã lan truyền ra mọi mặt. Lập tức dẫn tới sự khủng hoảng của tất cả các đại lý bán hàng của Sơn Occupy ở thành phố Lang. Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, tỷ lệ hàng trả lại của Sơn Occupy tăng chóng mặt. Hàng trả thì còn đỡ, chủ yếu là do các đại lý bán hàng lần lượt bỏ Sơn Occupy mà đi, đầu quân cho phía Sơn Toàn Mỹ mới là tổn thất lớn nhất. Đối với một doanh nghiệp mà nói, kênh tiêu thụ là tối quan trọng bởi vì chỉ có kênh tiêu thụ hợp lý mới có con đường cái cung ứng hàng hóa toàn diện cho khắp nơi trong cả nước. Hiện tại các đại lý bán hàng đều bỏ đi tương đương với việc phá hủy con đường tiêu thụ. Sơn Occupy liên tiếp triệu tập hội nghị cấp cao, hết đường xoay sở, lại báo cáo tình hình với trụ sở ở Nhật Bản, khiến cho trụ sở chính ở Nhật Bản chấn động. Không chỉ trụ sở chính ở Nhật Bản hết sức phẫn nộ,
ngay cả trong nội bộ Sơn Occupy ở thành phố Lang cũng là lòng người dao động, vô cùng lo lắng cho triển vọng về sau.